thần cấp ở rể. Chương 401, bị đánh gãy chân. Thật ra chuyện hai người nhóm cục trưởng lạc đi đến nhà họ Âu Dương đã được Dương Trấn Hoa báo cáo từ sớm cho Diệp Vô Phong. Khi biết người bọn họ bình an xuất hiện thì Diệp Vô Phong cũng yên tâm hơn. Dương Trấn Hoa còn báo cáo một chuyện khác khiến cho Diệp Vô Phong không khỏi chú ý. Chuyện là, tối hôm qua Âu Dương lôi điều động nhân số với một lượng lớn chạy xuống thôn trang dưới chân núi, sau đó không lâu diệp vô phong lại nhận được một tin tức khác ông trùm buôn thuốc phiện hồ trọng và vệ sĩ bỏ mạng tại thôn trang dưới chân núi mặc dù diệp vô phong đã sớm biết được chuyện này nhưng thời điểm dương trấn hoa đưa tin cũng không tính là quá muộn tin tức từ nhiều phương diện được tổng hợp lại một chỗ diệp vô phong cũng đưa ra kết luận hẳn là âu dương lôi phái người trừ khử hồ trọng diệp vô phong nhịn không được tự lẩm bẩm âu dương lôi xử lý hồ trọng lại chọn thời điểm ra tay là vào lúc nửa đêm thì cũng có thể hiểu được. Nhưng sau đó lại để người trong thôn đi báo cảnh sát, hay là chuyện người trong thôn báo cảnh sát chỉ là trùng hợp? Nếu ông ta thật sự làm như vậy thì rõ ràng là muốn gây chiến với hổ bá. Đầu óc Âu Dương Lôi bị úng nước rồi hả? Dương Trấn Hoa lắc đầu. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hành động lần này của Âu Dương Lôi thật sự là đang tự chuốc họa cho bản thân audio điện tử võ tấn bền. Bỗng nhiên điện thoại Diệp vô phong dung lên một cái, là một thông báo tin nhắn từ WeChat. Anh mở ra xem thì thấy Bạch Tinh Đồng gửi cho anh một tấm ảnh chụp dòng chữ, hung thủ là Diệp Vô Phong. Lời nhắn của nạn nhân. Diệp Vô Phong nhíu mày lại mà nhắn tin cho Bạch Tinh Đồng. Phát hiện ra dòng chữ này ở đâu vậy? Lúc còn ở hiện trường, Diệp Vô Phong nhớ kỹ cũng không có thấy dòng chữ như vậy. Bạch Tinh Đồng đáp lại, đã được tìm thấy ở hiện trường nơi phát hiện ra hồ trọng bị giết. Thật ra tôi không nên để lộ tình tiết vụ án cho người ngoài như anh, nhưng tôi hiểu anh rất rõ, anh sẽ không làm ra chuyện như vậy, nên tôi mới cho anh biết tin. Ừ tôi hiểu. Diệp Vô Phong cười ha ha một tiếng rồi nói, tôi còn đang tự hỏi tại sao Âu Dương Lôi dám giết Hồ Trọng nha. Hóa ra mọi chuyện cũng chỉ vì muốn giá họa cho tôi. Dương Trấn Hoa vừa thấy được bức ảnh thì không khỏi nổi trận lôi đình cái lão già khốn khiếp âu dương lôi này đã giết hồ trọng rồi còn muốn đổ tội cho anh diệp chúng ta không thể để yên cho ông ta diệp vô phong khoát tay với dương trấn hoa hành động lần này của âu dương lôi sẽ chỉ khiến người của hồ bá bị ép phải ra tay cứ việc yên tâm đi tôi sẽ không ngồi yên chịu oan ức vậy đâu nghe vậy thì cơn giận của dương trấn hoa cũng dịu đi đôi chút anh diệp vậy sau đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ diệp vô phong trả lời nếu âu dương lôi đã tàng trữ được số lượng ma túy nhiều như vậy rồi thì chắc chắn tiếp đó ông ta sẽ muốn bán ra cho nên chúng ta cứ việc phối hợp với phía cảnh sát để một lần phá tan toàn bộ mạng lưới tiêu thụ dưới tay âu dương lôi hay quá hay tôi sẽ lập tức hành động thưa anh diệp dương trấn hoa cực kỳ kích động lúc đầu anh ta còn lo nghĩ diệp vô phong sẽ để tâm đến chuyện ma túy nhưng theo tình huống hiện tại thì quả thật diệp vô phong không hề có hứng thú với mặt hàng này khiến cho dương trấn hoa rất là vui vẻ bố ba con nhỏ bạch tinh đồng đó quá đáng lắm rồi vậy mà cô ta còn dám sai người lần vào các khu vui chơi tụ tập của chúng ta để điều tra vụ ma túy đã có rất nhiều địa điểm nhỏ lẻ dưới chướng chúng ta bị con ả này triệt phá lúc khương tam lãng thu được bản báo cáo trên thì biểu cảm trên mặt anh ta lập tức biến dị má tao đã nói với tụi bay bao nhiêu lần rồi hả phải biết chú trọng năng lực phản trinh sát mấy thằng khốn bị bắt được kia giặt một lũ thiếu não mà bố ba chuyện không đơn giản vậy đâu lần này là cả năm chọc cũng bị bắt được năm chọc thằng khốn này phải gọi là trình phượt thủ chơi nhây với cảnh sát đến cả nó cũng bị bắt rồi à khương tam lãng nghĩ mãi mà không thông lần này năm chọc là bị một người qua đường lo chuyện bao đồng sen ngang mới bị bắt nhưng thằng nhân vật quần chúng này rất kỳ lạ đến cả máy quay an ninh của chúng ta cũng không ghi hình thằng này lại được khương tam lãng lập tức hiểu ra mọi chuyện là có người đang phối hợp cảnh sát chuyên môn đi chọc phá chúng ta vậy chúng ta phải làm gì bây giờ chẳng lẽ các anh em còn lại đều phải làm lũ chó cục đuôi trốn đi đương nhiên là không cần phải làm vậy khương tam lãng cười lạnh một tiếng rồi nói để tao tự ra tay tao sẽ tìm cách để dẫn dụ bọn chúng ra rồi hốt gọn một mẻ thật ra tao cũng rất muốn biết là ai dám đứng lên chống đối với nhà họ lôi này Khương Tam Lãng dẫn theo hai tên đàn em đi đến quán bar rồi tìm một góc mà rúc vào, chờ cá mắc câu. Mấy tên nhãi nhép có nhiệm vụ đi chào hàng thuốc lắc trong quán bar đã bắt đầu hành động. Thừa dịp ánh đèn chớp nhoáng mở mắt, cánh tay của tên nhãi nhép với mái tóc nhuộm vàng bị một thanh niên trẻ đang nhảy múa điên cuồng đứng cạnh bắt lấy, cũng là ngay lúc tên nhãi nhép đang giao dịch với khách nên hàng nóng còn sẵn trên tay. Sau đó, anh thanh niên năng nổ kia lập tức dùng vũ lực kép tay tên nhãi nhép tóc vàng chạy ra khỏi sàn nhảy. Đuổi theo, Khương Tam lãng cười lạnh. Quả nhiên là có người đặc biệt đến để phá chuyện là ăn của chúng ta. Hai tên đàn em lập tức chạy theo phương hướng anh thanh niên năng nổ kia vừa đi. Hai tên đàn em mạnh bạo chen vào đám người, cả hai đều túm lấy một cánh tay của anh thanh niên. Này chàng trai, đi theo chúng tôi nào. Tên nhãi tóc vàng thấy có người đến ứng cứu nên vội vàng giả đò ăn vạ ngay tại chỗ. Hai vị đàn anh, thằng khốn này dám phá hư quy củ ở đây, nó dám kinh doanh thuốc cấm ở ngay địa bàn của chúng ta. Thả tôi ra. Anh thanh niên vùng vẫy một cách mạnh bạo. Bộp. Chợt sau ót của anh thanh niên bị người dùng lực đánh một cái. Anh ta bị đánh ngất xỉu. Hai tên đàn em nhanh chóng đỡ anh thanh niên đến một căn phòng rồi dùng một chai nước khoáng để dội cho anh ta tỉnh lại. Thằng nhãi, nói mau, ai phái mày tới đây quấy rối tụi tao. Anh thanh niên cười lạnh một tiếng rồi nói. Tôi là cảnh sát, các người dám động tới tôi thì đội hình sự lập tức sẽ bao vây cái quán ba này. Ồ, hóa ra cậu là cảnh sát à, vậy thì đắc tội rồi, xin cậu lấy chứng chỉ hành nghề cảnh sát ra cho chúng tôi xem. Anh thanh niên nói, lúc chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ là sẽ không mang chứng chỉ hành nghề theo. Các người mau chóng thả tôi ra các người là đang đánh lén cảnh sát đó cảnh với cha con mẹ nó sát để ông đây đánh gãy chân của mày rồi lại sủa tiếp nhé mày còn chưa hiểu tình huống đang ra sao à dám đi phá chén cơm của của nhà họ lôi kết cục của mày chính là không còn răng để húp cháo anh dám khí thế của anh thanh niên cũng không yếu dám có gan đánh lén cảnh sát chén cơm này của mấy người coi bộ cũng không ăn tiếp được rồi khương tam lãng cười phóng đãng mà nói Tâm chiếu mới này, cách mày nói chuyện chẳng ra dáng cảnh sát tí nào cả nha. Đánh gãy đùi phải của thằng chó này trước rồi nói tiếp. Giác, lũ đàn em vùng gậy đánh, anh thanh niên nhịn không được kêu thảm một tiếng rồi ngất xỉu. Khương Tam lãng nói với khuôn mặt âm hiểm. Ném nó ra ngoài, xem coi đến cùng là ai tới rước nó về. Thế là anh thanh niên bị ném ra vỉa hè trước cửa quán ba. Đám người Khương Tam Lãng và mười mấy tên đàn em nghỉ ngơi thảnh thơi ở gần đó để quan sát đám người đi đường thấy tình cảnh này thì cũng tỏ lòng chắc ẩn nhưng anh thanh niên bị bọn đàn em trông coi khiến cho mấy nhân vật quần chúng không dám đứng ra giúp đỡ có hai cảnh sát tuần tra đi tới hỏi có chuyện gì xảy ra khương tam lãng trả lời mấy đồng chí cảnh sát người này là bên phía chúng tôi chúng tôi cũng chỉ đang đùa giỡn thôi các vị vẫn nên đi tuần sang khu vực khác đi anh thanh niên bị đánh gãy một chân cảm giác đau đâm thấu tim gan nhưng anh ta vẫn cắn răng chịu đựng chứ không cho phép bản thân rên la kêu gào lên. Hai cảnh sát tuần tra nhìn thấy Khương Tam Lãng thì lập tức cười đáp. Ồ, hóa ra là bố ba Khương. Được rồi, các vị tiếp tục vui đùa nhé, chúng tôi đi đây. Gì cơ, Lý Đào bị Khương Tam Lãng phát hiện còn bị đánh gãy chân. Lúc Trương Long nhận được tin tức thì khuôn mặt ông ta đột nhiên tối sầm lại. Lập tức cho người đến cứu viện. Hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, khí trời lạnh thấu xương, Lý Đào còn nằm trên vỉa hè. Anh ta nằm co do lại một cục, thân thể anh ta lạnh cóng, run lẩy bẩy. Nhưng lại rất trùng hợp, hiện tại lại không hề có cảnh sát hình sự phối hợp với nhóm anh ta nữa. Tiểu yêu xuất hiện trong đám đông, bởi vì Lý Đào vẫn luôn nằm co quắp nên cậu ta mãi không thể nhận ra đó là ai. Nhưng tiểu yêu vẫn không nhịn được mà chen vào đám đông, cậu ta vừa đi vừa lầm bầm. Có người đánh cho anh ta bị thương à? đến cùng là đã xảy ra chuyện gì lý đào đã phát hiện ra tiểu yêu hiện tại lý đào đã làm mất điện thoại không có cách nào để mà liên lạc với trương long được khi anh ta vừa nghe thấy tiếng của tiểu yêu vọng đến từ đám đông thì anh ta lập tức hô lên anh yêu hả tiểu yêu đang cật lực luồn lách qua dòng người xô đẩy hỗn tạp thì lập tức nghe thấy có người gọi tên cậu ta tiểu yêu hơi giật mình bước chân cũng nhanh hơn cậu là bé đào là tôi tôi bị bọn chúng đánh gãy chân. Lý Đào cắn răng mà nói. Mẹ nó. Phản ứng đầu tiên của tiểu yêu là tức đến dựng đứng người lên. Cái lũ xúc vật nhà tụi bây dám đánh anh em của ông hả? Tụi bây muốn chết đúng không? chương 402, đòi tiền thuốc men. Khương Tam lãng lại tỏ ra cực kỳ vui vẻ, anh ta nói. Há há, có người đến rước, mấy anh em, xông lên vây lại. Thấy người nhà họ Âu Dương có ý định làm lớn chuyện, đám quần chúng hóng hớt quanh đó lập tức tránh xa ra. Tiểu yêu hô to, bé đào, cậu cố chịu đựng thêm chốc nữa. Sau đó tiểu yêu cắn môi hét lớn một tiếng, tiếng kêu của tiểu yêu vang dội cả con đường, âm thanh của cậu ta rất cao, âm điệu bén nhọn truyền đi rất xa kể cả khi đang ở một con phố ồn ào. Mẹ chúng bay, tiểu yêu không đợi đối phương xông đến mà cậu ta lập tức nhào qua nghênh đón. Bên phía Khương Tam lãng ai nấy cũng cầm mã tấu, ống thép các thứ, tiểu yêu thì lại tay không tất sắt. Nhưng tiểu yêu rất dứt khoát mạnh mẽ xông lên, khiến bọn người kia bị bất ngờ vô cùng. Tên đàn em đứng đầu hàng bị tiểu yêu đấm cho một quyền ngã ngửa. Tên đứng sau tên đầu bị tiểu yêu quét chân một cách lưu loát. Tên này bị quét trúng chân lập tức nằm đo đường. Sau đó tiểu yêu lại xoay người đá ngang một cái, lại thêm một tên đàn em của Khương Tam Lãng bị gạt ngã trồng vó. Đẹp lắm! khán giả quanh đó nhìn thấy cảnh chiến đấu đặc sắc như thế thì lập tức có người lớn tiếng khen hay. Tiểu yêu quay trở lại bên cạnh Lý Đào, cậu ta cảnh giác nhìn phía đối diện. Lúc này bỗng có mấy người chạy như điên về phía bọn họ. Đám người kia vừa chạy vừa hô to. Ê ế, tiểu yêu, con mẹ nhà cậu đi đánh nhau cũng chịu báo cho ông đây. Cậu không biết dùng não à? Tiểu yêu vừa nghe thấy giọng người này là đã biết đường chẳng có mặt. Trong tâm tâm, tiểu yêu cũng buông lỏng ra hơn. Khoảnh khắc giao thủ vừa nãy, dù cho tiểu yêu có lập tức đánh ngã được ba người bên phe địch, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lại phát hiện những người còn lại ở phía sau có võ công rất khá. Nhìn qua cách họ đi đứng là đã biết dân chơi thứ thiệt. Nếu tiểu yêu chỉ là một trọi một với một cao thủ cấp bậc võ sĩ thì cậu ta có thể nhẹ nhàng chơi chết đối phương. Nhưng nếu tiểu yêu bị cả đám xuống lại hội đồng thì thôi rồi lượm ơi trong đám đàn em của khương tam lãng chí ít là có sáu tên cao thủ cấp võ sĩ thân hình cao to lực lưỡng của đường trảm bước dài đi tới đường trảm thấy lý đào đang nằm trên mặt đất thì lập tức nói tiểu vũ đưa bé đào đi chữa trị đi nơi này cứ giao cho tôi và tiểu yêu là được rõ tiểu vũ và hai người khác lập tức khiêng lý đào lên một chiếc xe rồi phóng đi xa khương tam lãng hô to để tên đó lại buông bà má mày xuống ấy Đường chảm dùng tiếng địa phương đáp lại, rõ ràng anh ta không phải người Đông Bắc nhưng cách nói năng lại phách lối vô cùng. Lũ chó này là chui từ chuồng nào ra, dám ra tay với người của nhà họ lôi. Khương Tam Lãng quyết định để lộ thân phận một cách trắng trợn, kẻo cho về sau có hối hận thì cũng đã muộn. Đường trảm và tiểu yêu sóng vai đi lên phía trước, đường trảm cười to đáp lời. Ông của mày chứ ai, thằng cháu mất dậy kia còn không biết lại chào ông cái hả? À? Há há, mọi người xung quanh lập tức cười to hai tên cao thủ cấp bậc võ sĩ lập tức bước lên phía trước che chắn khương tam lãng lại hai người này vung quyền muốn đánh đột nhiên tiểu yêu quay ngang người dơ cao chân động tác chó đi tiểu đơn giản cùng cực nhưng lại đá trúng ngay ngực tên cao thủ cấp bậc võ sĩ kia tiểu yêu đạp mạnh đến mức tên kia phải lui về hơn năm bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình lại được cách thức chiến đấu của đường chạm lại càng đơn giản trực tiếp hơn anh ta vừa ra đòn là đã vung một bàn tay đập vào ngay cầu vai của tên còn lại. Nhưng tên kia là cao thủ cấp võ sĩ nha. Tên kia ước lượng chiều cao của đường chảm, thấy cơ thể đường chảm quá cường tráng nên tên này thầm nghĩ, mình chỉ cần chịu đựng một cú đánh này thôi, rồi thuận thế đấm lại một cái là thằng to con này chết chắc. Thế nhưng khi tên kia nâng cánh tay trái lên để đỡ đòn thì hắn ta lập tức phát hiện cú vung tay này của đường chảm nặng quá mức cho phép. Ếch, tên cao thủ cấp võ sĩ còn lại này bị đường chảm vỗ cho lệch vai hắn ta lảo đảo mấy cái đã sắp nằm lăn ra đất ếch mẹ mày đường chảm lại vung một bàn tay ra bốp tên kia bị đường chảm đánh cho xiềng niềng thân hình hắn ta quay vòng bốp bốp đường chảm lại vung tay thêm mấy lần nữa tên cao thủ cấp võ sĩ bị đường chảm đánh đến mức xoay như bông vụ cuối cùng hắn ta ngã lăn quay ra đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn Ô những người xung quanh trầm trồ thán phục cách thức chiến đấu này của đường trảm quả thật bạo lực đến biến thái anh ta chơi chiêu liên hoàn tát đánh ngất đối thủ tiếp nào đường trảm sải bước đi lên trước tiểu yêu cũng nối bước theo như bóng với hình tối hôm nay đường trảm cố ý đánh theo đúng một phương thức liên hoàn tát tát nè tát nè tát tát nè tiểu yêu cũng đã ngờ ngợ ra được ý đồ gây hài của đường trảm thế là cậu ta chơi đạp đạp chết con bà mày đi đám người khương tam lãng cứ thế mà bị hai người này dùng những chiêu thức vô cùng đơn giản đánh đến tan ra đội hình chín tên đàn em nằm đo đất những tên còn lại chạy được bao xa thì cố mà chạy vốn dĩ khương tam lãng cũng là cao thủ cấp võ sĩ nhưng khi anh ta thấy hai người này kinh khủng đến mức này thì lập tức quay đầu là bờ khương tam lãng chạy vào quán ba trốn mất dạng còn không dám ló đầu ra ngó tiểu yêu vừa đạp một tên vừa hỏi nói là ai dám đánh anh em của tao không phải em anh ơi tên này kêu như heo bị chọc tiết bỗng nhiên có tiếng người hét to từ trong đám đông vây xem quán ba này là của âu dương lôi đại ca da đen mau xông vào đập quán đi hú hú đúng đó cái quán ba này rất quá đáng không coi ai ra gì đại ca da đen đánh sập cái quán này đi đường chảm cười ha hả giặt một lũ gà đất chó sành mà cũng dám ra oai lúc này trương long đã dẫn người đến khi ông ta thấy đường trảm và tiểu yêu đã dọn dẹp xong chiến trường thì đám bọn họ cũng lẫn vào dòng người, không có lộ mặt ra. Trần Cương, có người đến gây rối, mau đi ra xử lý đi. Lúc này Khương Tam Lãng mới nhớ ra Trần Cương đang ở trong quán ba quan sát chiến cuộc. Lúc trước Khương Tam Lãng không hề ngờ được sẽ có người dám động tay động chân không hề che giấu gì ở ngay trong quán ba. Anh ta lại càng không thể ngờ bên phía đối phương có thể bất ngờ xuất hiện một cao thủ như đường trảm cách thức chiến đấu của đường chảm nhìn thì rất dã man, vô cùng bạo lực, hết sức vô lý. Nhưng tác phong, thói quen đi đứng của đường chảm lại để lộ ra một nét đặc thù của cao thủ. Trần Cương bước từng bước nặng nề tiến lại gần đường chảm, rồi anh ta chắp tay nói với đường chảm. Người anh em, tại sao anh đây lại đến địa bàn của chúng tôi để gây rối? Đường chảm trả lời. Không có lý do gì cả. Thích thì đến đánh chơi thôi. Ra tay đi. Đường chảm vừa nói vừa đẩy tiểu yêu ra sau lưng, nghênh đón Trần Cương. Đôi khi đường chảm sẽ rất ngông cuồng, không hề biết đến lý lẽ. Anh ta thấy Trần Cương có vẻ rất là đáng gờm, lo sợ tiểu yêu không phải là đối thủ nên đã tự giác đối đầu với Trần Cương. Tuy nhìn đường chảm rất là thô bạo vô văn hóa, nhưng khi ở trên chiến trường, anh ta lại hiểu rất rõ chuyện đời. Há há, thật sảng khoái. Trần Cương thật sự là một cao thủ anh ta hơi hoạt động gân cốt rồi lập tức vào tư thế chuẩn bị. Tới đi, đường chảm bước nhanh đến phía trước, vừa ra đòn là một quyền nặng nề. Hay ra, Trần Cương có thể chắc chắn, đường chảm nhất định là một cao thủ thiên về sức mạnh cơ bắp. Thế là Trần Cương lui về sau nửa bước đón lấy cú đấm của đường chảm, dùng tư thế xoay eo để phân tán lực. Động tác của đường chảm lưu loát như nước, anh ta thu chiêu rồi lại ra đòn, một trước một sau dứt khoát mà lại nối liền cú đấm của đường chảm vừa nhanh vừa mạnh tiếng xé gió nghe vù vù chỉ mới giao thủ trần cương đã nằm ở thế hạ phong khi so đấu về sức mạnh cơ bắp nhưng các đòn thế của trần cương rất tinh tế uyển chuyển sức lực cũng đủ mạnh để đánh ra tiếng vang trong không khí động tác của trần cương chậm mà chắc chậm ổn đón đỡ thế công tầm thấp nhưng vẫn có thể linh hoạt cản phá chiêu thức tầm cao động tác của trần cương bày ra vẻ đẹp nghệ thuật thượng cẳng chân của phương bắc được lắm cũng rất là này nọ đấy sau khi đường chạm giao thủ với Trần Cương được hơn 50 chiêu thì lui về hai bước. Nhưng tiếc thật, tối nay ông mày đã đánh sướng tay rồi. Quay đầu là bờ đi. Gì cơ, mày dám chạy. Khương Tam Lãng vừa hô to vừa ra hiệu cho Trần Cương đi lên giữ người lại. Sau 50 chiêu có lui có tiến vừa rồi thì Trần Cương cũng đã nhận ra anh ta không có khả năng làm đối thủ của đường chạm. Nhưng nếu đường trảm muốn đánh thắng Trần Cương thì cũng phải kiên trì thêm 50 lần ra đòn nữa đường chảm muốn đi nên đi rất dứt khoát trần cương bị đường chảm đẩy giạt qua một bên để né đường nhưng rồi đường chảm lại dừng bước anh ta không quay đầu lại mà hỏi sao hả hay là cháu đây còn đang ngứa đòn nên cầu ông mày dã cho vài cú trần cương phất tay ra hiệu với khương tam lãng ý bảo khương tam lãng đừng ngăn cản lúc này tiểu yêu lại nói đại ca bé đào bị bọn họ đánh gãy chân chữa bệnh nhất định phải cần tiền ai ra đường chảm vỗ chán một cái rồi lại quay đầu nhìn qua Khương Tam Lãng mà cười. Thật là ngại quá đi à, mày đánh anh em tao nằm viện rồi, bồi thường tí tiền thuốc men đi chứ. Tao cũng không định gạt tiền mày đâu, đưa một tiểu yêu năm là xong việc. chương 403, không phải uy hiếp. Gì cơ, người của chúng bay đến địa bàn của nhà họ lôi quấy rối khi bị đánh cho chụp đuôi chạy đi thì còn dám cắn lại đòi tiền thuốc men à. Khương Tam Lãng cảm thấy chuyện này vô lý hết sức mấy tên này nhìn kiểu gì cũng là người ngoài cuộc nha. Trần Cương cũng nói, các người quá ngang ngược, người nào dám tới đây quấy rối đều phải bị trừng trị. Đường chảm nói được làm được, anh ta nhanh chóng quay trở về mà gặng hỏi. Không chịu trả tiền thuốc men đúng không? Trần Cương tức giận nói lại. Không bao giờ. Khương Tam Lãng cũng đã gọi cho mấy tên đàn em còn lại để chúng mau chóng chạy đến hỗ trợ. Anh ta cười nói. Lũ người ngoài cuộc kia, Gan tội bay cũng lớn lắm. Đường chảm vung một bàn tay đến thay lời muốn nói. Nhà tiền ra, Trần Cương cũng lập tức đưa tay qua thăm dò, đón đỡ được cú vung tay của đường chảm. Thế nhưng Trần Cương lại cảm thấy cú đánh này có lực chấn động lớn vô cùng. Hai người họ tiếp tục trận đánh còn đang giang dở vừa nãy, quyền qua cước lại mấy hồi thì Trần Cương đã lại vào thế hạ phong. Trần Cương bị đường chảm đánh cho lùi bước liên tục nhưng vẫn chưa bị một vết thương nào. Gần đó có một tên cao thủ cấp bậc võ sĩ, tên này thấy Trần Cương đã sắp không cản được thì nôn nóng chạy đến hỗ trợ. Kết quả, tên này bị đường chảm táng một cái thân thể xoay vòng mất kiểm soát rồi nằm dài trên đất luôn. Hiện tại, những khách hàng trong quán ba cũng đã bỏ của chạy lấy người, còn bảo an của quán thì cũng đã cầm gậy gộc giáo mác bước ra nghênh đón những vị khách không mời. Trương Long thấy tình huống đã không ổn nên ông ta nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Dương Trấn Hoa, tránh cho nhóm người đường chảm bị thiệt thòi giết chúng nó xông lên bỗng có một tràng tiếng hò hét vang lên đám diễn viên quần chúng quanh đó lập tức nháo nhào né ra một con đường chỉ thấy một đám cỡ chừng trăm người hơn đi tới bọn chúng đi đứng lộn xộn tay cầm đủ loại vũ khí nhưng chỉ cần nhìn thì ai cũng có thể xác định được đám trăm tên côn đồ này chính là một băng xã hội đen thứ thiệt chắc chắn đây là tiếp viện của bên phía nhà họ lôi đám người xung quanh bị số lượng này dọa cho trốn chui trốn nhủi Đường Trảm và Tiểu Yêu cũng lập tức vào trang thái chiến đấu. May mắn là hai người này đã đánh đấm qua cả trăm trận chiến, xứng danh cao thủ. Trong dòng người tạp nham hỗn loạn này, dù tình huống có như thế nào thì hai người họ cũng đều giành được những vị trí có lợi. Hai người dựa lưng vào nhau mà đi đường quyền, đánh cho trận thế của kẻ thù rối loạn tan tác. Lúc Trần Cương ngừng tay lấy hơi thì thấy có mấy người lạ chạy ra từ dòng người đi đường mà gia nhập vào trận chiến này hiện tại đường chảm đã không còn biết nương tay là gì. Mỗi một lần anh ta ra chiêu ắt sẽ có một cái xương bị gãy. Thế công của đường trảm mãnh liệt, sông pha trận địa như sói chạy vào bầy cừu. Cách thức chiến đấu của tiểu yêu lại càng dã man tàn bạo. Mỗi một cú đấm mỗi một đòn chân tiểu yêu đều nhắm ngay những khớp núi của người bên phe địch. Thành ra tiểu yêu đánh đấm trông rất nhẹ nhàng, quyền đi cước về là có ngay mấy con rối đứt dây hai người họ chỉ mới đánh được mấy chiêu mà đã có hơn 30 trên tổng số trăm tên côn đồ nằm xải lai ra đất. Những tên còn lại thấy tình hình không ổn thì vội vàng né tránh lui về đằng sau. Thật ra đám người này có gan sông pha cũng là do ỷ vào số lượng. Bọn họ quen dùng thịt đè người nên có khí thế lúc xuất quân rất lớn, nhưng một khi bị đánh thấm thía rồi thì lại nhụt chí tìm cách trốn đi, đội hình đổ như ngả dạ còn nhờ trương long dẫn theo mấy người tham gia vào trận đánh khiến cho trận thế trăm người của phe địch bị đánh phá từ trong ra ngoài phe địch loạn như cào cào chiến trường hiện tại phải nói là thảm hơn cái thảm tiếng kêu la khóc lóc hô cha gọi mẹ vang lên không ngớt thừa dịp mọi người đang hỗn loạn trần cương muốn chạy lên hỗ trợ nhưng đường chảm rất là nhạy cảm khi thấy trần cương tới gần thì anh ta lập tức quơ lấy một tên côn đồ mà quăng như quăng bịch rác đến chỗ trần cương Thế là tay chân Trần Cương luống cuống không biết phải làm sao. Đến lúc anh ta đón được thằng đàn em số khổ này rồi thì tình cảnh của anh ta cũng khổ không thôi. Bởi vì Trần Cương chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này. Mỗi một lần anh ta xử lý chuyện gì cũng đều là dùng ưu thế tuyệt đối để giành chiến thắng. Trần Cương luôn có thể đánh cho phe địch phải cầu xin tha thứ mà làm theo ý của anh. Nhưng lần này, đường chảm là một người ngoài cuộc nhưng lại phách lối vô cùng mà năng lực chiến đấu của đường chạm lại quá giỏi, hết lần này tới lần khác khiến Trần Cương phải chịu thế bị động. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trần sao 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 đờ. Anh ta thế mà lại thấy sư phụ của anh xuất hiện, bác thoái vương đến rồi. Đám người ngoài cuộc này sắp phải xuống địa ngục thật rồi. Trần Cương biết võ công của sư phụ đã đạt đến cấp bậc đánh bại được cả thần, đám người ngoài cuộc này dù cho có mạnh mẽ hơn thế nào chăng nữa thì cũng sẽ bị sư phụ đánh cho ba má nhận không ra dừng tay bác thoái vương chậm rãi đi đến chỗ đường trảm đám cô đồ dù đang đánh chiến tưng bừng thì cũng phải tách ra một con đường cho ông ta tiểu yêu cảm thấy không khí chung quanh có hơi khác lạ thì cũng đành ngừng tay lại đến cả nhóm người trương long cũng phải ngừng lại mà tụ tập lại một chỗ thủ thế xung quanh hai người đường trảm và tiểu yêu phải nói là thây chất đầy đồng đây chính là thành tích chiến đấu của hai người họ gây ra ánh mắt đường trảm nhìn bắc thoái vương bước đến gần có nét cảnh giác đột nhiên trong lòng đường trảm nổi lên một cảm giác sợ hãi linh cảm của đường trảm rất bén nhạy sự bén nhạy này đã cứu mạng đường trảm rất nhiều lần đường trảm cảm thấy ông lão ở phía đối diện anh ta vô cùng nguy hiểm cảm giác như thể đường trảm đang một trọi một với diệp vô phong vậy cái cảm giác này mách bảo đường trảm rằng anh ta không phải là đối thủ của người này tiểu yêu nhìn thấy đường chảm lùi về sau theo bản năng thì cũng hiểu được ông lão trước mắt có thực lực mạnh đến nhường nào. Thế là tiểu yêu cũng lui lại hai bước để tránh tạo thêm phiền phức cho đường chảm. Ở phía ngoài xa, Trương Long nhìn thấy người kia thì nhịn không được hô to. Bác Thoái Vương đàm thuận. Trong lòng đường chảm cũng nhịn không được mà run lên. Hóa ra ông già này chính là đàm thuận. Trông ông ta có vẻ rất là đường hoàng ngay thẳng. Sao lại có thể tiếp tay cho giặc mà hỗ trợ nhà họ lôi? quả nhiên là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Đám nít ra, dám diễu võ dương oai ngay tại địa bàn của nhà họ lôi. Chúng bay chắc hẳn đã biết trước được hậu quả nhỉ. Nét mặt của bác Thoái Vương rất là thông thả, ông ta mỉm cười như thể trong lòng không có lấy một tia lửa giận. Đường chảm cũng giả đò diễn theo mà lắc đầu. Có biết gì đâu, ông già, ông cũng đừng ở đó mà hù dọa, tôi đây cũng không phải kẻ dễ bị dọa nạt đâu, đám người trong quán bar của ông dám đánh anh em tốt nhà tôi bên phía mấy người nhất định phải bồi thường nếu không chúng tôi sẽ không để yên cho chuyện này đơn giản vậy thôi bác thoái vương cười lạnh mà đáp lại vậy còn đám người nằm la liệt chỗ này không phải cũng đều do lũ chúng bay đánh bị thương à chúng bay cũng nên bồi thường đi đường chảm nói lại hai chuyện này không giống nhau những người này dám vây công chúng tôi nên bị đánh là đáng chẳng nhẽ tôi phải đứng yên chịu trận cho bọn chúng đánh tới chết à? Ông bị điên thì điên một mình đi tôi vẫn còn bình thường lắm. Thằng chó nhà mày. Lời của đường chảm khiến bác Thoái Vương lập tức nổi giận. Tiếp chiêu này đi. Bác Thoái Vương bỗng nhiên giơ cao chân lên, thân hình ông ta nhoáng một cái bay vụt vào không trung. Cơ thể ông ta nhẹ nhàng bay lơ lửng như là một đám mây. Đợi đã, đối thủ của ông là tôi lúc đường chảm nghe thấy giọng nói này thì lập tức thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Đại ca tới là ổn rồi. Cách thức di động của Diệp vô phong quỷ quái như một bóng ma. Diệp vô phong bỗng nhiên chạy vút qua người đường chảm, đánh ra một tiếng vang thật lớn mà chặn lại chiêu thức của bác Thoái Vương. Bác Thoái Vương xoay người lộn một vòng trong không chung, ông ta đánh vòng lộn người lại để đáp đất về phía sau lưng, lúc tiếp đất rất bình tĩnh ổn định. Mái tóc trắng của bác Thoái Vương tung bay theo gió, trông rất có phong độ. Diệp vô phong cũng lui về sau nửa bước để hóa giải lực tác động từ chiêu vừa rồi của Bắc Thoái Vương. Diệp vô phong đưa tay phải ra sau ra hiệu cho đường chảm, ý bảo hai người họ hãy rời đi. Đường chảm cũng không nói hai lời, anh ta lập tức níu lấy tiểu yêu rồi xoay người rời đi. Những tên nhãi nhép dưới trướng nhà họ lôi bị đường chảm đánh cho phát sợ. Dù bọn chúng thấy đường chảm rời đi nhưng cũng không dám đứng ra ngăn cản. Diệp vô phong, Bác Thoái Vương Đàm Thuận khẽ nhíu mày. Là anh phái người tới gây rối. Diệp Vô Phong cũng đã biết được vừa nãy xảy ra chuyện gì. Anh mỉm cười đáp, "Ông Đàm, ông cũng không thể nói là anh em của tôi tới để gây rối được. Cũng bởi người này có tinh thần đề cao công lý mạnh mẽ vô cùng, nếu cậu ấy thấy tội phạm thực hiện các hành động gây nguy hại cho xã hội thì muốn ra tay ngăn cản ấy mà. Nên khi cậu ấy thấy có người dám bán mấy thứ thuốc lắc thuốc phiện trong quán ba nhà ông thì nhịn không được đi phá." Để mà nói nha, cái quán ba do ông đàm đây quản lý vậy mà lại kinh doanh loại hình phi pháp thế kia, mặt ông không biết đỏ à. Anh, Diệp vô phong, anh không thể đánh cháo khái niệm như vậy được. Bác Thoái Vương tức đến sám mét mặt mày. Nếu đã liên quan đến thế giới ngầm thì không thể nào không có xuất hiện mấy loại hình kinh doanh phi pháp được nha. Thế thì cần gì mà phải thấy nhục chi nữa, chuyện này ai mà không biết hả? Chỉ là biết nhưng không nói ra, là bí mật của mọi nhà. Diệp Vô Phong nói tiếp. Dù cho có nói như thế nào thì Khương Tam Lãng cũng đã đánh anh em nhà chúng tôi, cần phải bồi thường tiền thuốc men. Nếu không, nói rồi Diệp Vô Phong nhìn qua cái quán ba này. Kinh doanh quán ba mà, lâu lâu cũng sẽ xuất hiện mấy tai nạn kỳ quái nhục đến nỗi nói không ra luôn á. Đã vậy hiện tại còn có biết bao là người đang hóng hớt nè, lỡ có chuyện là toan thật luôn. À, hiện tại tôi không phải uy hiếp mấy người đâu nha chương 404, cấp dưới sen vào. Bác Thoái Vương nhìn chầm chầm Diệp Vô Phong một hồi, ông ta đang suy nghĩ. Lúc nãy, khi Diệp Vô Phong tiếp chiêu của Bác Thoái Vương đã để ông ta nhận thấy thực lực của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong rất mạnh, chỉ ít là không hề yếu hơn chính bản thân ông ta. Cho dù Bác Thoái Vương có hơi chiếm được thế thượng phong thì cũng là bị động vô cùng. Nếu ông ta muốn đánh thắng Diệp Vô Phong thì ít ra cũng phải giao thủ được nghìn chiêu hơn đã. Điều này khiến cho Bác Thoái Vương không thể tưởng tượng nổi, tại sao Diệp Vô Phong có thể đạt tới cái cảnh giới cao ngút ngàn đó được? Hay Diệp Vô Phong chính là bậc con cháu được một dòng kinh khủng nào đó đang còn trốn tránh xã hội mà bí ẩn dồn hết tài lực nuôi dưỡng ra? Mà mặc kệ chuyện sau lưng Diệp Vô Phong có người chống lưng hay không, cho dù là Diệp Vô Phong có thất thủ chạy trốn, với trình độ hiện tại của Diệp Vô Phong thì Bác Thoái Vương muốn giữ lại cũng không được. Nếu đã đắc tội một tên cao thủ cấp bậc chiến thần như vậy thì hết thảy mọi phương diện làm ăn của Âu Dương Lôi cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, không cách nào có thể ước lượng được. Xét thử cái quán ba này xem, dù cho cái quán ba này không thể gọi là buôn bán khá khẩm gì, nhưng một tháng cũng thu nhập được mấy tiểu yêu. Thế là bác Thoái Vương nói. Được lắm, Diệp vô phong, tôi thấy anh cũng là người hiểu chuyện, không thì như vậy đi. Bên anh chỉ có một người bị thương, nhưng bên tôi lại có rất nhiều người bị đánh, hai bên chúng ta ai về nhà nấy lo cho thương thế đôi bên đi, coi như huề cả làng. Diệp vô phong lắc đầu đáp. Không chấp nhận. Hả? Bác Thoái Vương nhe răng trợn mắt hỏi lại. Vậy anh còn muốn cái gì? Diệp vô phong nói. Tôi cũng vừa nói rồi đấy. Mọi chuyện cần nhất một chữ, lý. Những người này bị thương nhưng lại không giống thương thế trên người vị anh em kia của tôi. Hai chuyện không tương đương nhau nên không thể gọi là hợp lý nha bồi thường tiền đi. Trương Long đang trốn trong đám người nghe thấy Diệp vô phong một thân một mình đối chọi là bác Thoái Vương thì không khỏi cảm thán trong lòng. Một mình Diệp vô phong chống lại bác Thoái Vương với số lượng đàn em hung hãn như vậy mà vẫn còn cứng rắn được nha, thật trâu bò. Bác Thoái Vương hít sâu một hơi, thật ra hiện tại ông ta đã tức muốn điên rồi. Nhưng bác Thoái Vương vẫn đang liên tục suy tính thiệt hơn, rồi ông ta lại bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, Diệp vô phong, Tôi thất anh cũng là một người biết nhìn xa trông rộng, hai ta cũng biết rõ sự đời. Tôi đưa anh 600 triệu tiền thuốc, chuyện đêm nay coi như đã giải quyết xong, Diệp Vô Phong anh cũng nên nể mặt tôi đi, được chứ? Trần Cương hiện tại thì đang nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt thấp thỏm lo âu. Diệp Vô Phong đỡ được một chiêu của sư phụ. Trần Cương có thể chắc chắn xác nhận chiêu vừa nãy của sư phụ tên là Rồng vượt sông lớn. Chiêu thức đó Trần Cương hoàn toàn không thể chống lại dưới một chiêu này anh ta chỉ có thể bị thương nặng mà nằm lăn trên đất. Nhưng Diệp Vô Phong hiện tại thì sao? Đến cả vị sư phụ luôn luôn cố chấp không biết nói lý lẽ vậy mà cũng đành nhượng bộ nhả ra 600 triệu. Đến cả khi thế lúc nói chuyện cũng rất mềm mỏng khiến cho Trần Cương bị hù dọa điên rồi. Diệp Vô Phong đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Ai, thật ra lúc đầu tôi chỉ muốn bên mấy người bồi thường ba tiểu yêu thôi. Nhưng mà ông cũng đã nói đến nước này, thôi thì tôi nhận tạm 600 triệu cũng được. Dù bên tôi có bị thua thiệt đấy, nhưng tôi đành chấp nhận chứ biết sao. Đám người hóng hớt quanh đó đã bị đàn em dưới trướng Âu Dương lôi đuổi ra thật xa, không thể nghe được hai bên đang nói gì cả. Nhưng bọn họ lại có thể thấy rất rõ một chuyện, đó là bên phía Bắc Thoái Vương có rất nhiều người, nhưng Diệp vô phong lại một mình lẻ loi. Mà bên phía lẻ loi một mình kia lại cực kỳ ung dung đối chọi với trận thế trăm người của Bắc Thoái Vương đây mới thật sự là tuổi trẻ hào hùng nhau, chỉ với sự can đảm hiện tại đã đủ khiến mọi người kính trọng Diệp Vô Phong rồi. Diệp Vô Phong, anh giỏi lắm, nếu đã như vậy thì cũng phiền anh đi theo tôi vào quán ba lấy tiền, vậy có được không? Bác Thoái Vương mỉm cười nhìn qua Diệp Vô Phong. Được chứ? Diệp Vô Phong đáp lại ngay mà không thèm suy nghĩ gì. Rồi anh lập tức đi đến kế bên Bác Thoái Vương, hai người sóng vai nhau mà đi vào quán ba. Trương Long đang đứng ở đằng xa thì lo lắng vô cùng. Cậu Diệp, cậu đi theo bọn họ và chính xảo huyện thế kia thì rất nguy hiểm đó. Bên phe địch không chỉ có bác Thoái Vương mà còn cả Trần Cương và đám lâu la. Nếu bên phe địch thật sự muốn vây đánh cậu Diệp trong quán ba thì chỉ sợ dù là cậu Diệp với khả năng lật trời cũng không thể trốn thoát được. Khi thấy hành động của Diệp vô phong thì đến cả Khương Tam Lãng cũng phải vui sướng trong lòng. May được lắm Diệp vô phong, quả nhiên là gan to bằng trời. Khó trách dám một tay che trời đi đối phó với nhà họ Lôi. Khương Tam Lãng đi theo bên cạnh Bắc Thoái Vương Đàm Thuận, thỉnh thoảng anh ta lại nháy mắt dò so hỏi ông ta, ý bảo một khi có cơ hội chúng ta lập tức hỗ trợ nhau vây đánh. Nhưng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận lại không hề để ý gì đến Khương Tam Lãng, từ nãy tới giờ ông ta chỉ đang chăm chú quan sát biểu hiện của Diệp Vô Phong, mà càng nhìn thì ông ta lại càng có thể chắc chắn chuyện sau lưng Diệp Vô Phong có thế lực lớn chống lưng cho. Trần Cương thì lại đi đằng sau ba người họ. Động tác này cũng đã biểu hiện ra địa vị của Trần Cương, rằng anh ta không thuộc cùng một cấp bậc với Diệp Vô Phong. Khi đi tới sảnh lớn ở tầng trệt, Diệp Vô Phong ngồi xuống một cách ung dung đối diện với bác Thoái Vương. Trên mặt Diệp Vô Phong vẫn luôn tươi cười, như thể nơi này không có lấy một chút lợi thế sân nhà hay có mối đe dọa gì với anh cả. Cứ như thể Diệp Vô Phong đang ngồi trong phòng khách nhà anh. Mấy chục tên đàn em đi theo bọn họ rồi đứng đầy trong sảnh lớn tay bọn chúng vẫn đang cầm vũ khí, bọn chúng chừng mắt ra oai với Diệp Vô Phong. Lấy tiền đi, bác Thoái Vương ra lệnh cho Trần Cương. Rõ, Trần Cương quay người rời đi. Khương Tam Lãng đứng kế bên Bắc Thoái Vương, anh ta cười một cách yếu ớt. Diệp Vô Phong, gan của anh không nhỏ nhỉ, thật ra ý của ông đàm đây là, anh đã đặt chân vào quán ba rồi thì cũng không cần phải bước ra nữa đâu. Hả? Diệp Vô Phong hoàn toàn không nhìn qua Khương Tam Lãng, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt bác thoái vương đàm thuận đàm thuận sụ mặt xuống ông ta quát khương tam lãng từ lúc nào mà cậu có quyền lên tiếng ở đây ếch thưa ông khương tam lãng giật nảy mình anh ta vội vàng gập eo lại mà nói một cách kính nể ông đàm xin mời ông nói chuyện đàm thuận lại nói diệp vô phong anh không phải là người trong giới chính trị nhỉ nên là khi thấy anh đột nhiên lấn sân vào phụng thiên rồi đối phó với âu dương lôi thì khiến tôi thấy rất là kỳ quái rốt cuộc anh là ai cơ chứ diệp vô phong lại cười ha ha đáp lời ông già ông nói sai rồi tôi không thấy tôi đang đối phó âu dương lôi mà ngược lại tôi thấy âu dương lôi là đang đối phó tôi mới đúng đàm thuận nhíu mày hỏi vì sao anh lại nói như vậy diệp vô phong tiếp tục trả lời Vụ án ở thôn trang dưới chân núi trong lòng ông và tôi đều hiểu rõ ai mới là hung thủ nhỉ. Nhưng ở hiện trường vụ án lại có một bản di chúc bằng máu khiến tôi tức giận vô cùng. Di trúc bằng máu? Ra là bác Thoái Vương Đàm Thuận không biết chuyện về bức di trúc máu kia. Diệp Vô Phong gật đầu nói tiếp. Đúng là vậy đó, có một bản di chúc bằng máu được viết trên bức tường trong căn nhà nơi Hồ Trọng bị ngộ sát. Trên đó ghi sáu chữ rõ to, hung thủ là Diệp Vô Phong. Cách vụ oan vụng về đến vậy thì sao lại không thể khiến tôi tức giận cho được? Hả? Đàm thuận nhíu mày lại mà nói. Tôi cũng không biết hung thủ của vụ án này là ai mà lại muốn đổ oan cho anh. Ha ha! Diệp vô phong cười, anh không tiếp tục truy vấn, nhưng ánh mắt của anh lại mang theo suy nghĩ sâu xa mà nhìn chằm chằm đàm thuận. Khương Tam lãng nguyết Diệp vô phong một cái. Anh cười cái gì? Diệp vô phong không hề che giấu mà trả lời. Ông đàm à, cuộc trò chuyện giữa chúng ta sao lại có thể để cho cấp dưới sen vào đây có vẻ cách quản lý của ông không được nghiêm túc lắm đàm thuận liếc xéo khương tam lãng một cái khương tam lãng vội vàng ngậm miệng khom lưng đứng nghiêm lại lúc này trần cương xuất hiện với một cái túi nhựa màu đen trong tay rồi anh ta lấy tiền ra xếp lên mặt bàn anh diệp mời anh kiểm tra lại diệp vô phong lấy tay gom hết tiền vào túi mà nói không cần kiểm tra chỉ là chút tiền lẻ cũng không đáng để tôi lãng phí công sức đi xem lại. Mà nói chứ, tôi cũng tin tưởng anh Trần Cương đây chắc chắn sẽ không tính sai nha. Nói dứt lời rồi Diệp Vô Phong cũng quay người đi đến phía cửa ra của quán ba. Tám tên cấp dưới đứng hai bên cánh cửa không tự chủ được mà nắm chặt vũ khí trong tay. Ánh mắt của tám tên này như muốn phun ra lửa. Tránh ra. Bác Thoái Vương đàm thuận quát lên một tiếng đầy giận dữ khiến cho tám tên kia bị dọa đến giật cả mình thế là lũ đó nhao nhao né tránh nhường đường cho Diệp Vô Phong. Chỉ thấy Diệp Vô Phong lắc lư cái tay cầm túi nhựa màu đen đi ra ngoài. Chương 405, cao thủ tụ tập. Ông Đàm. Khương Tam Lãng cảm thấy không cam tâm vô cùng. Đây chính là cơ hội tốt để giữ Diệp Vô Phong lại. Đàm Thuận vỗ bàn một cái. Với thực lực của mày Hà, hay là Trần Cương, hay là bằng cái lũ gà đất chó sành kia, Khương Tam Lãng, tao nói lại một lần nữa, hiện tại mày không có quyền gì mà xen vào, đừng để tại lại phải nhắc thêm lần nữa. Khi nói đến mấy câu sau thì sắc mặt của Đàm Thuận đã có phần muốn giết người. Khi nãy Diệp vô phong có nhắc đến bước di chúc máu, chắc chắn là do mày tự cho là mày thông minh nên để lại nhỉ? Khương Tam lãng, não mày có thoái hóa đến cỡ nào thì cũng nên còn lại bản năng xúc vật chứ. Cái mưu kế vu khống cho nó lúc đầu tốt bao nhiêu giờ lại bị mày phá ra như cứt mày còn kéo thêm một kẻ địch đám gờm nữa cho Âu Dương lôi rồi. Ngu còn hơn con chó, ngu hết phần thiên hạ. Khương Tam Lãng không phục mà nói lại. Ông Đàm, sao ông lại nói là tôi phá hư kế hoạch được? Ông dựa vào đâu mà nói như vậy? Đàm thuận nhìn chằm chằm Khương Tam Lãng rồi nói. Cái thằng lanh tranh như mày, cái bản di trúc máu đó không phải là đang cởi quần đánh giám à? Chỉ biết vẽ vời thêm chuyện, mày dùng não suy nghĩ một lần đi, nếu thật sự do Diệp Vô Phong gây án thì nó có thể không mang theo não như mày mà cho nạn nhân để sót lại một lời nhắn không? Hay mày tưởng trí thông minh của hồ bá sánh ngang được trình độ lớp trồi của mày? Ếch, nhưng mà... Khương Tam Lãng còn đang định lên tiếng giải thích. Bốp! Đàm thuận vỗ mặt bàn một cái mà nói. Im con mẹ mày đi đừng có sủa nữa, chuẩn bị đón nhận người của hồ bá đến trả thù cho cái chết của hồ trọng đi. Sư phụ, người đã lỡ mất chuyện vui rồi. Lúc mà Ngài Diệp đi theo Bác Thoái Vương vào quán ba thì trong lòng con lo lắng vô cùng, con chỉ hận không thể lập tức đi vào theo. Lá gan của Ngài Diệp cũng lớn thật, trong tình huống đó thì máu huyết toàn thân con đã sợ đến đông cứng lại rồi. Trương Long và Dương Trấn Hoa đang nói về lúc Diệp Vô Phong đi vào quán ba để lấy 600 triệu ra. Hai người họ cảm thán không thôi, cảm giác bái phục của hai người họ đối với Diệp Vô Phong đã tới trình độ không thể diễn tả bằng lời. Đúng vậy anh Diệp quả là một nhân vật vừa có trí tuệ lại luôn dũng cảm hướng thiện. Dương Trấn Hoa cũng không tiếc lời ngợi khen. 600 triệu này thế mà là do Ngài Diệp tự mình xông vào quán ba để lấy, là Ngài Diệp dũng cảm đối chọi với bọn họ sao? Lý Đào khóc hu hu, nước mắt như mưa. Vì tôi mà Ngài Diệp dám mạo hiểm cả tính mạng của mình cơ mà. Dương Trấn Hoa trừng mắt liếc Lý Đào. Khóc cái gì, đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất đổ máu chứ không đổ lệ lý đào sau này cậu phải biết cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ của anh diệp giao cho coi như là báo đáp lại món nợ này đã rõ lý đào lau hai hàng nước mắt đi anh ta nắm chặt tay lại mà nói ông chủ cứ yên tâm em nhất định sẽ làm tốt mọi việc ngài diệp giao phó chỉ là với cái chân này thì trong khoảng thời gian sắp tới em cũng khó có thể đứng dậy nha trương long vỗ bả vai của lý đào mà nói vậy lại chờ khi nào chân cậu hồi phục lại rồi thì tính sau đừng nóng vội, cứ an tâm mà dưỡng bệnh đi. Bạch Tinh Đồng đi vào bệnh viện thì thấy Tần Trí Dũng đang bị còng tay nằm trên giường bệnh. Ca phẫu thuật đã sắp hoàn thành, lúc này trên người Tần Trí Dũng toàn là bông băng thuốc đỏ. Bạch Tinh Đồng dặn dò mấy cảnh sát phụ trách giám sát mấy câu. Cô ta yêu cầu bọn họ phải đề cao cảnh giác, mỗi một lần thay ca phải có ít nhất 4 người, hai người trong hai người ngoài đặc biệt là phải đề phòng có người sẽ giả dạng thành nhân viên chăm sóc và các bác sĩ để tạo cơ hội cứu tần trí dũng người dẫn đầu đội cảnh sát phụ trách giám sát là vương đại minh anh ta dùng thái độ rất là chuyên nghiệp mà lắng nghe một cách chăm chú anh ta tỏ vẻ sẽ lập tức làm theo những chỉ dẫn do chính bạch tinh đồng nói ra chợt điện thoại của bạch tinh đồng vang lên cô ta vội vàng bắt máy xin chào đội trưởng hình hình liên cương nói đội phó bạch chuyện là như này người nhà của tiểu lương đã đến đây cô mau quay trở lại đi được rồi tôi sẽ lập tức quay về trụ sở bạch tinh đồng đáp lại một cậu rồi hấp ta hấp tấp chạy về trụ sở sau khi bạch tinh đồng an ủi chia buồn với người nhà của tiểu lương xong thì cô ta nói thẳng ra là sẽ khám nghiệm tử thi lúc người nhà của tiểu lương nghe xong thì tỏ ra hơi mâu thuẫn mà nói người đã chết rồi còn muốn khám nghiệm tử thi làm gì bạch tinh đồng trả lời Tiểu Lương là đã hy sinh khi đang ở cùng với một tên tội phạm đặc biệt quan trọng. Nhưng thông tin có thể xác thực được thứ tên tội phạm kia lại không được đầy đủ. Nếu Tiểu Lương là do tên tội phạm khi ra tay sát hại thì chắc hẳn còn giữ lại chứng cứ nguyên vẹn. Mà nếu Tiểu Lương vẫn còn sống thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đồng ý với quyết định của chúng tôi. Người nhà của Tiểu Lương cũng coi như là người hiểu chuyện dễ nói dễ nghe. Khi biết có thể thông qua khám nghiệm tử thi của Tiểu Lương để hỗ trợ phá án thì họ lập tức vừa khóc vừa đồng ý hai tiếng sau quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất kết quả cũng được gửi về nguyên nhân chính xác dẫn đến việc tiểu lương bị tàn phế không phải là do tai nạn xe cộ mà là bị suy kiệt trầm trọng hơn nữa trước ngực tiểu lương còn có lưu lại một dấu vết hình bàn tay theo kết quả có được sau khi đối chiếu thì kích cỡ của dấu bàn tay này hoàn toàn trùng khớp với tay của tần trí dũng khi nhìn thấy kết quả thì trong mắt bạch tinh đồng đẫm lệ tiểu lương xin cậu hãy tha thứ cho tôi tôi phải dùng thi thể của cậu để thí nghiệm chứng thực ra ngũ độc tồi tâm trưởng của Tần Trí Dũng. Bạch Tinh Đồng cũng đã biết chuyện Lý Đào bị Khương Tam Lãng đánh gãy chân. Thế mà Bạch Tinh Đồng lại còn thúc đẩy kế hoạch truy quét đường dây kinh doanh hàng cấm của Âu Dương Lôi. Dẫn đến Âu Dương Lôi phải ra lệnh tạm thời ngưng hoàn toàn các vụ giao dịch hàng cấm trong địa bàn. Kể từ lúc đó đám nghiện thuốc khổ sở không thôi, chẳng bao lâu sau thì bọn họ đã bước vào trạng thái điên cuồng truy lùng thứ hàng cấm có tiền cũng không mua được này giữa trưa ngày hôm sau dương trấn hoa tự mình đi tìm diệp vô phong để nói chuyện anh diệp chúng ta đã phát hiện ra được các cơ sở ngầm dạo gần đây cũng hay có vài nhân vật thần bí xuất hiện ở tỉnh phụng thiên hừm nhân vật thần bí à rồi diệp vô phong gật gù nói hẳn là người của bên hồ bá tới dương trấn hoa trông có vẻ rất là sốt ruột người của hồ bá thật không coi trọng quy củ nếu người của ông ta tới rồi thì có lẽ sẽ gây bất lợi cho anh Chúng ta nên làm thế nào đây?" Diệp Vô Phong nói. "Quản lý mọi người cho tốt vào, không cần bị cuốn vào chuyện này mà gây xung đột." Dương Trấn Hoa, "Anh yên tâm, tôi sẽ phụ trách vị đối phó với người của Hồ Bá." Người của Hồ Bá đến thật rồi, nhưng bọn họ không phải người đến từ khu Tam Giác Vàng kia, mà là người từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi Hồ Bá nhận được tin em ba nhà ông ta bị giết thì tức giận vô cùng. Ông ta thề sẽ đánh đổi lấy tất cả để báo thù cho Hồ Trọng. Thế là Hồ Bá mời đến rất nhiều người, không chỉ có những cao thủ thành thạo việc dùng súng, còn có cao thủ võ công, thậm chí là những chuyên gia biết khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết cũng được mời tới. Dù là Hồ Bá giận đến điên rồi thì ông ta vẫn là một vị tướng tài ba đầy kinh nghiệm xương máu. Ngay sau khi biết tin Hồ trọng gặp chuyện không may thì phản ứng đầu tiên của Hồ Bá là phải điều tra cho rõ chân tướng. Nếu ông ta dám bốc đồng đi báo thù thì có thể còn bị kẻ khác lợi dụng với mưu đồ riêng đường đường là một tướng lĩnh, nếu hổ bá bị người khác lợi dụng không phải sẽ trở thành trò cười cho người đời sao. Những nhân vật thần bí kia khi vừa đến tỉnh Phụng Thiên cũng đều bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ một cách riêng lẻ. Mà thăm dò kết quả hiện trường của cảnh sát là phương pháp dễ dàng nhất. Tiếp sau đó chính là đi tìm Giáp Ba để nói chuyện. Ở phía ngoại thành tỉnh Phụng Thiên có một căn nhà bình thường, trong căn nhà này là Giáp Ba, ngồi đối diện anh ta là một người da trắng có nét phương Tây với bộ dâu quai nón. Anh giáp ba, ý của anh là lúc mà anh phát hiện ra ông Hồ Trọng thì ông ấy đã chết. Hơn nữa còn là bị một cao thủ giết chỉ với một trường. Giáp ba gật đầu. Đúng vậy, sau đó tôi còn đuổi theo hung thủ một đoạn rất xa trên đường xuống núi. Bởi vì lúc ấy tôi không có phương tiện để di chuyển nên không thể đuổi kịp chiếc ô tô này. Nhưng tôi dám đoán, nếu hung thủ không phải là chính người của Diệp Vô Phong thì cũng chính là người của Âu Dương Lôi. Hiện tại ở tỉnh Phụng Thiên thì cũng chỉ có hai thế lực này mới có cao thủ chân chính, mới có người có thể lén lút giết chết tướng quân Hồ Trọng. Người phương Tây với dâu quai nón gật đầu nói. Anh Giáp Ba, hiện tại tôi có thể nói cho anh một chuyện. Nhiệm vụ tướng quân Hồ Bá giao cho tôi coi như đã hoàn thành. Hung thủ thật sự đã giết hai tướng quân Hồ Trọng chắc chắn không phải Diệp Vô Phong, mà là Âu Dương Lôi. Hả, anh Brown có chứng cứ gì không? Giáp Ba nghi ngờ hỏi lại mà người đàn ông cao gầy có nét đến từ Myanmar ngồi kế bên cũng tỏ vẻ không tin tưởng. Brown nhìn qua người đàn ông đến từ Myanmar kia mà nói: "Tướng quân Hồ Bá, dựa theo bức di trúc máu ở hiện trường và tình tiết ma túy bị lấy mất thì có thể chứng minh kết luận của tôi đã đúng. Bởi vì theo kết quả điều tra của tôi, Diệp Vô Phong không hề dính dáng gì tới ma túy cả." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 406: Đến điểm hẹn một mình Giáp Ba nói. Chỉ là, bản di chúc máu lưu lại ở hiện trường ghi rõ hung thủ là Diệp Vô Phong nha. Brown dùng vẻ mặt khó có thể tin được mà nhìn Giáp Ba. Anh Giáp Ba, tôi chợt cảm thấy chỉ số thông minh của anh là không đó. Anh? Lập tức mặt Giáp Ba đỏ lên. Anh Brown, anh nói năng lung tung gì vậy? Còn nữa, tôi biết anh định nói gì, anh chắc chắn cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy? rằng nếu hung thủ thật sự là Diệp Vô Phong thì anh ta nhất định không thể nào để sót lại một bằng chứng rõ ràng như thế nhỉ. Nhưng đôi khi sự thật lại rất ngược ngạo, có thể sau khi Diệp Vô Phong giết người xong thì lại cố tình để lại một bằng chứng trông hết sức là thiếu yếu ốt kiểu đó để quấy nhiễu phương hướng điều tra của chúng ta. Rao cười lạnh một tiếng. Anh giáp ba, dưới tình huống bình thường thì kẻ gây án chắc chắn sẽ rất khó có được trí thông minh siêu phàm như của anh hiện tại đâu. Họ sẽ làm theo trực giác, lúc đó thì họ muốn đổ oan cho ai đều sẽ nghĩ ra biện pháp để lại một bằng chứng cụ thể như một bản di trúc máu kiểu đó tất nhiên sau khi hung thủ làm ra cái thứ hành vi còn ngu hơn súc vật như vậy thì cũng đã cảm thấy hối hận đến xanh cả ruột rồi rồi giáp ba nhìn qua người đàn ông cao gầy ngồi bên cạnh mà hỏi tướng quân hồ quý ông cảm thấy như thế nào hồ quý nói tôi cần phải tiếp xúc qua cái người tên là diệp vô phong này rồi mới nói được anh đi lo liệu đi rõ giáp ba gật đầu sau khi lâm thư âm đã tham gia cuộc họp đấu thầu dự án đường cao tốc rồi thì nỗi bất an trong lòng cô ấy vẫn chưa chịu yên diệp vô phong chúng ta thật sự có thể trúng thầu sao diệp vô phong thầm nghĩ trong lòng cái hồ sơ dự thầu lần này là do chính đoàn đội thiết kế đường cao tốc nổi danh toàn thế giới xét duyệt nếu còn không thể trúng thầu thì coi như trời sập trừ phi là do âu dương lôi âm thầm thao tác cái gì đó mở ám diệp vô phong đáp lại em cứ yên tâm hồ sơ dự thầu của em nhất định là xuất sắc nhất lâm thư âm cười một cách bình thản mà đáp lời vậy em xin nhận lời chúc này của anh diệp vô phong nói tiếp thật ra bản hồ sơ dự thầu lần này do em và bạch nhạn phỉ làm đã đạt đến mức trình độ cao lắm rồi dù cho là chuyên gia cũng rất khó có thể tìm được chỗ để nghi vấn nên là lần này thư âm em phải có lòng tin chiến thắng tuyệt đối nghe chưa Lâm Thư Âm bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Đột nhiên anh Tân bốc em lên cái tầm cao kia khiến em còn lo lắng bản thân sẽ không thể làm đủ tốt nha. Diệp vô phong quàng lấy vai của cô ấy mà khẽ cười nói. Không có chuyện gì đâu, chuyện là ăn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần em thích là được rồi. Nếu không thích thì em cứ việc buông tay bỏ mặc nó đi. Gì cơ, như vậy đâu có được. Lâm thư âm chu cái miệng nhỏ nhắn lên cãi lại nếu em làm không tốt thì chẳng phải là đang phản bội lại bao công lao gian khổ của anh à diệp vô phong nói một cách dịu dàng chiều mến cô gái ngốc này sở thích của bản thân mới là thứ quan trọng nhất dù cho kiếm được nhiều tiền nhưng lại không có được hạnh phúc thì có nghĩa gì đâu ngón tay nhỏ của lâm thư âm nhẹ nhàng di chuyển trong lòng bàn tay của diệp vô phong cô ấy nói thật ra em rất thích cái cảm giác khiến cho bản thân trở nên lo âu thấp thỏm này khi đó cái cảm giác thành công sẽ càng mãnh liệt hơn. Có lẽ, rồi sẽ có một ngày em cũng sẽ thấy mệt mỏi, cho rằng mọi thứ rất phiền phức, muốn được nghỉ ngơi. Diệp Vô Phong gật đầu nói, công việc chỉ là để kiếm sống, giải trí và hưởng thụ mới là cuộc sống chân chính. Lâm Thư Âm có hơi bất ngờ mà đáp lại, "Nay anh văn vẻ thế." Diệp Vô Phong nói, "Đến lúc em có thể hiểu được ý nghĩa chân chính thì sẽ thấy lời của anh nói rất đúng." khi vừa mới nói dứt câu thì điện thoại của diệp vô phong reo lên anh vội vàng ấn nhận cuộc gọi anh diệp là tôi hàn kỳ đây có một người tự xưng là hồ quý nói muốn gặp anh họ hẹn rất rõ thời gian địa điểm anh có muốn tới hay không hừm gửi thời gian địa điểm cho tôi thôi là được tất nhiên diệp vô phong biết hồ quý là ai anh diệp chúng ta cần làm tốt công tác chuẩn bị mới có thể đi gặp mấy phần tử nguy hiểm như vậy nha nếu không thì tỷ lệ xảy ra chuyện sẽ rất lớn. Hàn Kỳ có vẻ lo lắng. Diệp vô phong chỉ nói lại. Gửi thời gian và địa điểm cho tôi. Nói rồi anh cúp máy. Lại có chuyện gì hà? Lâm Thư Âm vẫn đang nằm yên trong lồng ngực Diệp Vô Phong. Cô ấy hiểu rất rõ lý do Diệp Vô Phong đến tỉnh Phụng Thiên. Anh đến là để đối phó thế lực xấu xa nhất của tỉnh Phụng Thiên, thế lực của Âu Dương Lôi. Trong quá trình này có đủ loại nguy hiểm không thể đoán trước được. Nhưng Diệp Vô Phong lại luôn chịu đựng một mình, nhờ vậy Lâm Thư Âm cô mới có thể bình an tiếp tục kinh doanh công tác. Nếu không thì công việc của cô ấy và Bạch Nhạn Phỉ nhất định sẽ không thể nào tiếp tục thực hiện được. Âu Dương lôi khẳng định sẽ bày ra đủ trò để gây rối hai người. Chỉ là chuyện nhỏ, thư anh em chỉ cần chú tâm đến chuyện đấu thầu thôi là được rồi. Nếu có gặp phải khó khăn gì thì nhất định phải nói cho anh biết. Diệp Vô Phong đứng ở ngoài cửa xe. Vâng em biết rồi. Lâm Thư Âm hưởng thụ sự yên lặng ngắn ngủi của nửa đoạn hành trình còn lại này. Hai anh em Trương Long Trương Hổ phụ trách việc bảo vệ Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn vì quay trở về chi nhánh của Hoa Cường. Diệp Vô Phong xuống xe ở một trạm dọc đường rồi anh bắt một chiếc taxi. Tại một căn nhà nhỏ với phong cách cổ xưa ở vùng ngoại ô có mấy trạm gác ngầm nằm ở mấy chỗ bí mật gần đó với bản an được trang bị súng lục. Trước cửa còn có hai tên bảo an mặc đồng phục nhìn như không cầm theo vũ khí nhưng tay bọn chúng cũng đang thủ thế cầm súng đặt ở bên hông. Diệp vô phong bước đến cửa căn nhà, anh không mang theo gì cả. Hồ Quý có đang ở trong đó hay không? Tôi là Diệp vô phong. Hả? Hai tên bảo an đưa mắt nhìn qua mấy trạm gác ngầm ra hiệu. Những tên trong trạm gác ngầm cũng đã giơ súng nhắm ngay Diệp Vô Phong, sẵn sàng bóp còn nếu Diệp Vô Phong có động tác bất thường. Lo lắng thái quá rồi đó mấy anh bạn chẳng lẽ tướng quân hồ cũng là lo sợ một kẻ địch tay không tất sắt như vậy sao diệp vô phong thoải mái cười to nhưng thật ra anh đã chuẩn bị xong tư thế để có thể né tránh đường đạn bất kỳ lúc nào chỉ cần diệp vô phong phát hiện ra được tiếng búa súng đập vào kim hỏa nhỏ bé kia thôi thì anh tự tin vô cùng là bản thân có thể né được nếu không thì anh cũng không dám đến điểm hẹn một mình xoạt hai tên bảo an đồng thời rút súng lục ra cả hai đều chĩa súng vào Diệp Vô Phong mà nghiêm túc nói. "Đi đi." Diệp Vô Phong bày ra tư thế không hề phòng bị chút nào mà ngang nhiên đi tới hỏi, "Đây là cách mà tướng quân Hồ Quý tiếp khách à?" Đối mặt với hai câu súng nhưng trong đầu Diệp Vô Phong lại đang suy nghĩ thế này, chỉ cần tụi bay dám nổ súng thì ông đây cho súng của tụi bay tịt ngòi tới đời con cháu luôn. "Mời khách quý vào đi." Giọng nói của Hồ Quý vang lên, hai tên bảo an lập tức áp giải Diệp Vô Phong đi vào sân nhà. Sau đó hai tên bảo an co rúm lại mà chạy về lại vị trí ngoài cửa. Khi quay trở ra bọn chúng còn không quên tiện tay đóng cổng trước lại. Hóa ra ở trong sân đang có tới 20 người lính với các loại màu da khác nhau đứng thủ thế. 20 người này đều cầm theo một khẩu súng trường, mỗi người đứng cách nhau một mét hơn. Tư thế đứng của bọn họ nghiêm trang, súng trường để dọc thân sườn, mũi chĩa xéo lên trời, tay gác ngang hông trận thế này quả thật rất xứng với cái tên dừng súng diệp vô phong nhìn con đường được tạo ra bởi những cây súng này thì cười trừ hai mắt diệp vô phong nhìn thẳng anh bước vững từng bước chân diệp vô phong hoàn toàn không hề sợ cái chán anh sẽ bị quẹt trúng những lưỡi lê ngắn trên nòng súng kết quả là diệp vô phong đi tới đâu thì hai tên lính cầm súng đứng ở hai bên sẽ nâng họng súng lên cao vừa đủ để tránh đi cái chán của diệp vô phong dưới tình huống như vậy nếu lưỡi lê của bọn họ khiến cho Diệp Vô Phong bị thương thì quả thật sẽ được xem là thất lễ. Xoạt xoạt, theo tiếng hai cây súng cuối cùng được nâng lên, Diệp Vô Phong đã đi thẳng tới cửa chính của căn nhà. Đứng đối diện với anh là Hồ Quý, Brown và Giáp Ba. Diệp Vô Phong, anh có đủ can đảm đấy. Cách phát âm tiếng chung của Hồ Quý có hơi chưa chuẩn, nhưng vẫn coi như là chấp nhận được. Ông ta nhẹ nhàng bắt tay với Diệp Vô Phong rồi ra hiệu mời vào. Xin mời khi đi vào nhà diệp vô phong ngồi đối diện với hồ quý một cách tự nhiên như ở nhà anh mỉm cười rồi nói tướng quân hồ quý tôi từ xa đến đây không biết ông có điều gì cần dạy bảo vẻ mặt của hồ quý bỗng dưng đau xót vô cùng ông ta nói cậu diệp đây chắc biết chuyện người anh em họ hàng hồ trọng của tôi bỏ mạng tại tỉnh phụng thiên nhỉ diệp vô phong gật đầu không chỉ là biết không thôi tôi còn biết ở hiện trường có để lại một bản di trúc máu ghi, hung thủ là Diệp Vô Phong. chương 407, không có quy tắc. Hồ Quý nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Vô Phong mà nói. Đã vậy thì tôi muốn nghe lời giải thích của chính cậu. Diệp Vô Phong nói. Tướng quân Hồ Quý, thật ra tôi cũng không có gì đánh để giải thích cả. Nếu không phải việc do tôi làm mà tôi lại cố gắng giải thích thì tướng quân Hồ Quý sẽ càng có lý do để nghi ngờ hơn. Tôi thấy nếu tướng quân Hồ Quý đã cho mời tôi đến nơi này rồi thì nhất định là ông cũng đã có sẵn đáp án cần có. Hừm. Hồ Quý liếc mắt nhìn qua anh Bro còn ngồi bên cạnh rồi nói tiếp. Diệp Vô Phong, tuy rằng lá gan của cậu không nhỏ, thế mà lại dám một mình đi qua đây. Nhưng là cậu vẫn không thể xóa bỏ được hiềm nghi khỏi vụ án này. Cho nên nếu như cậu đã tự đưa thân nộp mạng thì tôi cũng không ngại giết thêm mấy người. Không phải trong dân gian vẫn luôn có câu thả giết nhầm còn hơn bỏ sót à? Soạt, 20 người lính cầm súng đứng thành con đường súng khi nãy bất ngờ chĩa họng súng về phía này. Mục tiêu bọn họ đang nhắm tới chính là cửa chính của căn nhà. Nếu lúc này Diệp Vô Phong dám trốn thoát theo đường cửa chính thì nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong. Đứng trước lời uy hiếp đến tính mạng như vậy nhưng Diệp Vô Phong vẫn tiếp tục ngồi yên. Anh nheo mắt lại mà nhìn thẳng Hồ Quý. Hửm? Nếu tướng quân Hồ Quý đây giết tôi thì không sợ sẽ để thoát hung thủ chân chính à? Hồ Quý lớn tiếng nói tiếp. Cậu chính là hung thủ chân chính. Cách? Nói rồi ông ta đưa tay rút súng ra mà gạt chốt an toàn một cách vô cùng thành thạo. Gần như là đồng thời, ông ta chỉ hỏng súng về phía đầu Diệp Vô Phong. Trước mặt Diệp Vô Phong là nụ hôn của thần chết, nhưng Diệp Vô Phong lại có ít nhất 100 phương pháp khác nhau để có thể né đường đạn trước khi Hồ Quý kịp nổ không những thế anh còn có thể ung dung bắt lấy hồ quý thậm chí là dùng chính cây súng lục của ông ta để đánh gục ông ta thế nên dù diệp vô phong đang làm bia ngắm cho hầu hết những cây súng có mặt tại hiện trường nhưng anh lại không hề sợ hãi gì mà còn đưa chán lại gần đỡ lấy họng súng của hồ quý diệp vô phong đứng lên một cách chậm rãi mà nói tướng quân hồ quý tôi sẽ không làm vật hy sinh cho ông ông hãy suy nghĩ cho rõ ràng đi tướng quân hồ quý không cần kích động như vậy mau thả súng ra, thả súng xuống rồi chúng ta lại vui vẻ trò chuyện. Ngài Brown đây đưa tay lên ngăn cản hồ quý. Còn gì nữa đâu mà nói với bàn, mối thủ giết anh này tôi nhất định không đội trời chung với hung thủ. Tôi phải giết người này. Ngón trỏ của hồ quý còn đang run rẩy ở trước cò súng. Đừng đừng đừng, tướng quân hồ quý, trước đó tôi cũng đã nói rồi mà, Diệp Vô Phong không phải là hung thủ giết chết tướng quân hồ trọng thật sự. Chẳng lẽ ông còn chưa hiểu? việc cậu diệp đây một mình đi đến gặp ông không chỉ đơn giản là cậu ấy dũng cảm mấu chốt là trong lòng cậu ta cũng trong sạch brown nói một hơi giải thích ngón trỏ của hồ quý còn đang run rẩy rồi ông ta lại có ngón tay thu cây súng về hồ quý ngồi về lại vị trí cũ mặt ông ta hầm hầm mà nhìn diệp vô phong cho dù cậu không phải là hung thủ thì cậu vẫn cần phải chứng minh bản thân trong sạch diệp vô phong cũng không tiếp tục ngồi xuống mà là đứng hít mắt nhìn hồ quý Hồ Quý, nói thật, giữa tôi và vụ án kia không hề có lấy một liên hệ nào cả. Nhưng ông lại đột nhiên mời tôi đến đây, mà hiện tại tôi cũng đang là khách của ông. Đây là cách mà ông đối xử với một vị khách à? Còn nữa, dù cho ông không thể tìm được hung thủ giết anh của ông thì sao? Ông thấy chuyện này có liên quan gì đến tôi không? Tại sao tôi phải chứng minh bản thân là trong sạch? Ông cho là cả cái thế giới này đều là tam giác vàng à? Hồ Quý có dáng người cao gầy, gần như là ốm tong teo hiện tại thì ông ta tức đến nỗi muốn nổ rồi vô liêm sỉ mày dám nói chuyện với tao kiểu đó hả tao lập tức xả súng bắn chết mày bây giờ giáp ba dùng hai tay ôm lấy hồ quý mà nói tướng quân ngài đừng kích động có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói thôi thật ra đến tận bây giờ giáp ba cũng đã tin hung thủ không phải là diệp vô phong tuy là hồ quý giận muốn rồi nhưng lý do ông ta giận là vì thái độ của diệp vô phong không phải vì ông ta cho rằng Diệp Vô Phong là hung thủ. Nên là khi Hồ Quý bị giáp ba và Brown ngăn cản thì ông ta vẫn còn chừng mắt nhìn Diệp Vô Phong mà nói. Thằng khốn họ Diệp kia, chẳng lẽ mày thật sự không sợ chết à? Diệp Vô Phong đáp lại. Sợ chứ, nhưng chỉ với đám các người thì thật ra không có khả năng giết được tôi đâu. Ha ha, rất ngông cuồng, Diệp Vô Phong, sao mày có thể ngông cuồng đến thế chứ hả? Sao không thử luôn bây giờ đi? Tất nhiên hồ quý không phải người rộng lượng tốt bụng gì, ở tam giác vàng có ai dám nói lại câu nào với ông ta chưa? À thì cũng có đó, chỉ là mấy người đó đã được đoàn tụ với ông bà cả rồi. Hai người Brow và Giáp Ba thấy Diệp vô phong ngông cuồng đến trình độ này thì cũng phải nghi ngờ. Nên bọn họ không hề có ý kiến gì với câu khiêu khích của Hồ Quý. Diệp vô phong chỉ hờ hững nhìn qua Hồ Quý mà nói. Tướng quân Hồ, ông muốn thử kiểu nào đây? Hay là ông muốn xem Diệp Vô Phong tôi như kẻ thù thật sự?" Hồ Quý trả lời, "Diệp Vô Phong, chỉ cần mày có thể đánh thắng 16 tên lính cầm súng ở bên ngoài của tao thì mày sẽ trở thành bạn bè vĩnh viễn với Hồ Quý này." "Đánh thắng, là thắng như thế nào? Ông là định để bọn họ chĩa súng vào tôi rồi để tôi đánh thắng họ?" Diệp Vô Phong không hề có ý nhượng bộ, anh tiếp tục ra câu hỏi làm khó dễ nhau. Hồ Quý trả lời, "Không không không." diệp vô phong mày chỉ cần dùng võ công để đánh thắng bọn họ là được rồi ý của tao là tất cả mọi người đều không dùng súng thật ra diệp vô phong hoàn toàn không cần phải để cho đám lính kia không dùng đến súng vì nếu như là diệp vô phong muốn chạy trốn khỏi đây thì với thực lực bây giờ của anh là hoàn toàn có thể ung dung trốn ra được dù cho hồ quý có thấy số lính được trang bị vũ khí nóng này của ông ta đã là đạt đến trình độ thiên la địa võng không một ai có thể phá hư trận thế này được nhưng ông ta không thể nào ngờ được một chuyện, thế gian mấy ai biết được chữ, ngờ, nha, mà người ông ta không thể ngờ nhất chính là Diệp Vô Phong. Nét lạnh lùng xuất hiện trên mặt Brown. Diệp Vô Phong, cậu quá ngông cuồng rồi. Giáp ba thì quẹt miệng. Diệp Vô Phong, cho dùng võ công của anh có kinh người đến đâu thì thái độ ngông cuồng này cũng không thể chấp nhận được. Giáp ba hiểu rất rõ, 16 tên lính cầm súng bên ngoài cũng không phải là người bình thường nhất là còn có cả mấy tên cao thủ Muay Thái trong đó, ngoài ra còn có cao thủ NBA của phương Tây và cao thủ Karate của Nhật Bản. Đó đều là những tinh anh được tướng quân Hồ Quý đi đến từng đất nước đưa ra giá cao để cam kết chiêu mộ. Bọn họ không chỉ là những thiện xạ không thôi đâu. Được rồi, tôi cũng không đả kích mấy người nữa. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa. Hồ Quý, ông nói đi, tôi cần phải đạt điều kiện gì để chiến thắng 16 tay súng của ông? Hồ Quý nói. Đi ra ngoài rồi nói tiếp. Bản thân Hồ Quý cũng đã trải qua cuộc huấn luyện bộ đội đặc trùng đầy gian khổ kia. Trong bốn anh em nhà họ Hồ thì Hồ Quý thuộc loại người có sức chiến đấu rất là trâu bò. Nhất là Hồ Quý còn tinh thông các loại phương thức tác chiến của dân đặc trùng. Nhưng quân lính mà ông ta có thể điều động đều là bộ phận binh lực thuộc quyền chỉ huy của Hồ Bá, cũng là đội ngũ tháo vát nhất. Nếu không thì nhiệm vụ đến tỉnh Phụng Thiên báo thù cho Hồ Trọng cũng sẽ không thuộc về Hồ Quý. Diệp vô phong đi ra tới bên ngoài, hồ quý thì nói với 16 tên thiện xạ. Nhóm người các người bị người ta xem như một lũ gà đất chó sành có hiểu không hả? Dì cơ, gì cơ? Vô liêm sỉ. Con bà nó. Mà cha nhà mày. 16 tên thiện xạ quơ quơ cây súng trường trong tay. Ánh sáng lấp lóe trên những lưỡi lê. Bọn họ tỏ thái độ như thể nếu biết ai là người nói những lời đó thì sẽ lập tức xông tới bằng chết mà thật ra Brown và Giáp Ba chính là hai người mạnh nhất những người ở đây. Chỉ là Hồ Quý hoàn toàn không có ý định để cho hai người bọn họ tham chiến. Mà bọn họ cũng hiểu điều đó, vì chỉ cần 16 tên thiện xạ kia thôi cũng đã đủ lấy mạng Diệp vô phong rồi. Hồ Quý thật sự rất thích hợp đóng mấy vai nhân vật phụ phe ác chuyên đi bợ đỡ chỉ điểm. Ông ta đưa tay chỉ qua Diệp vô phong. Chính là người này, các người có muốn băm chết tên khốn này không? Có. Tất nhiên, giết nó rầm rầm bọn họ ném súng trường qua một bên rồi lại sắn tay áo lên sau đó cả đám như hổ đói mà vây diệp vô phong lại bắt đầu nào quy tắc của ngày hôm nay chính là không có quy tắc hồ quý cười ha hả trong mắt hồ quý thì mấy cái như chiến đấu tới chết đánh đến khi máu chảy thành sông là hoàn toàn không phải vấn đề diệp vô phong có chết ngay tại chỗ thì đã sao ông ta liệu có thèm để ý à chương 408, tôi tin cậu. Giết nó, thiến nó, làm thịt nó. Tao muốn băm mày thành thịt vụn. 16 con người hô hào la hét chạy quanh Diệp vô phong. 16 người này mỗi người đều có những sở trường riêng. Mỗi người đều đã giết không biết bao nhiêu quân địch trên chiến trường. Có thể ngay cả chính bọn họ cũng không đếm nổi bọn họ đã giết được bao nhiêu người. Bị cả đám người hung hăng bạo lực vây quanh, tình huống của Diệp vô phong có vẻ nguy hiểm nhưng Diệp Vô Phong đang đứng trong vòng vây lại không hề làm ra động tác chuẩn bị gì, mà chỉ nhìn thẳng qua hồ quý. Tôi có thể giết người không? Ánh mắt hồ quý đã đỏ lên rồi. Tất nhiên, mày giết mày cũng được. Sau đó hồ quý nhìn qua 16 tên điên đang hú hét kia mà nói. Các ngươi cũng không cần phải kiêng rè gì. Không có quy tắc, ai có thể đánh chết Diệp vô phong tôi thưởng cho phần quà triệu đô. Bắt đầu đi. Hú hú hí hí, các loại tiếng kêu gào của dã thú vang lên, 16 tên cầm thú phóng tới chỗ Diệp Vô Phong, mạnh vì gạo bạo vì tiền nha. Người đầu tiên vào tới trước mắt Diệp Vô Phong là một tên cao thủ karate của Nhật Bản. Thân thể của tên này rất phì nhiêu, vừa xuất hiện là đã vung quyền. Chết đi! Thân hình của Diệp Vô Phong lập tức hóa thành tàn ảnh. Một tiếng vang đủ lớn để mọi người đều nghe thấy xuất hiện sau đó mọi người đều có thể nhìn thấy nắm tay của Diệp Vô Phong lún sâu và cái chán của tên cao thủ karate kia. Phút, Diệp Vô Phong xoay người đá cao, chân anh đá trúng đỉnh đầu một tên da đen. Lộp bộp, cái đầu của tên da đen thế mà lại bị Diệp Vô Phong đá một cái bay luôn khỏi cổ. Cái đầu đen bóng của tên kia văng thật xa rồi lăn lông lốc trên đất. Hít, không chỉ là 14 tên thiện xạ còn lại, ngay cả Brown, Giáp và Hồ Quý cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, à, người này là người sắt à. Sức mạnh cơ bắp của người này có thể sao 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 cả mặt đất nha. Dầm. Mãi đến lúc này tên cao thủ karate kia mới sụi lơ mà nằm dài ra đất. Tất nhiên là đã tắt thở từ lâu. Hai chiêu, hai người, chết hết giáo. Diệp vô phong ngồi xổm xuống đất như thể không có việc gì cả. Anh dùng quần áo của tên cao thủ karate để lau đi vết máu trên bàn tay anh. Cách anh lau tay như đang lau một món vũ khí, anh sợ vũ khí của anh bị dơ. Không khí lúc này nhưng bị đông cứng lại, 14 người còn lại đều đứng đơ ra cả rồi. Cảnh tượng lúc này rất rung động, thậm chí trong 14 người kia còn có người run theo. Diệp vô phong quả thật là một tên ác quỷ, xứng đáng với cái danh ác quỷ theo văn hóa phương Tây. Diệp vô phong chậm rãi đứng dậy mà hứng hờ nhìn lướt qua 14 người đang còn vây quanh anh. Rồi anh lấy tay chỉ đầu mà nói. Thứ đáng giá triệu đô la chính là tính mạng, có gan cứ lấy. Hồ Quý cũng bị chọc cho điên tiết lên, ông ta dùng một giọng nói run rẩy mà hô to. "Lên đi chứ, ai có thể đánh chết Diệp Vô Phong được thưởng 5 triệu USD." Diệp Vô Phong cười trừ. "Kẻ nào không có can đảm tiến lên không xứng đáng làm chiến sĩ." Gào, một tên da trắng chạy thẳng đến chỗ Diệp Vô Phong mà ra đòn. Phương thức chiến đấu của tên cao thủ này là MBA, có thể sử dụng cả quyền và cước là một môn võ tổng hợp có tính tự do rất cao chỉ là những người khác cũng không dám nhúc nhích cảnh tượng vừa rồi còn đang khiến bọn họ run rẩy tên cao thủ da trắng sử dụng quyền và cước cùng một lúc lúc đòn tấn công đánh tới diệp vô phong thì anh cũng hoàn toàn không có ý định tránh né diệp vô phong chỉ đơn giản là chém ra một bàn tay sượt bàn tay của diệp vô phong đánh trúng ngực tên cao thủ da trắng thân thể của tên đó như là vừa bị xe lửa tông trúng tên này bị đánh bay ra phía sau cả mét hơn. Dầm, tên da trắng tông ngã một tên cao thủ muôi thái rồi mới uể oải nằm ra đất. Tên cao thủ muôi thái kia cực kỳ chật vật, dù cho tên này có tập trung chú ý mọi thứ đến vậy nhưng vẫn bị tông trúng khiến cho trong lòng tên này bị đả kích rất lớn. Còn tên cao thủ da trắng kia thì ói ra mấy ngụm máu rồi lại đau đớn quằn quại, cuối cùng là tắt thở. Còn ai dám đánh tiếp sao? 13 tên còn lại thậm chí đã có một tên sợ tới mức la trời la đất. Ba má ơi cứu con. Rồi tên đó ôm đầu nằm ăn vạ luôn trên đất. Những người khác cũng không nhịn được mà mất khống chế từ từ lui về phía sau. Hồ Quý vẫn còn kêu gào. Xông lên đi chứ, súng của tụi bay đâu, cầm lấy đi, giết nó. Đúng rồi, còn có súng mà. Có lẽ lời của Hồ Quý đã kịp thời nhắc nhở, có hai người cúi người vồ lấy cây súng trường của bản thân. Thân thể của Diệp Vô Phong bỗng nhiên biến mất rồi lại lóe lên. Anh đã áp sát một người trong số hai người muốn lấy súng kia. Động tác của anh nhanh vô cùng. Những người khác thì có thể thấy rõ, hai tay của Diệp Vô Phong chộp lấy đầu của người kia vặn một cái. Rắc, ai cũng có thể nghe thấy tiếng xương cổ gãy như cành khô. Nhưng Diệp Vô Phong vẫn chưa ngừng lại, thân hình của Diệp Vô Phong lại tiếp tục lóe lên một cái. Khi xuất hiện thì Diệp Vô Phong đã đứng kế bên người vừa mới nhặt cây súng lên còn lại kia. Á, à, đừng mà. Người nọ theo bản năng quăng cây súng trường về phía Diệp Vô Phong. Rồi ngay lập tức tên này ngã ngồi ra đất. Động tác của Diệp Vô Phong bỗng dưng dừng lại. Anh đứng trước mặt tên đó khiến cho người này sợ tới mức run lẩy bẩy. Đừng mà, dừng lại đi. Tuy là quá nhục nhã, nhưng có thể giữ được mạng sống là tốt rồi diệp vô phong trầm giọng nói với tên đó cầm súng của mày lên mà đứng lên chiến đấu như một người đàn ông tôi không đứng lên đâu người kia nằm ra đất ăn vạ luôn còn dập đầu với diệp vô phong mà nói xin tha mạng cho tôi xiết bốn hù dọa một tên những người còn lại lập tức đờ đẫn không biết phải làm cái gì nhận thua thì quỳ xuống diệp vô phong đứng oai phong mà nói tiếp tôi cũng không thích giết người đừng có quỳ trong giọng nói của hồ quý còn mang theo nét run rẩy thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch liên tục vang lên toàn bộ mọi người đã quỳ xuống diệp vô phong xoay người đi đến chỗ hồ quý tôi thắng đúng rồi anh ba hồ trọng của ông còn nợ tôi một triệu đô hơn nữa ở đây cũng có nhân chứng là giáp ba gì cơ anh ba tôi có mắc nợ cậu hồ quý buồn bực nhìn qua giáp ba không thể nào đúng không giáp ba im lặng không nói mà chỉ quay đầu đi Hồ Quý lập tức quát to với Giáp Ba. Giáp Ba, anh nói rõ cho tôi xem, rốt cuộc anh ba của tôi sao lại có thể thiếu nợ thằng khốn này một triệu đô. Giáp Ba trả lời một cách xấu hổ. Tướng quân Hồ Quý cũng là do một trận đấu võ, hơn nữa lúc đó là tôi đánh thua cậu ta. Dẫn đến tướng quân Hồ Trọng thua cược 500.000 đô. Vậy 500.000 đô còn lại thì sao? Ánh mắt Hồ Quý như ác quỷ nhìn Giáp Ba. Giáp Ba cười khổ đáp, số tiền còn lại thì không phải do tôi, mà là chuyện của mấy tên cao thủ Ấn Độ. Hồ Quý cắn răng nói. Được rồi, Diệp vô phong, đúng là anh ba của tôi có thiếu tiền cậu. Tôi sẽ trả, trong vòng ba ngày tôi sẽ tự mang một triệu đô đến cho cậu. Cảm ơn. Diệp vô phong đáp lời một cách lạnh nhạt. Hồ Quý nói tiếp. Chỉ là tôi còn muốn hỏi cậu một câu. Thật sự là cái chết của anh ba không hề có liên quan gì đến cậu. Diệp vô phong gật đầu trả lời đúng là không hề có liên quan gì đến tôi. Không phải do tôi làm thì tôi nhận tội làm chi. Được, Diệp vô phong, tôi tin cậu. Cậu đi đi. Nói rồi hồ quý khoát tay. Còn về bốn cái xác trên mặt đất cũng như thể không hề dính dáng gì đến Diệp vô phong. Diệp vô phong gật nhẹ đầu cười bảo. Được, chương 409, vô cùng náo nhiệt brao hỏi. Ngài hồ quý, vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì? Hồ quý nói theo tôi biết thì dưới chướng Âu Dương Lôi có một cao thủ tuyệt đỉnh tên là Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Khả năng chiến đấu của người này cũng không hề thua kém gì Diệp Vô Phong. Hôm nay mọi người đều thấy được Diệp Vô Phong rất là đáng gờm. Thực lực của anh ta đã vượt khỏi dự tính của chúng ta. Nên việc cần làm bây giờ là tìm được một cao thủ có thể chống lại Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Rao cười mỉa mai rồi lại gật đầu. Đúng là như vậy, nếu không tất cả chúng ta cũng không thể giết được một mình Bắc Thoái Vương. Hơn nữa người tên Bắc Thoái Vương này cũng có thể chính là hung thủ giết chết ngài Hồ Trọng. Hồ Quý gật đầu. Có thể, cho nên chúng ta phải thực hiện chiến lược kép. Vừa phải tận lực bỏ tiền ra chiêu mộ cao thủ vừa phải kìm kẹp không cho Âu Dương lôi sống an nhàn được. Giáp Ba gật đầu. Rõ rồi, tướng quân Hồ Quý, ông ra lệnh đi. 11 tên thiện xả còn lại cũng đang lấy lại tinh thần mà đứng nghiêm đáp. Thưa tướng quân Hồ Quý, mời ngài ra lệnh hồ quý liếc mắt nhìn bọn họ mà nghĩ thầm cái lũ tạp nham tụi bay mà cũng dám gọi là chiến sĩ đến cái mặt cũng không thèm giữ nữa là thật ra hồ quý cũng không biết thân phận của diệp vô phong nếu ông ta biết diệp vô phong là cố vấn của long môn thì chuyện những tên thiện xạ kia bị hù chết khiếp cũng là bình thường diệp vô phong về lại trụ sở chi nhánh của tập đoàn hoa cường dương trấn hoa và hai anh em nhà họ trương đều có mặt còn có hàn kỳ và đường chảm ở đó khi thấy Diệp vô phong quay về thì bọn họ không nhịn được mà vui mừng. Anh Diệp, anh đã về rồi, anh không có chuyện gì chứ? Diệp vô phong nhìn quanh một vòng rồi nói. Có bị rớt cọng lông nào đâu nha, tôi sẽ có chuyện gì được sao? Đường chảm nói. Cái tên nhãi nhép hồ quý kia mà dám ra tay với anh thì tôi lập tức san bằng nơi ở của bọn nó rồi giết hổ bá. Diệp vô phong cười ha hả. Cứ để ông ta sống, ít ra còn có thể tạo áp lực cho Âu Dương Lôi dù sao thì khi hồ quý và âu dương lôi đấu đá nhau cũng để chúng ta thoải mái hơn dương trấn hoa gật đầu đúng anh diệp nói quá đúng nếu chúng ta giết hồ quý thiệt thì hồ bá cũng sẽ chạy đến tỉnh phụng thiên mà đối chọi với chúng ta hành động lần này của anh diệp thì lại là đang giúp âu dương lôi kiếm thêm một kẻ thù hay quá xá hay lúc này ánh mắt của mọi người đều đang nhìn diệp vô phong ai cũng đều biết rõ với tính cách giết người như ngóe của hồ quý mà diệp vô phong vẫn có thể an toàn đến từng cọng tóc thì đây quả thật là kỳ thích diệp vô phong kể lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ không hề để ý gì cũng không có gì chỉ là đấu võ một tí mà thôi sau đó hồ quý cũng chịu tin tôi không phải là người sát hại hồ trọng dương trấn hoa vỗ tay chúc mừng mà cười nói quá tốt rồi anh diệp quá giỏi số rách hai con mắt to như hai hạt gườm của đường chảm vẫn đang nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vô Phong, nhưng anh ta không hỏi gì. Đường chảm có thể nhận ra Diệp Vô Phong nhất định là đã trải qua một hồi sinh tử. Dương Trấn Hoa nói, anh Diệp, vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Diệp Vô Phong nghĩ một hồi rồi nói, ngồi xem cua cỏ đánh nhau thôi, chỉ là chúng ta cũng phải làm nhiều thao tác ngầm hơn, đẩy mạnh tốc độ diệt trừ Âu Dương Lôi. Dương Trấn Hoa gật đầu. Được, tôi đã hiểu." Đường Trảm nói. "Tiếp sau đó tôi cũng bận chút chuyện, tên hồ quý này rất giỏi gây rối, chắc chắn cũng sẽ không chịu ngồi yên. Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, nên là muốn giúp ông ta châm dầu vào lửa." Hàn Kỳ cười gật đầu. "Chuyện này rất là hợp lý nha." Đường Trảm vô cùng đắc ý nói lại. "Tất nhiên rồi, thuận tiện còn có thể hưởng tí lợi ích, nhất định là sẽ thu hoạch không ít đâu." Mọi người đang bàn chuyện gì à? bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Lâm Thư Âm bước vào mà cười khanh khách hỏi han. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn qua Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhún vai đáp. Cũng không có việc gì, mọi người chỉ đang bàn xem tối nay sẽ ăn uống vui chơi làm sao. Đường chảm dùng sức mà gật đầu. Đúng vậy, cả đám bợm nhậu thèm hơi bia ấy mà. Dương Trấn Hoa thì bày ra bộ dáng đang mơ mộng cái gì. Hai anh em nhà họ Trương thì lại há mồm nhấp môi như mấy thằng nghiện tới cơn còn miệng hàn kỳ thì đã nhai không khí rồi lâm thư âm cười nói nhậu nhẹt nhiều là không tốt đã vậy còn không bổ béo gì nói đi muốn ăn cái gì em sẽ chuẩn bị ngay cho các anh hàn kỳ nói tổng giám đốc lâm sao chúng tôi có thể làm phiền cô mấy chuyện này chứ tôi lo được mà dương trấn hoa bỗng nhiên vỗ đầu nói ai nha tôi để quên tài liệu trong xe rồi tôi đi lấy ngay đây trương long anh đi với tôi hai anh em nhà họ trương vội vàng đứng lên rõ thưa sư phụ để chúng con đi theo người ba người kia vừa rời khỏi thì đường chảm liền nói tiếp tôi cảm thấy hơi mệt mọi người trò chuyện tiếp đi tôi đi nghỉ lát đã hàn kỳ lập tức nhảy dựng lên để tôi dìu anh đi thế là trong nháy mắt người trong phòng đều đã chạy hết giáo lâm thư âm nhìn qua cánh cửa mở mà cảm thán sao lại chạy hết rồi diệp vô phong nói bọn họ bị em dọa chạy đó lâm thư âm bất mãn mà tì lên bả vai diệp vô phong anh nói gì cơ chẳng lẽ mặt em giống má lắm à bọn họ sợ anh thì có diệp vô phong nhún nhún vai đúng rồi anh chính là một con hổ trong mắt bọn họ mà lâm thư âm cười rất tự nhiên ừ không sai tí nào nha diệp vô phong lại nói nhưng em lại chính là võ tòng suy lâm thư âm cười nghiêng ngả anh thật biết nói đùa diệp vô phong ôm lấy chiếc eo thon của cô anh cảm nhận mùi hương trên người cô khó lắm mới có một dịp rảnh rỗi bảo bối lại đây cho anh thơm một cái lâm thư âm hơi thẹn thùng đừng người khác thấy thì sao diệp vô phong ngạc nhiên mà hỏi lại người ta thấy thì sao cơ hai ta là vợ chồng hợp pháp nha lâm thư âm liếc mắt nhìn anh một cái cho dù là vợ chồng hợp pháp thì cũng không thể không thể công khai như vậy Công khai làm chuyện gì cơ? Diệp Vô Phong cố tình trêu chọc. Anh hư quá. Khi trời dần tối, các khu vực vui chơi giải trí trên danh nghĩa của Âu Dương lôi bất ngờ xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái. Có chỗ thì không hiểu vì sao bỗng phát nổ, lửa bùng lên dập mãi không dứt, náo nhiệt vô cùng. Có nơi thì khách hàng bị quấy rối hoặc là tấn công. Có người bị đánh đuổi ra khỏi cửa, còn có người bị lột sạch đồ trói ở cổng, thậm chí có người chết chuyện đến mức đó thì đấm quản lý chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Nhưng tình hình kinh doanh là nhất định phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn có chỗ thậm chí người quản lý bị lột trần chuồng mà cột trên cửa vào. Mà độ khó của hành động này thật sự không hề nhỏ. Không biết kẻ thù làm sao có thể làm được. Còn đám đàn em của Âu Dương lôi thì thảm rồi. Bọn họ như thể vừa bị ác quỷ ghé thăm. Có người bị đánh gãy chân, có người bị đánh gãy cột sống, có người lại bị cắt lỗ tai thảm nhất là dám bị cắt của quý rồi có người bị dìm chết trong hố phân không có lấy một người thoát nạn nhưng thảm cảnh gì cũng có thể xuất hiện được tất nhiên chuyện này là do người của hồ quý làm ra nhưng là đường trảm cũng năng nổ vô cùng khiến cho đến cả hồ quý cũng không biết chuyện nào mới là công lao của ông ta vô liêm sỉ hồ quý mày dám làm thế với tao sớm hay muộn gì tao cũng sẽ bắt được mày mày chết chắc rồi khi Âu Dương Lôi nhận được báo cáo thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Tam Lãng nói, ông Lôi, tôi đã cho người đi điều tra nơi ở của Hồ Quý. Một khi tìm được ông ta nhất định sẽ khiến ông ta mất hết tất cả. chương 410, Hán tử trở về. Âu Dương Lôi gật đầu. Làm nhanh lên, ra lệnh tăng cường công tác bảo an ở các khu vui chơi giải trí. Một khi phát hiện ra đối phương thì tạm thời không cần kích động phải tìm được đến nơi bọn chúng đóng quân để tóm gọn cả lũ. Rõ, ông lôi cứ yên tâm. Khương Tam lãng lớn tiếp đáp lại, nhưng rồi anh ta bỗng dưng cười nói. Ông lôi, có một chuyện đáng ăn mừng. Hừm, chuyện gì cơ? Âu Dương lôi ngẩn ra. Khương Tam lãng nói. Cậu Âu Dương tất tùng đã quay về từ nước ngoài. Hả, không phải thằng này đi đầu quân cho quân chủng thủy quân lục chiến của nước M à? suốt 5 năm, năm trời mất tích bây giờ lại đột nhiên quay về. Âu Dương Lôi có hơi bất ngờ, nhưng ông ta cũng tươi cười như đã hiểu. Nhất định là tên nhóc này đã đột phá thêm nhiều bước tiếng khi ở trong quân đội nha. Khương Tam lãng cười hì hì mà nói. Đúng vậy, cậu Âu Dương Tất Thùng cũng không phải là về đây một mình. Cậu ấy còn dẫn theo một đoàn đội về cùng. Tổng cộng có 20 người, đều là tinh anh trong quân đoàn. Thật sao, quá tốt rồi vừa đúng lúc có thể đối phó hồ quý giúp tôi. Âu Dương lôi tỏ vẻ mong chờ. Không thể không nói, dù là Âu Dương tất tùng có đen hơn xưa. Nhưng phong cách hào hoa phóng đáng của anh ta không phải là thứ mà những tên công tử nhà giàu phổ thông có thể giả bộ ra được. Nhất là khí chất hùng hổ của anh ta phải khiến cho tầng lớp thượng lưu của cả tỉnh Phụng Thiên chỉ đành cảm thán. Bố! Khi Âu Dương tất tùng vừa thấy được Âu Dương lôi thì lập tức nghẹn ngào hô to. Bố cũng đã, già rồi. Âu Dương lôi cười cười chào đón mà đấm một quyền vào ngực Âu Dương Tất Tùng. Tên nhóc con này, cơ bắp rắn chắc thật đó. Không hổ là đã qua thực chiến, 5 năm rồi chưa thấy con liên lạc gì với bố nha. Âu Dương Tất Tùng tỏ ý xin lỗi. Bố, chúng con chỉ luôn biết chấp hành nhiệm vụ, trong thời gian đó chúng con không được phép liên lạc với người bên ngoài. Đây là quân luật. Được rồi, được rồi, bố hiểu rồi, về là tốt rồi, mau đi ăn uống nghỉ ngơi gì đó đi ngày mai con còn có việc cần phải làm nha âu dương lôi nở một nụ cười ấm áp yêu thương âu dương tất tùng nói con cũng biết chuyện rồi hồ quý của tam giác vàng đến tỉnh phụng thiên này là vì nhắm đến bố đúng không hừ con thấy bọn chúng thật là không biết tự lượng sức âu dương lôi khoát tay nói việc này để sau rồi nói con đi ăn uống nghỉ ngơi đi có thực mới vực được đạo nha nói thì nói vậy nhưng khi âu dương tất tùng ngồi ăn cơm Âu Dương Lôi cũng ngồi kế bên mà nhìn chằm chằm anh ta. Cứ như thể đó giờ Âu Dương Lôi chưa từng thấy cảnh Âu Dương Tất Tùng ăn cơm bao giờ. "Bố, bố nhìn đến nỗi con không dám ăn cơm luôn rồi." Âu Dương Tất Tùng chỉ có thể cười khổ không thôi. Mấy anh em của con lại chê cười con bây giờ. Tổng cộng có tới 20 người, mọi người cùng ngồi trong một phòng dùng bữa. Cảnh tượng bây giờ trông rất là hoành tráng quan trọng nhất là nhóm 20 người Âu Dương Tất Tùng này như thể một liên minh tám cánh quân vậy. Lính tráng quốc tịch nào cũng có. Trung úy Âu Dương, bố anh thật là một người bố dịu hiền. Một người da trắng dùng chất giọng cứng ngắc nói tiếng Trung. Âu Dương Tất Tùng cười ha hả. Biêu anh nói rất đúng, bố tôi rất cưng chiều tôi nha, nếu không tôi cũng không kiên quyết muốn tham gia và thủy quân lục chiến để rèn luyện đâu. Trung tá Âu Dương, anh là một người lính tài giỏi nhất trong suốt năm năm này của quân đội chúng ta." Bill giơ một ngón tay cái ra với Âu Dương Tất Tùng. Rồi anh ta lại giơ ngón cái lên với Âu Dương Lôi. "Cảm ơn ông đã nuôi dưỡng ra một chiến sĩ đáng giá như vậy cho thủy quân lục chiến chúng tôi." "Ai, nào có nào có." Âu Dương Lôi khiêm tốn đáp lời. Âu Dương Tất Tùng liếc mắt nhìn Bill mà nói. "Bill đừng có tâng bốc tôi như vậy." Bill lắc đầu. "Tôi luôn nói sự thật." sao anh lại bảo tôi tâng bốc anh đâu? Trung tá Âu Dương là một vị quân nhân vô cùng vĩ đại. Chẳng lẽ anh không thấy vậy à? Rồi Bill đưa tay chỉ mũi anh ta. Tôi đã làm cho thủy quân lục chiến được 4 năm nhưng vẫn còn là trung úy. Đúng đó, ở trong thủy quân lục chiến có một quy định bất thành văn, quân hàm của mỗi người đều là dùng chiến công tích lũy đổi lấy. Trung tá Âu Dương đúng là một vị tướng lĩnh tài ba, võ công cao cường cho dù là đấu vật hay là trên kỹ năng quân sự thì anh cũng đều là tấm gương cho chúng tôi. Âu Dương tất thùng vỗ mạnh một cái lên bàn. Các lũ chó chết chúng mày có cầm mồm không hả? Mọi người còn đang nhao nhao nói chuyện bỗng dưng bị quát mà yên tĩnh lại. Bill dùng tốc độ nhanh nhất mà ăn xong bữa cơm, rồi anh ta quẹt miệng đứng lên. Ông Âu Dương, Trung tá Âu Dương là vì biết dạo gần đây ông gặp phải chuyện bất chắc nên mới cố ý dẫn nhóm chúng tôi đến hỗ trợ cho ông nên là chúng tôi hoàn toàn không cần nghỉ ngơi chỉ cần ông ra lệnh thì chúng tôi sẽ lập tức thực hiện âu dương tất tùng gật gật đầu bố ơi bố cũng hiểu rồi đó đám chiến hữu này của con cũng là rất nôn nóng nha âu dương lôi cười ha hả quân nhân ấy mà luôn luôn thẳng thắn rồi ông ta nhìn qua khương tam lãng tam lãng nếu nhóm tất tùng không cần nghỉ ngơi thì anh hãy tìm chút nhiệm vụ cho mọi người làm đi khương tam lãng gật đầu Cậu tất tùng quả thật là về rất đúng lúc, hiện tại chúng ta đang ở thế gọng kìm, tình huống tạm thời nguy khốn vô cùng. Nên là xin nhờ cậu chủ ra tay giúp đỡ chúng tôi đi tìm và diệt đám người đến quấy rối này. Âu Dương Tất Tùng cũng ăn uống xong rồi, anh ta đứng lên nói một cách sóng giạc. Được, nhóm anh em chúng tôi đều sẽ nghe theo những gì anh Tam Lãng nói. Bill cười to, hoa ha ha ha, lại có thể đánh giặc. Rất dễ thất được những người ở đây đều là một lũ hiếu chiến. Vì thế khi đã gần trạng vạng, nhóm 20 người của Âu Dương Tất thùng lập tức chia ra làm 5 tổ. Mỗi một tổ sẽ mai phục ở 5 khu vực khác nhau để canh gác khu vui chơi ở phía đối diện chỗ bọn họ trốn. 5 tổ âm thầm chờ cá mắc câu. 9 giờ tối, rốt cuộc họ đã đợi được con mồi. Bên phe đối địch có hai tên da trắng và hai tên da đen đi vào quán karaoke rồi chỉ trỏ này nọ như đang bàn bạc tính kế gì đó. Không lâu sau thì có một vị khách rời khỏi quán karaoke lúc đó hai tên da đen lập tức đứng ra ngăn cản. Rồi bọn chúng cua tay một phát đánh ngất người khách, sau đó lại lột đồ người này ra. Cuối cùng người khách kia bị quang ra giữa đường, nhưng đám hung thủ gây án thì vẫn chưa chịu rời đi. Thậm chí chúng thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Ngại quá, xin quấy giày bốn vị. Giọng Mỹ chuẩn bản địa quen thuộc khiến hai tên da đen và hai tên da trắng kia bị hù dọa. Rất là trùng hợp, quán karaoke này là chỗ tổ của Âu Dương Tất Tùng canh giữ. Tiếng anh của Âu Dương Tất Tùng cũng không chỉ là lưu loát một cách bình thường đâu. Vụt, hai tên da trắng lập tức ra tay đánh Âu Dương Tất Tùng. Trước khi qua tuổi 20 thì Âu Dương Tất Tùng vẫn là học trò của Bắc Thoái Vương. Phó công mà anh ta tập luyện chính là võ thuật Bắc Cước chân truyền. Nên là khi hai tên da trắng đánh ra một quyền này thì nét mặt của Âu Dương Tất Tùng vẫn còn mang vẻ gật nhà. Còn về phía ba tên chiến hữu của anh ta thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, không có ý định hỗ trợ vụt. Chân phải của Âu Dương Tất Tùng dùng tốc độ nhanh như tên bắn mà đá vụt lên. Anh ta hất chân cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó, lúc nắm đấm của hai tên da trắng sắp đánh trúng chân của Âu Dương Tất Tùng thì anh ta lại dùng tư thế gà vàng rũi cánh mà liên tục đá cao hai chân trái phải đánh bay hai nắm đấm kia. Thế mà Âu Dương Tất Tùng còn có thể dùng chân táng lên mặt hai tên da trắng. Éc. Hai tên da trắng tự dưng bị người ta dùng chân vả mặt thì lập tức ngu người rồi hai tên da trắng như thể tỉnh ngộ ra, hai người họ tiếp tục vung quyền là võ công của Trung Quốc. Âu Dương Tất Tùng bất ngờ phóng người lên cao, cơ thể anh ta tung bay trong không trung mà thay đổi các loại tư thế. Anh ta dang rộng hai chân khi còn bay trong không trung mà canh chuẩn nhắm chúng ngay hai đỉnh đầu của hai tên da trắng. Éc, hai tên da trắng bị đá cho bất tỉnh nhân sự, cơ thể hai người này ngã dầm ra đất. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 411, hao tổn binh lính. Hai người thuộc hạ của Âu Dương Tất Tùng đã đấu tay đôi với hai người da đen ngay tại chỗ, tay đấm chân đá, quả thật là náo nhiệt. Âu Dương Tất Tùng thân thể thoải mái ngồi xổm xuống, nhìn tình hình của hai người da trắng, biết rằng hai người này đã lâm vào hôn mê, liền đứng lên, nhìn hai người thuộc hạ của mình đang đánh nhau với hai người da đen, khoanh tay đứng thật thoải mái. Bốn gã người phương Tây này là một trong 16 tay súng của Hồ Quý hai người da đen quả thực cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ ở Trung Quốc thật sự có rất nhiều người võ công cao siêu hay sao? Chính bản thân mình là người thuộc lính đánh thuê đi tung hoành thế giới, cũng gặp được rất ít đối thủ. Thế nhưng tại sao mỗi lần vào Trung Quốc đều gặp được những nhân vật lợi hại như vậy? Mãi đến 2 tiếng sau, sau khi Hồ Quý đã gửi đi một vài kẻ quấy rối, thì sau khi tụ tập lại rồi mới phát hiện, bọn họ vậy mà vẫn chưa có quay trở về. Dù có thế nào thì cũng không thể liên lạc được, Hồ Quý chỉ biết, tiểu đội của mình nhất định đã xảy ra chuyện. Ông bố lãng, giả ba nhĩ, chúng ta lập tức đuổi theo. Hồ Quý liền lập tức chuẩn bị người để đi trợ giúp. Hồ Quý dẫn hơn mười mấy người, bên ngoài nhà karaoke lúc này, có thể cảm nhận được giữa cơn gió lạnh thấu xương, hai người da trắng và hai người da đen được mặc mỗi chiếc quần lót, hai tay bị trói lại, bị treo lên ở ngoài cửa sổ lầu hai của karaoke, tất nhiên là đã muốn lạnh cóng mà chết. À, hồ quý giận dữ cho tôi tấn công vào vào lúc bọn họ bước nhanh đi về phía trước bỗng nhiên lúc đó xung quanh trên mái nhà hiện ra được hai thân hình mỏng manh líu lo đó chính là hai tay súng bắn tỉa ở bên phía của hồ quý lập tức liền có hai người bị bắn vỡ đầu ngã quỵ trên mặt đất núp đi mau núp đi hồ quý quát to một tiếng nhanh nhẹn trốn vào một chỗ trong góc tường líu lo viên đạn đi theo anh ta Thiếu chút nữa là đã bắn chúng anh ta rồi. a à, á, lại thêm một người nữa bị trúng đạn. Đùng đùng đùng, vậy mà có người lại xông ra phun lửa. Âm ầm đám người bên hồ quý cũng đã bắt đầu đánh trả. Thế nhưng bởi vì hỏa lực của bên kia quá mạnh, đám người của hồ quý bên này bị ép đến không thể ngóc đầu lên nổi. Đột phá vòng vây, nghĩ cách để đột phá vòng vây đi. Hồ quý hô to. Bố lãng nói, sĩ quan hồ quý, tôi sẽ hiểm trợ cho các anh mau chạy nhanh đi phá vòng vây đi. Đùng đùng, kỹ thuật bắn súng của bố lãng quả thật rất giỏi, tuy rằng chỉ với một cây súng lục, thế nhưng chỉ với hai phát súng, đã có có thể giết chết một người ở bên kia rồi, sự tấn công của bên kia bắt đầu nhỏ dần, lập tức kinh ngạc. Đi, hồ quý và giả ba nhĩ, chạy nhanh vào một lối đường tắt nhỏ ở bên canh, một bên quay đầu lại bắn hiểm trợ, một bên liền rất nhanh đã rút lui khỏi chỗ đó. Trở lại trụ sở, kiểm tra lại số người còn lại, Hồ Quý rất nhanh đã phát hiện ra, sau trận đấu súng vừa rồi, bên mình đã chết mất 8 người. Hơn nữa trước đó đã chết mất 4 người, tổn thất tổng cộng lên đến 12 người. Một hình dáng chợt lóe lên, ông bố lãng đã trở lại. Giả ba nhĩ tức đến hộp máu nói, sĩ sí quan Hồ Quý, thù này mà không báo, thì không phải là người. Hồ Quý gật đầu, đương nhiên rồi. Bố lãng thở dài, sĩ sí quan Hồ Quý, lần này bên mình chuẩn bị chưa kỹ chúng ta vẫn còn đang rất là khinh quân địch. Vốn tưởng rằng quân của bên Trung Quốc không có hỏa lực lớn mạnh như thế, chúng ta cũng chỉ có mấy cây súng lục, lại càng không thể ngờ rằng quân địch lại có nhiều vũ khí đến như thế, còn có cả tay súng bắn tiền nữa. Hơn nữa, chúng ta đã hơi liều lĩnh xông vào khoảng đất trống ở đằng trước quán karaoke, đồng nghĩa với việc tiến vào phạm vi đột kích của quân địch rồi, lần này quả thật là tổn thất nghiêm trọng. Hồ Quý Nghiêm mặt nham hiểm nói, không có vấn đề gì đâu, ông bố lãng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có mấy người cao thủ xuất hiện trên chiến trường, hỗ trợ chúng ta tấn công. Đúng rồi, đối thủ lần này là ai nhỉ? Bố Lãng nói, theo như đội hình và chiến lược của quân địch, tôi cảm thấy rằng dường như quân địch thuộc người của thủy quân lục chiến của nước M hoặc là giải ngũ từ nơi đó. Vũ khí của bọn chúng rất tinh xảo, phối hợp với nhau cũng rất là ăn ý. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không bị tổn thất nặng nề như vậy. Giả Ba Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói, được mình cũng nên nghỉ ngơi và hồi phục một chút, để cho bọn chúng sống thêm mấy ngày đi. Bọn chúng cũng quá là kiêu căng rồi. Hồ Quý buồn bực nói, chúng ta nên điều tra lại cho một chút, sợ rằng Âu Dương lôi có liên quan tới bọn chúng. Chỉ một lúc sau, bố lãng đã thông qua bạn bè của ông ta, có được chút tin tức, sĩ quan Hồ Quý, Âu Dương lôi có một đứa con, tên là Âu Dương Tất Tùng, tên tiếng Anh là Rách, từng đi lính ở chiến đội thủy quân lục chiến, hôm nay vừa mới tới thành phố Phụng Thiên. Chết tiệt, hồ quý đứng lên cắn răng tức giận nói, tên khốn Âu Dương tất thùng này, có phải rất mạnh đúng không? Bố lãng nói, 5 năm, năm, làm trung tá ở chiến đội thủy quân lục chiến, đã là một nhân vật thiên tài ở chiến đội thủy quân lục chiến, có thể hình dung được địa vị của anh ta. Hồ quý nói, cho dù anh ta có địa vị cao đến đâu, nhưng mà chiến đội thủy quân lục chiến có thể cho phép anh ta tiến hành những hành vi quân sự khi dẫn người đến Trung Quốc hay sao? Thế này không phải là đã đi quá giới hạn rồi sao? Bố lãng thở dài một tiếng nói, Âu Dương Tất Tùng nhất định đã dùng một con đường khác để tiến vào Trung Quốc. Giả Ba Nhĩ nói, nói cách khác, tên khốn kiêu ngạo Âu Dương Tất Tùng đó cũng giống như chúng ta, không thể quang minh chính đại ở Trung Quốc sao? Tất nhiên rồi, bố lãng gật đầu, nếu như chúng ta đem tin tức Âu Dương Tất Tùng về nước, tiết lộ cho cảnh sát. Hồ Quý nháy mắt nói, ừ, trước tiên hãy khiến cho cảnh sát ngăn chặn bọn chúng, đó cũng là một ý kiến hay. Ít nhất, sẽ khiến cho những hành động của bọn chúng gặp không ít khó khăn. Bố lãng búng ngón tay nói, yên tâm, ngay lập tức cảnh sát sẽ có được tin tức Âu Dương Tất Tùng về nước. Đội trắng, mau, tình huống khẩn cấp, cảnh sát mạng đường Tiểu Lâm nhanh chóng chạy đến đội cảnh sát hình sự, vẻ mặt lo lắng nói, chúng ta đã có được nguồn tin chính xác, chiến đội thủy quân lục chiến của nước M, Âu Dương Tất Tùng đã dẫn dắt quân đội về đến tỉnh Phụng Thiên. Hơn nữa, đêm nay ở tại quán karaoke bên kia, đã muốn xuống giao giết người. Đã giết chết ít nhất 12 người, anh ta cũng quá là kiêu căng rồi. Cái gì, Bạch Tinh Đồng vừa nghe xong, lập tức đi đến máy tính cùng với đường Tiểu Lâm. Âu Dương Tất Tùng, tên tiếng Anh là Rách, làm trung tá ở chiến đội thủy quân lục chiến, biệt hiệu là Cá Mập, là một người chiến sĩ thiên tài, chiến công vang dội, nếu không, thì cũng sẽ không lên trước trung tá nhanh đến như vậy. Đường Tiểu Lâm tiếp tục giới thiệu, hơn nữa, anh ta còn là con của Âu Dương Lôi. Cái gì? Bạch Tinh Đồng lại khiếp sợ, là con trai của Âu Dương Lôi ư? Anh ta về nước lần này, chắc chắn là để hỗ trợ cho Âu Dương Lôi. Nếu như những lời tình báo này là thật, Âu Dương Tất Tùng này không phải người mà chúng ta có thể đối phó. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo ở quân khu, nhờ đến sự trợ giúp của bọn họ. Vì thế, Bạch Tinh Đồng đem tin và tình hình, lập tức đi thông báo cho đại đội trưởng hình vừa mới lên chức và cục trưởng Lạc Viễn Trinh, cả hai người sau khi nghe được tin tức liền đặc biệt ủng hộ ý kiến của Bạch Tinh Đồng, cũng quyết định đứng dậy đi tới quân khu của lãnh đạo để báo cáo. Âu Dương Tất Tùng cực kỳ tức giận, chính là cái tên hồ quý từ Tam Giác Vàng. Tôi có thể biết được, anh ta là một người lính vô dụng, mà còn giết mất của tôi một người anh em, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh Khương Tam Lãng, anh hãy mau chóng tìm ra nơi ẩn náu của hồ quý đi, em phải giết chết anh ta ở cái tỉnh Phụng Thiên này. Sau đó sẽ đi về Tam Giác Vàng lại, diệt trừ tận gốc cái tên hổ bá kia. Được, cậu Tất Tùng, anh sẽ cho người đi điều tra tin tức của Hồ Quý. Khương Tam lãng hưng phấn gật đầu, anh ta thông qua máy giám sát, xem lại cuộc chiến đêm qua, thấy được sự sắp xếp của cậu Tất Tùng, quả thật là vô cùng tài tình, khiến cho Hồ Quý bị hao tổn binh lính, chỉ sợ rằng trong khoảng thời gian này, Hồ Quý chỉ có thể rụt cổ trốn mà không dám ló mặt ra. Âu Dương Lôi cũng cực kỳ hào hứng, "Được, Tất Tùng, chuyện đêm nay con đã làm rất tốt." đúng rồi, ở quán karaoke bên kia, đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Âu Dương Tất Tùng tràn đầy sự tin tưởng, bố yên tâm, mặc dù là cảnh sát đã lập tức đi thăm dò, thế nhưng cũng sẽ không tìm thấy được dấu vết nào đâu. Thật tốt quá, Tất Tùng, thật ra trong thời gian vừa qua, cái tên Diệp vô phong kia cũng luôn uy hiếp chúng ta. Âu Dương lôi hung ác nói, chương 412, tôi đã bắn chúng. A, à, Diệp vô phong đang ở đâu, con sẽ lập tức đi giải quyết anh ta luôn âu dương tất tùng liền tưởng tượng ra một người buôn lậu trong chiến tranh vừa nghe đến việc này lập tức lên tinh thần nói con đang nghẹn một bụng thức đây nên sẽ xả vào người của diệp vô phong khoan đã âu dương lôi lập tức ngăn người anh lại đừng có nóng vội có thể giết được diệp vô phong cũng không phải là một sớm một chiều là được anh ta đã thành lập một công ty ở tỉnh phụng thiên là một chi nhánh của công ty hoa cường hiện giờ đang đấu thầu hạng mục đường cao tốc với chúng ta tuy nhiên với thực lực chưa thật sự ổn định của bọn chúng, bố cảm thấy rằng bọn chúng cạnh tranh sẽ thất bại. Âu Dương Tất Tùng gật đầu, vâng, bố, lần này còn đến đây, nếu gặp được hai người họ, con nhất định sẽ giúp bố giải quyết bọn chúng. Âu Dương lôi gật đầu, được, một người cũng không thể buông tha. Ha ha, Tất Tùng, đến đây, chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng thành công vừa rồi. Âu Dương Tất Tùng nói, bố, những người bạn của con, bình thường không có uống rượu, để có thể duy trì được trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. À, không uống rượu cũng không sao, vậy chỉ có thể lấp đầy bụng ăn thôi. Ha ha, Âu Dương lôi rất hào hứng, bảo phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn phong phú cho buổi tiệc. Sau khi ăn xong một lúc, Âu Dương tất tùng kêu tất cả các anh em tập hợp lại, mọi người ăn có ngon miệng không? Trung tá Âu Dương, đồ ăn Trung Quốc thật sự rất ngon. Chúng tôi ăn rất no rồi âu dương tất tùng cười ha hả có muốn hoạt động cho giãn gân cốt một chút không có đương nhiên là có rồi hay toàn bộ nhân viên lập tức đứng dậy âu dương tất tùng xem kỹ từng người qua một lần rồi nói bốp các hai người các anh đi đến chi nhánh của công ty hoa cường cảnh cáo diệp vô phong một chút cho tôi ha ha được bốp và các sau khi được gọi tới tên lập tức rất hào hứng khương tam lãng có nhiệm vụ lái xe đưa bốp và các đi đã hơn nửa đêm, ở chi nhánh của công ty Hoa Cường, đa số mọi người đã tiến vào mộng đẹp, hai người bốp và các không có trực tiếp xông vào, mà là leo lên nóc nhà của tòa nhà đối diện, giơ súng bắn tiền lên. Các, có nhìn thấy không? Cửa sổ thứ ba bên phía đông của tầng 1, đèn còn sáng, chúng ta thi đấu một chút, xem xem ai có thể bắn chúng người ở phía bên trong, có được không? Bốp, căn bản là kỹ thuật bắn súng của anh còn chưa bằng tôi, không cần phải so tài, nhất định là tôi sẽ thắng. Được lắm, nếu như gặp phải bảo vệ bên ngoài, dĩ nhiên chúng ta không thể hiện tài năng của mình được, chúng ta bắn vào người những người bên trong đi. Ok, làm như thế đi, bang bang, tuy rằng hai tiếng súng vang lên, thế nhưng khoảng cách giữa hai phát súng thật sự rất nhỏ, nhìn qua chỉ giống như một phát súng. Ngọn đèn phát sáng trong phòng, thật ra là một người bảo vệ đang trực ban, một phát súng bắn ra, người bảo vệ kia lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha, thắng rồi bên trong vẫn còn những bóng dáng đang chuyển động, chúng ta tiếp tục đi. Được, sau khi người bảo vệ kia ngã quỵ xuống, dĩ hàn kỳ đang ngủ gật ở phía đối diện, lập tức bừng tỉnh, bật người chạy đi, may mắn là, anh đã nhanh chóng nằm sấp xuống sàn, khiến cho bốp và các không thể tìm thấy người để mà nổ súng. Hoa tử, anh làm sao thế, không phải là bệnh cũ tái phát đấy chứ, dĩ hàn kỳ nhào người qua bên đó, nhìn thấy cả người hoa tử toàn là máu. Lập tức cảm thấy rợn tóc gáy đấu súng sao, suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lúc này mới chú ý tới, trên cửa sổ thủy tinh cũng có một vết đạn. Bản thân mình đã từng đi lính, trong lòng lập tức trùng xuống. Suốt cuộc là ai, ai có thể kiêu căng như thế? Anh không cố để đoán ra đó là ai, phản ứng đầu tiên đó chính là gọi điện cho Diệp vô phong, Diệp tiên sinh, không ổn rồi. Tôi bị rơi vào một trận đấu súng, mau lên. Cái gì? anh đang ở đâu, nói cho rõ ràng đi. Diệp vô phong giật mình một cái, đấu súng, có thể là người của hồ quý. Âu Dương lôi hẳn là không có súng ống đâu nhỉ. Tôi đang ở lầu một phía đông, ở phòng thứ ba, dĩ hàn kỳ quả thật sợ hãi. Nếu như anh xuất hiện ở ngoài cửa sổ lúc này, hoặc là có những động thái khác, sợ rằng sẽ bị tay súng của đối phương, bắn một phát vào đầu. Tốt lắm, anh cứ ở yên đó, tôi lập tức tới. Diệp vô phong trả lời, cực kỳ ngắn gọn mười phút trôi qua đối với dĩ hán kỳ mà nói vô cùng lâu thế nhưng diệp vô phong đi thang máy đã là tốc độ nhanh nhất rồi thậm chí lúc tới diệp vô phong còn chưa kịp mặc quần áo nhưng mà anh vừa đi vừa mặc một bên áo nhanh chóng chạy tới sao lại như thế này diệp vô phong lập tức đẩy cửa phòng ra a à, diệp tiên sinh anh cẩn thận một chút dĩ hàn kỳ trốn trong góc bàn ôm người anh em cả người toàn là máu diệp tiên sinh anh ấy quả thật bị đạn bắn trúng thân hình diệp vô phong chợt lóe lên tiến lại gần sát bọn họ đồng thời diệp vô phong cũng dùng năng lực cảm nhận của mình nhìn rõ được vết đạn trên cửa sổ anh tê bị trúng đạn ở bộ phận nào trong lời nói của diệp vô phong không chứa nhiều yếu tố à hình như là trúng đạn cùng một lúc dĩ hàn kỳ có chút mơ hồ diệp vô phong nhận lấy người mắt liếc qua đã nhận ra là mông bị trúng đạn thằng nhóc này thật may mắn không chết được, dĩ hàn kỳ, lập tức nghĩ biện pháp để cầm máu đi. Hiểu không? a, à, vâng, vừa rồi dĩ hán kỳ quả thật rất sợ hãi, nhìn qua người bạn của mình trên người toàn là máu, nhưng mà vẫn chưa kịp kiểm tra xem bạn mình bị trúng đạn ở đâu. Nghe bảo là bị trúng đạn ở mông, dĩ hán kỳ rốt cuộc cũng yên tâm đôi chút. Anh lập tức ngồi dậy tìm kiếm thùng sơ cứu, nghĩ cách để cầm máu cho vị trí bị trúng đạn. Diệp tiên sinh, anh, dĩ hán kỳ nhìn thoáng qua Diệp vô phong, thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía cửa kính thủy tinh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp vô phong nói, tôi muốn đi tìm người tấn công chúng ta. Tay súng bắn tỉa sao? Người nổ súng dĩ nhiên là tay súng bắn tỉa rồi. Dĩ hãn kỳ trên chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không có rút lui. Nếu không thì sao? Anh cho rằng một cây súng lục bình thường có thể bắn xuyên qua được lớp kính thủy tinh pha lê của chúng ta hay sao? Âm thanh của Diệp vô phong phát ra từ phòng bên trong, nhưng mà, cửa phòng đã muốn đóng lại rồi. Loảng xoảng dĩ hãn kỳ nghe được tiếng đóng cửa, lập tức chạy nhanh đến để trợ giúp. Vừa rồi là tôi bắn chúng. Sai, thật ra là tôi bắn chúng. Bốp, anh thật vô lý. Các, quả thật là tôi bắn chúng. Có giỏi thì anh lại bắn chúng thêm một phát nữa đi. Tôi ư, anh bắn chúng lại một phát nữa không được sao. Hai người bởi vì đang cãi lộn, lại hoàn toàn quên mất rằng Bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm. Vốn là muốn làm cho bên kia một ngạt một chút, hai người lập tức rất nhanh đã phát hiện ra, trong phòng đã không còn hình bóng của ai lay động nữa rồi. Hóa ra, Dĩ Hãn kỳ ngoài việc giúp bạn mình cầm máu, anh ấy còn chăm sóc những người bảo vệ khác, lập tức lùi vào phía trong của tòa nhà, không hoạt động ở bên ngoài nữa. Đồng thời, anh ta còn bật chuông báo động để cảnh báo cả tòa nhà, để cho tất cả mọi người đề cao sự cảnh giác không cần phải đi ra ngoài, càng không được đến gần cửa sổ. Mặc kệ nói như thế nào, dĩ hãn kỳ vẫn làm những việc này rất đúng lúc. Còn Diệp vô phong lại yên lặng đi ra khỏi tòa nhà, đi theo đường ống nước ở phía sau tòa nhà, trượt xuống, theo cách nhanh nhất, nhìn về phía mà anh cho rằng đối phương đang tấn công mình, xác định vị trí, nhanh chóng chạy đến. Mẹ kiếp, mới có bắn một phát, đã không có người nào dám thỏ đầu ra ngoài hay sao? Các, anh có phát hiện mục tiêu mới chưa? bốp cái gì mà mục tiêu mới ở bên kia ngay cả một ngọn đèn còn không mở lên kia kìa các vậy bây giờ chúng ta bắt đầu giết những người bên ngoài được không được thế nhưng bảo vệ bên ngoài sao lại không còn thấy bóng dáng ai nữa rồi bốp tôi có cảm giác tình hình không ổn cho lắm bên kia đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta rồi các bọn chúng phát hiện được cũng là chuyện bình thường thôi chẳng lẽ bọn chúng còn tìm được vị trí của chúng ta anh cho rằng bọn chúng là chiến thần hay sao? chương 413, liều mình dẫy dụa. Bốp, ở Trung Quốc này chả có ai là cao thủ cả, nhưng anh cũng đừng có sơ suất, chúng ta vẫn nên rút lui đi. Các, cái gì mà rút lui? Chúng ta chỉ mới có bắn ra một phát súng, còn bắn chúng hay không, còn chưa biết đâu. Điều đó cũng đúng, nhưng đừng nóng vội, chỉ cần đám người bọn họ dám nhúc nhích một cái, chúng ta lập tức giết chết rồi trở về nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tình hình không tốt cho lắm trong lúc hai người đang nói chuyện diệp vô phong đã tiếp cận được đến mái nhà rồi bốp chúng ta nên đi thôi các tiếp tục ngăn cản được rồi ngay cả khi chúng ta không hề trốn chạy đêm nay các người dù có chạy cũng vô ích thôi lúc này một âm thanh vang lên các và bốp hai người liền lập tức sợ hãi a à, cùng lúc đó hai người liền chĩa súng vào nơi phát ra âm thanh quay qua thì không thấy ai cả sau đó, Bob và các đồng thời cảm nhận được một cơn đau đến từ gáy cổ của mình. Hai người lập tức mất đi ý thức. Vào lúc hai người tỉnh lại, lập tức cảm nhận được ánh đèn trước mặt, đặc biệt là chói mắt, đồng thời lấy tay che mắt lại, đây là ở đâu? Nơi này chính là nơi mà các anh nên tới. Các nói chuyện giữa hai người bằng tiếng Anh, Diệp Vô Phong trả lời, đương nhiên cũng bằng tiếng Anh. Ai, anh là ai? Bob và các giấy rửa cùng một lúc, cũng cùng lúc phát hiện bản thân mình bị trói rất chắc chắn. Tất cả các bảo vệ của công ty Hoa Cường đều được mặc đồng phục, nên xung quanh đều là những người mặc loại đồng phục này. Có một người không mặc đồng phục của bảo vệ, đứng gần ngay trước mắt, khá là trẻ tuổi, tính cách trầm ổn, đặc biệt là tâm tư rất khó dò. Bốp, các, đội viên của lục chiến thủy quân, cấp trên của hai người, hẳn là Trung tá Âu Dương Tất Tùng đúng hay không? Sắc mặt của Diệp vô phong tươi cười, nhưng trong mắt bốp và các, lại chính là nụ cười của ác quỷ hai người liếc mắt nhau một cái không ai nói một lời nào dựa theo quy tắc của các chiến sĩ nước m nếu như bản thân mình không có đủ năng lực để chống cự lại tình huống là sẽ cho phép bị bắt giữ và bị phản bội diệp vô phong bắt đầu giải thích cả hai người đầu đều xoay sang một bên không thèm phản ứng diệp vô phong nói đầu hàng chính là lựa chọn tốt nhất của hai anh đương nhiên hai anh có thể ngoan cố cho đến cùng chủ yếu là Tôi cảm thấy rằng xương cốt của các anh sẽ không kiên cường được như vậy. Cả người, thật ra tinh thần của hai người đã bắt đầu sụp đổ, thế nhưng bọn chúng vẫn còn cắn răng kiên trì. Diệp Vô Phong bước đi chậm rãi thong thả nói, "Bốp, làm một người lính bắn tỉa ở chiến đội lục chiến thủy quân, thanh danh của anh là cực kỳ vang dội, đáng tiếc rằng đêm nay anh lại gặp phải tôi." "Không, thật ra so với anh ta thì tôi lợi hại hơn, các không biết sống chết mà cố gắng chống cự nói." "Các cũng có thể so với anh lợi hại hơn so với anh ta, nhưng cần phải có được sự đồng ý của người khác. Diệp vô phong cũng không quan tâm mình đang đả kích ai. Trong chớp mắt, các liền ngậm chặt miệng lại, anh biết, nếu như bản thân mình nói càng nhiều, việc bại lộ thông tin sẽ càng nhiều hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận về việc xương cốt của các anh có cứng rắn hay không cứng rắn. Tay Diệp vô phong kéo ra một bông hoa, dĩ nhiên là lấy ra một rùi cui bằng cao su. bốp và các cùng lúc rụt mình lại, hoảng sợ nhìn cây rùi cui bằng cao su trên tay Diệp Vô Phong. Loại gậy này rất lợi hại, hiển nhiên là bọn họ đã được thưởng thức qua chúng, khi đánh vào người, sẽ không nhìn ra được vết thương, thế nhưng lại cực kỳ đau đớn, cũng không có cách nào có thể chịu đựng được. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, tôi đang suy nghĩ, không biết xương của ai sẽ mềm hơn nhỉ. Bốp, cát, trong màu mắt xanh thẳm của hai người, đầy sự sợ hãi mà ánh mắt không thể che giấu. Làm một người lính, vì nước mà hy sinh thân mình, đương nhiên là không có vấn đề gì, hầu như tất cả các người lính đều có thể làm được. Thế nhưng, nếu như phải nhận hết sự tra tấn cho đến chết, chỉ sợ rằng nó sẽ lập tức giảm đi hơn một nửa, thậm chí chỉ còn lại một phần mười. Bốp, tôi rất thích cái tên này, Diệp Vô Phong vừa nói xong, bốp chỉ cảm thấy dùng mình, từ đầu đến chân, trong chốc lát liền rớt xuống dưới. Bốp, tôi nghĩ rằng nếu đem hai chân của anh đánh cho tàn phế, thế nhưng, nên bắt đầu từ đùi phải, hay nên bắt đầu từ đùi trái đây, tôi có chút do dự." Diệp Vô Phong lấy ra một đồng xu, siết chặt nó ở trong tay. "Không, không được, Bốp gần như mất hết bình tĩnh mà hét lên, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Phải có những đãi ngộ tốt với tù binh chứ. Tôi là lính của nước M, tôi phải được tôn trọng. Còn không, nước của tôi sẽ thay tôi trả thù anh." Ha ha, Diệp Vô Phong từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười, nước của anh còn cách xa đây cả ngàn mét kia kia, hơn nữa, Bốp, với thân phận của anh, đột nhiên xuất hiện ở Trung Quốc, tôi hoàn toàn có thể giải thích rằng anh ở đây là để xâm lược. Không có, chúng tôi đang trong kỳ nghỉ phép, Bốp yếu ớt phản kháng. Thân là một người lính, anh không có tư cách để đến Trung Quốc để hưởng kỳ nghỉ. Hơn nữa, mang theo súng bắn tỉa tiến vào tỉnh Phụng Thiên để tận hưởng kỳ nghỉ, anh đang tính lừa gạt ai? Diệp Vô Phong không hề cùng anh ta nói những lời vô nghĩa nữa cây rùi cui bằng cao su trong tay, bỗng nhiên bị vung mạnh lên. Bất chợt, rùi cui được dơ lên kéo theo tiếng gió, mang theo cả tiếng huyết gió trói tai. Bộp, a à, một gậy được đánh xuống, bốp kêu thảm thiết một tiếng, cả người không ngừng run rẩy Chân trái của anh ta, đã bị đánh xuống một gậy, một gậy này, thật ra không có đánh đến gãy cả xương cốt, thế nhưng, thân thể phải chịu đựng sự đau đớn này, thiếu chút nữa đã xé tỏa các dây thần kinh của bốp ra nếu dám nổ súng để giết người thì hãy chuẩn bị cho tốt việc mình bị người ta giết đi diệp vô phong cầm trong tay dùi cui bằng cao su lại bắt đầu vung mạnh tay a à, dùi cui còn chưa chạm vào đến người lần này bốp trực tiếp hôn mê bất tỉnh diệp vô phong không khỏi nhíu máy thật không có dũng khí như vậy sao dùi cui bằng cao su trong tay anh lại một lần nữa đánh xuống đùi của bốp a à, bốp kêu gào thảm thiết một tiếng lại tỉnh dậy hoảng sợ khi nhìn thấy Diệp vô phong, không, không được đánh, tôi nói với anh đây chính là ngược đãi tù binh đó. Đây chính là phạm pháp, lời nói của anh ta, càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng thì cũng không còn tí sức lực nào. Ngẫm lại thì, người mà bọn họ vốn muốn giết đó chính là nhân viên của Diệp vô phong, hiện giờ lại biến thành tù binh. Lại yêu cầu đối phương đối xử tốt với mình, chuyện này làm sao có thể xảy ra. Nhìn thấy bốc chịu đựng sự tra tấn, các cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc nghĩ rằng rất nhanh thôi sẽ đến lượt mình. Bốp, những lần đánh tiếp theo của bốp vào lúc sau, toàn thân anh ta run rẩy, ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không còn nữa, giống như cả người đều đã trở thành một đống thịt chết. Bốp bốp, tốc độ quất của Diệp vô phong, càng lúc càng nhanh. Mới đầu, mỗi lần Diệp vô phong đánh xuống người của bốp một cái, các còn khép mắt lại một chút, đến lúc sau, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra nữa. Giao rào. Dĩ hán kỳ làm cho bốp tỉnh lại, bốp vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy chân trái của mình, đã bị đánh cho máu và thịt lẫn lộn, một cơn đau không thể nhịn được ập tới, tiếp tục xé toạc thần kinh của anh ta ra. A, à, a, à, bốp liều mạng kêu gào, có lẽ làm như thế, có thể giảm bớt được một chút đau đớn chăng? Dĩ hán kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, tiến lên vỗ bốp bốp liên tục mười mấy cái vào miệng của anh ta, mẹ kiếp. Vào lúc anh hướng về phía người khác nổ súng, có bao giờ nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ rơi vào kết cục này hay chưa? Bốp tội nghiệp nhìn Diệp vô phong, tha cho tôi. Loảng xoảng cửa phòng mở ra, đường chảm sải bước đi tới, nhìn hai người tù binh da trắng trước mặt, đường chảm sẵn giọng cười, bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, trước mắt chưa phát hiện được người khả nghi nào, đã bố trí xong lực lượng canh gác. Diệp vô phong gật đầu nói, ừ, tốt lắm, đường chảm, trước tiên anh phỏng vấn anh ta một chút, tôi đi ra ngoài quan sát tình hình xem sao. Được, Diệp lão đại, đường chảm trả lời một tiếng, thế nhưng lại không có trực tiếp nhận rùi cui bằng cao su trong tay Diệp vô phong, mà lập tức đi đến trước mặt bốp, xoay người nắm lấy chân trái của bốp. A, à, a, à, không được, không được, bốp liều mạng giấy ruộng gào to, thế nhưng đường chảm là một người khó lay chuyển, cầm chân trái của bốp, răng rắc một tiếng, lập tức hiện ra tư thế kỳ dị. chương 414, một cái bẫy bản thân là một người có sức mạnh ghê gớm ở Long Môn, đường chảm cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người bốp. Một phát chặt đứt chân trái của bốp, sau đó đường chảm lập tức hướng sang đùi phải của anh ta. No, anh chính là ác quỷ. Bốp tận mắt chứng kiến chân trái của mình bị thương nặng nề đến mức không thể nào phục hồi lại được nữa, ánh mắt khẽ đảo, lại tiếp tục rơi vào hôn mê. Tận mắt chứng kiến một màn bẻ người như thế này, bỗng cảm thấy ở đúng quần nóng lên, thế mà lại bị dọa đến mức tiểu ra quần các trong lúc còn ở chiến đội lục chiến thủy quân, cũng đã gặp qua không ít lần vào sinh ra tử, tâm lý cũng đã sớm phải trở nên bền vững chắc chắn. Nhưng lại bị thủ đoạn của đường chảm, dọa cho đến mức phải thành ra như vậy. Đường chảm hắt nước cho bốp tỉnh lại, nói đi, các người thuộc đội của ai, bọn chúng đang ở nơi nào, hồi bé anh có hay nhìn lén mẹ anh tắm rửa hay sao? Dĩ Hán kỳ sau khi nghe được câu đó, thiếu chút nữa đã phụt cười, đường chảm đã khiến cho người ta trở thành như thế này mà còn dám hỏi thăm chuyện riêng tư của gia đình người ta sao? Tôi bắt được người của Âu Dương Tất Tùng, anh tới chi nhánh Hoa Cường một chuyến đi, trên đường đi chú ý an toàn một chút. Diệp vô phong gọi điện thoại cho Hồ Quý. Sao, thật tốt quá, tôi lập tức dẫn người qua. Hồ Quý vừa nghe xong, cũng không thèm để ý rằng bây giờ đã là 2 giờ khuya, lập tức ngồi dậy khỏi ổ chăn tập hợp. Lập tức tập hợp, có nhiệm vụ quan trọng, mau lên, thực ra đội ngũ trước mắt của hồ quý đã bị âu dương tất tùng đánh cho tàn phế trong trận chiến cao thủ mới được mời tới còn chưa đến cho nên hồ quý vẫn hành động bí mật thế nhưng khi nghe bảo diệp vô phong chống lại âu dương tất tùng hồ quý có chút lo lắng diệp vô phong chính là một người cao thủ dũng mãnh nếu có thể cùng với diệp vô phong liên thủ để đối phó với âu dương tất tùng đương nhiên sẽ là kết cục tốt đẹp nhất tuy rằng nói là tập hợp thế nhưng ở bên này anh ta cũng chỉ còn lại có 7 người sau khi bị Âu Dương Tất Thùng mai phục, đã giết sạch hơn phân nửa đội ngũ của anh ta. Nửa tiếng sau, Hồ Quý đi đến quảng trường của chi nhánh công ty Hoa Cường, Diệp Vô Phong nhanh chóng đi đến tiếp đón. Hồ Quý khi đi dọc đường ở đây, đã phát hiện Diệp Vô Phong đã xây dựng được một mạng lưới phòng thủ vô cùng vững chắc, xung quanh được bao vây bởi những tòa nhà lớn, tuyệt đối không thể yếu hơn Âu Dương Tất Thùng được. Diệp tiên sinh, xin chào, rốt cuộc là tình huống gì đây? Hồ Quý biết rằng xung quanh Diệp Vô Phong sẽ có người bảo vệ, cũng không có trốn tránh, thoải mái bắt tay với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói, chúng tôi bắt được hai người da trắng, một người tên là Bốp, một người tên là Các, hình như hai người họ là tay súng bắn tỉa. Sao? Hồ Quý mừng rỡ nói, thật tốt quá, có chơi đùa với hai vị khách này chưa? Âu Dương Tất Tùng đang trốn ở nơi nào? Có phải đang ở nhà Âu Dương hay không? Diệp vô phong lắc đầu, trước mắt thì vẫn chưa thu được thông tin gì, nhưng mà sẽ có được thông tin nhanh thôi ánh mắt hồ quý lóe lên với sự kiêu ngạo của âu dương tất tùng nhất định sẽ cho người đi tìm kiếm diệp tiên sinh đã bày ra thiên la địa võng cho rằng nếu âu dương tất tùng có tới cũng không được theo quan sát của hồ quý về cách mà diệp vô phong bố trí bên trong anh lập tức rút ra được một điều diệp vô phong không chỉ là một người đàn ông có võ công cao cường mà còn đối với việc quân sự cũng cực kỳ thông thạo bởi thế anh rất chân thành nói diệp tiên sinh chúng ta cần phải làm như thế nào, anh cứ việc phân phó. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với anh. Trước kia là thái độ kiêu căng, còn bây giờ là thái độ kính trọng, Hồ Quý thay đổi thái độ với Diệp Vô Phong, chứng tỏ rằng anh ta đồng ý với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong híp mắt nói, sĩ sí quan Hồ Quý, đi dọc đường hẳn là anh cũng đã thấy được sự sắp xếp của tôi, đây là một cái bẫy. Thế nhưng tôi cũng không muốn dùng một chiêu để tiêu diệt Âu Dương Tất Tùng, nhưng tôi lại muốn đánh cho anh ta thật đau cho nên, chúng ta sẽ để lại một lỗ hồng, đó sẽ là đường lui duy nhất dành cho Âu Dương Tất Tùng. Sĩ quan hồ quý, nếu anh tình nguyện góp sức đánh cho kẻ xấu thất thế như đã nói. Đương nhiên là tôi đồng ý. Ha ha, hồ quý cười to, Diệp tiên sinh, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Hẹn gặp lại. Anh mang 7 người của bên đội mình, nhanh chóng biến mất. Tiểu yêu đi tới nói, Diệp lão đại, người này mình có thể tín nhiệm được sao? diệp vô phong thản nhiên nói bởi vì còn chút nghi ngờ nên tôi mới có thể khiến cho anh ta đi nhổ cỏ tận gốc nếu như có thể kề vai chiến đấu đương nhiên là rất tốt nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta tiểu yêu mở đèn bày ra súng trường bắn tỉa của mình diệp lão đại yên tâm chỉ cần người này sơ sót làm nguy hại đến chúng ta tôi cũng không để ý mà bắn nát cái đầu của anh ta ừ hay là muốn lấy mục tiêu là đánh cho âu dương tất thùng bị thương diệp vô phong căn dặn nói Đúng, tinh thần của tiểu yêu phấn chấn tiếp nhận mệnh lệnh, hình dáng chợt lóe lên, đi vào trong bóng đêm, đi tìm vị trí ngắm bắn cho tốt nhất. Đội ngũ của đường chạm ở bên trong, tiểu yêu là người súng bắn tỉa đặc biệt còn sót lại, ở thời điểm những người khác chiến đấu, tiểu yêu ở sâu bên trong ẩn náu để trợ giúp, những người khác còn chưa vào vị trí, thì tiểu yêu đã sớm sẵn sàng ở chiến trường để nghênh đón quân địch rồi. Gian xảo như cáo, tốc độ như yêu quái, bắn súng như thần, đây chính là tiểu yêu. Trung tá Âu Dương không thể liên hệ được với bốp và các. Lúc này khi nhận được thông báo, Âu Dương tất tùng lập tức nổi giận. Cái gì, chẳng lẽ bốp và các đều bị thất thủ rồi hay sao? Hai cái tên khốn này, bộp, Âu Dương tất tùng rút súng lục của mình ra, các anh em, chúng ta phải đi cứu họ. Đúng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu là chi nhánh công ty Hoa Cường. Hộ lý lập tức hô to, những người chiến sĩ được huấn luyện, lập tức lặng lẽ chui ra khỏi ổ chăn, Nhanh chóng mặc quần áo, đeo vũ khí đạn được, chỉ qua vài phút, đã hình thành được một đội ngũ hoàn chỉnh, đứng ở trước mặt Âu Dương Tất Tùng. 20 người, mất đi 3, trước mắt còn lại 17 người. Nếu như không có những trận chiến đổ máu, chiến tranh sẽ luôn có những người lính bị loại bỏ. Âu Dương Tất Tùng ở đội ngũ phía trước bước đi thong thả, trong chốc lát anh đã bình tĩnh lại, các anh em, bốp và các là anh em của chúng ta. Thế nhưng nếu như hai người họ bị bắt làm con tin, ít nhất cũng phải chứng minh được rõ ràng, Diệp Vô Phong thật sự là một cao thủ lợi hại. Cho nên, trong trận chiến kế tiếp, tôi hy vọng mỗi người phải khẩn trương lên. Ngàn lần không thể khinh thường ý tưởng của quân địch, khinh địch đồng nghĩa với việc phải chết. Anh ngước mắt lên, nhìn về phía chi nhánh của công ty Hoa Cường, ở bên kia, chờ đợi chúng ta, có thể mở ra một cái bẫy đầy máu. Cho nên, khi tiếp cận đối phương trong vòng 500 mét, chúng ta phải cực kỳ thận trọng, phải xác nhận an toàn trước, Ngàn lần không thể liều lĩnh. Hiểu chưa? Đã rõ. Tốt lắm, tôi tin tưởng các anh em có tổng hợp đầy đủ những tố chất đều là những người đứng đầu. Xuất phát, Âu Dương Tất Tùng ra lệnh một tiếng, 17 người cùng nhau lao vào trời lạnh rét buốt. Giảng sáng 3 giờ, tất cả các phòng của chi nhánh công ty Hoa Cường đều tắt đèn toàn bộ. Cả tòa nhà đều chìm trong bóng đêm, nhìn thoáng qua thật giống một con quái vật khổng lồ. Xung quanh tòa nhà, yên lặng không có động tĩnh gì. Ngay cả bảo vệ tuần tra cũng không có. Gió rét thấu xương, mặc dù chỉ là gió nhẹ, nhưng khi thổi đến mặt của mọi người vẫn cảm thấy lạnh buốt. Đội hình tấn công, chú ý canh gác trong vòng 500m, 17 người tạo thành một đội hình để tấn công, với cách thức che giấu hành tung của mình, kiên nhẫn, chậm rãi tiến gần về phía chi nhánh của công ty Hoa Cường. An toàn, an toàn, an toàn. Vừa đi bọn họ vừa hướng về phía bên trong để thông báo cho người còn lại. Đội hình 17 người dài lên đến trăm mét, ngoặt qua một con phố, xoay qua một góc đường, mục tiêu là tòa nhà ở trước mắt, khoảng cách còn hơn 200 mét. Ẩn nấp đi, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Tất Thùng ra lệnh, 17 người yên lặng đứng yên tại chỗ đang ẩn nấp, trên đường cái trống rỗng không một bóng người. Chương 415, chuẩn bị rút lui. Âu Dương Tất Thùng nhìn tòa cao ốc đối diện, vẫn cứ cảm thấy có gì không đúng, yên lặng quá. Lẽ nào tòa cao ốc kia mở túi tiền rồi sao? Nếu như bốp và các đã bị bắt rồi, lúc này đối phương chắc hẳn đang thẩm vấn. Tại sao không có một căn phòng nào sáng đèn? Điều này quá kỳ lạ. Hai người một tiểu đội, chia nhau ra, khoảng cách 50 mét, chú ý ẩn nấp. Âu Dương tất thùng hạ lệnh một lần nữa, không phải gấp gáp tiến công, chờ cơ hội. Phạch, tiểu yêu ẩn núp trên nóc nhà báo hiệu, đội trưởng, kẻ địch đã tiến vào rồi. Có cần đánh không? thiết bị liên lạc vọng lên giọng nói của Diệp vô phong, đừng vội, cố gắng hết sức để diệt sạch chúng. Vâng, tiểu yêu ngắm ống ngắm súng bắn tỉa, lòng hơi bất mãn, tổng cộng mới có 20 người, không thể nào. Diệp vô phong nói, hồ quý, đối phương có bao nhiêu người? Hồ Quý nói trong thiết bị liên lạc, chắc là có tổng cộng 27 người, kinh nghiệm chiến đấu của đối phương vô cùng phong phú, ẩn núp cũng rất tốt, cần phải tìm ra từng người một. Tiểu yêu nói, ok, 27 người chứ gì, yên tâm, đánh nhau rồi thì sẽ thỏ đầu ra thôi. Đường chảm nói, tiểu yêu, mẹ nó đừng có lúc nào cũng huynh hoang như thế, tối nay nếu như không thể diệt sạch bọn họ, tôi trừ 5 triệu đô la Mỹ của cậu. a à, tiểu yêu kêu thảm thiết, đội trưởng, anh ác quá rồi đấy. 5 triệu đó, trời đất ơi, tôi phải đi làm 5 lần nhiệm vụ mới kiếm được từng đó. Hu <laughs> hu, đường chảm đắc chí nói, tôi nói được làm được. Tôi là tiểu vũ, hiện tại đã phát hiện người thứ 13, người thứ 14 phe đối phương. Hẳn là vẫn còn ba người nữa, ẩn náu quá tốt, tạm thời chưa thể tìm ra. Diệp vô phong nói, tốt lắm, chú ý quan sát, không được nóng lòng nổ súng. Âu Dương tất tùng ẩn náu tốt mất, hơn nữa, anh ta luôn thu người trong một góc âm u, căn bản không hề động đậy, còn dùng thiết bị nhìn đêm để cẩn thận quan sát xung quanh. Trong lòng bất chợt nổi lên báo động, Âu Dương Tất Tùng đột nhiên nói vào thiết bị liên lạc, chuẩn bị rút lui. "Sao cơ? Trung tá Âu Dương, như thế này mà đã rút? Lâm Đức có quan hệ tốt nhất với bốp không khỏi nghi ngờ." Âu Dương Tất Tùng đè nén cơn giận, "Cậu đang nghi ngờ mệnh lệnh của tôi? Lâm Đức, bắt buộc phải rút ngay, muộn hơn nữa, sợ là chúng ta sẽ bị giết sạch." "Sao lại có thể chỉ dựa vào đám người Trung Quốc này?" Lâm Đức vẫn không phục. "Âu Dương Tất Tùng nói, cho đến bây giờ" chúng ta vẫn chưa phát hiện ra đối phương ở đâu nhưng tôi tin chắc đối phương nhất định đang ẩn náu trong những tòa kiến trúc này lâm đức chấp hành mệnh lệnh lập tức rút lui vâng mặc dù lâm đức không bằng lòng nhưng gã ta là bộ đội phụ trách trận hậu nếu như bây giờ phải rút lui gã ta sẽ trở thành đội đi đầu bắt buộc phải đứng lên trước phụ trách an toàn rút lui ý đội trưởng bọn họ chuẩn bị rút đi rồi Tiểu yêu lập tức nhận ra điều khác thường trong hướng đi của đối phương, tiến chúng nó về trời đi. Mà bảy người bên hồ quý lấy hồ quý làm đầu mai phục trên đường lui của hội Âu Dương Tất Tùng. Hiện tại bọn họ đã không nhìn thấy bảy người của Âu Dương Tất Tùng nữa rồi. Nhưng nghe thấy Tiểu yêu nói phe Âu Dương Tất Tùng chuẩn bị rút lui, hồ quý bèn tỉnh táo tinh thần, các anh em cầm vũ khí của anh em lên. Thời khắc báo thù cho anh em đã đến rồi. Vâng, sĩ quan. Tất cả mọi người đều cầm chặt vũ khí trong tay, đợi chờ thời cơ chiến đấu. Tiểu Yêu gào lên trong thiết bị liên lạc, "Ông lớn, tôi bắn đây." Bằng, súng bắn tỉa vang một tiếng, bên phía Âu Dương Tất Tùng, lập tức có một người trúng đạn ngã xuống, không thể bò dậy được nữa. "Rút, rút mau, Âu Dương Tất Tùng chỉ cảm thấy một mối nguy cơ khổng lồ găm thẳng vào đầu, tình thế vô cùng nguy cấp." Lâm Đức nói to, "Không rút theo đường cũ, cẩn thận mai phục." tiểu yêu cắn một que kẹo mút, nhếch mép, nhìn lâm đức không chớp mắt, sao sao má, thằng này cũng khá đấy. Ông đây dẫn mày ra. Bằng, tiểu yêu bắn lên bức tường bên cạnh lâm đức. Lâm đức chợt co rụt người lại, lăn vào góc tối bên cạnh nhanh như chớp. Bằng, bằng bằng, đạn của tiểu yêu đuổi sát theo lâm đức. Đờ mờ, tiểu yêu tức giận, tố chất quân sự của gã lâm đức này quả thật không phải dạng vừa, thế mà lại tránh được ba viên đạn của tiểu yêu một cách hoàn hảo. Bằng, tiểu yêu vừa quay họng súng, lập tức bắn trúng một đội viên hải quân lục chiến khác. Đồ khốn này, Âu Dương tất tùng giận dữ, tay bắn tỉa bên ta đâu? Chết hết rồi à? Bằng, để đáp ứng, tay súng bắn tỉa bên Âu Dương tất tùng cũng đã cất lời. Tiểu yêu rụt cổ, ngã lăn trên đất, lặng yên bất động. Tiểu yêu, sao thế? Bay màu rồi à? Tiếng của đường chảm vọng lên, họng súng tiểu liên của anh ta đang ngắm chuẩn một tiểu đội hai người phe Âu Dương Tất Tùng tạch tạch tạch, tiểu liên của đường chảm khai hỏa, tiểu đội hai người kia đồng thời trúng đạn, cơ thể co rút một trận, ngã trên nền đất. Đội trưởng, đừng nói thể có được không, đối phương cũng có bắn tỉa, anh ẩn náu cho cẩn thận vào. Khi giọng nói của tiểu yêu vọng lên, đường chảm thở dài một hơn, cái thằng này, còn sống là tốt. Anh ta bắn hết một băng đạn bèn lập tức rụt đầu lại, ẩn nấp sau bức tường. Chiếu, một viên đạn bắn tỉa bắn đến, nếu như đường trảm lùi lại chậm nửa giây, đầu anh ta nhất định sẽ nở hoa. Hoa ha, tiểu yêu cao hứng kêu một tiếng, họng súng bắn tỉa trực tiếp chĩa vào tay bắn tỉa vừa bắn đường chảm, cậu ta lẩm nhẩm trong miệng, thằng quát, thò đầu ra đây. Tiếp đục đi, một, hai, ba. Bằng, sau khi tay bắn tỉa kia im lặng vài giây, hắn ta thò đầu ra ngoài ba mét, lại bị súng của tiểu yêu bắn trúng đầu, trực tiếp ngã quỷ. Ngon, tiểu yêu cười, xử lý xong tay bắn tỉa của đối phương. Đường chảm bỗng nhiên nói, ông lớn, đang ở đâu thế? Không nghe thấy Diệp vô phong trả lời. Dương Trấn Hoa dẫn theo hai anh em Trương Long, còn cả mười mấy anh em nữa, cũng tham gia chiến đấu, nhưng theo mệnh lệnh của Diệp vô phong, bọn họ chủ yếu chỉ quan sát trận chiến, không được tùy tiện nổ súng, càng không thể tùy tiện lộ diện, bởi vì tối nay người họ phải đối mặt, đều là những lão lính lõi đời dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần có hơi bất cẩn, kết cục sẽ là bị bắn nát đầu kỹ thuật bắn súng của tiểu yêu, nhận được sự kính nể của toàn thể những người Dương Chấn Hoa. Sự anh dũng của Đường Trảm cũng khiến cho những người Dương Chấn Hoa khiếp sợ không thôi, đó là chiến sĩ đã được tẩy lễ trong chiến trường máu và lửa. Tạch tạch tạch, tiếp theo, tiếng súng có hơi hỗn loạn, đối phương bắt đầu phản kích. Áp chế, tiếng của Diệp Vô Phong bỗng nhiên vang lên. Ok, Đường Trảm và Diệp Vô Phong phối hợp trên chiến trường, tự nhiên ăn ý, lập tức giống to tiểu Vũ làm việc rồi cái đờ mờ đừng có rụt cổ nữa tạch 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 đương trảm tiểu vũ và anh em của cậu ta họng súng đồng thời nã đạn chèn ép đội ngũ của âu dương tất tùng từ hai bên rút lui âu dương tất tùng lại hét lớn anh ta và lâm đức một người đi phía đông một người đi phía tây lần lượt dẫn đội viên của mình trốn vào trong hẻm nhỏ tiểu yêu đứng trên cao nhìn xuống bắt đầu căng thẳng sao sao đám người này là chuột địa phương à đột nhiên từ trên nóc nhà nào đó, bỗng nhiên có đạn bắn ra. Mục tiêu chính là đường trảm. Qua, wow, đường chẩm lập tức con người lại, trốn đằng sau bức tường, trên tường đạn bắn tứ tung. Bên phía tiểu vũ đứng cũng bị hỏa lực đối phương áp chế, không thể ngẩng đầu lên nổi. Bằng, tiểu yêu trực tiếp điểm danh một người phe địch, trận đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Audio điện tử võ tấn bền. chương 416, ắt phải thất bại. Đuổi theo, Đường chảm hét lớn một tiếng, ngang nhiên xuất hiện, súng tiểu liên nã đạn điên cuồng, anh ta cũng nhảy phát ra từ chỗ ẩn núp. Anh em hội tiểu vũ cũng lập tức xuất hiện theo đường chảm, đồng thời xông lên, khí thế phi phàm. Bên phía Âu Dương Tất Tùng, lúc này đã tổn thất 5 người, hơn nữa, về mặt địa hình thì họ cũng ở thế bất lợi, chỉ có thể lợi dụng ngõ hẹp, cố gắng hết sức ẩn náu đào tẩu. Bởi vì hỏa lực bên đường chảm quá mạnh, vài người Dương Trấn Hoa cũng theo sau hỗ trợ, từ góc độ bọn họ ẩn núp, bắn lén mấy người của Âu Dương Tất Tùng. Dưới tình hình bốn phía là địch, đội quân của Âu Dương Tất Tùng căn bản không thể chống lại mưa bom bão đạn của đối phương, trong khi hoảng loạn, lại vứt lại vài cái xác, cuối cùng rẽ ngoặt vào góc đường. Âu Dương Tất Tùng dựa vào một chiếc xe ô tô đỗ lại bên đường, ngay lúc chuẩn bị hít thở, đột nhiên anh ta nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt. Âu Dương Tất Tùng lập tức đề cao cảnh giác, không ổn. Có mai phục, nằm xuống bên cạnh anh ta có tổng cộng 8 người, khi mọi người cùng nhau ẩn nấp, quả thực là mỗi người một hướng, mỗi người tự tìm chỗ nấp. Tạch tạch, 7 người hồ quý cầm súng tiểu liên, trực tiếp bao trùm hỏa lực bên này. Chiếu chiếu, bên cạnh 8 người Âu Dương tất tùng, đạn bắn khắp nơi, tiên lửa tung tóe, 8 người bọn họ bán mạng tránh đạn, nhưng vẫn có hai người trúng đạn. Súng tiểu liên của Âu Dương tất tùng, bằng một góc độ vô cùng kỳ quái, điên cuồng xả đạn về phía hồ quý anh em phía bên cạnh anh ta cũng lần lượt bắn đạn về hồ quý đột nhiên âu dương tất tùng nhạy bén phát hiện ra bên trái bọn họ thế mà lại có người tiến đến gần kỹ năng bắn súng của âu dương tất tùng cực kỳ tốt vung tay là bắn được một phát súng bằng tiếng súng vang lên nhưng lại không có ai trúng đạn âu dương tất tùng kinh ngạc có thể tránh được đạn của mình nhất định không phải người thường anh ta suy nghĩ đủ nhanh nhưng đối phương còn nhanh hơn anh ta bằng một phát súng của đối phương lại đánh hạ một anh em bên người âu dương tất tùng a à, âu dương tất tùng giận dữ hết đây rõ ràng là khiêu khích giới hạn của anh ta ngay trước mặt âu dương tất tùng tàn sát anh em của anh ta bằng 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 súng lục của âu dương tất tùng liên tục nã đạn đồng thời anh ta quay người liên hồi vô cùng kỳ dị cao siêu vô cùng đối phương xoay người liên tiếp thế mà lại tránh được ba phát súng của âu dương tất tùng lại còn tiến gần hơn một chút. Giết, bên cạnh Âu Dương Tất Tùng cũng có hai tay súng đẳng cấp, nhìn thấy đối phương ép sát Âu Dương Tất Tùng, bèn lập tức chuyển hướng nòng súng, bắn nhanh lên người kia. Tạch tạch, đạn bay điên cuồng. Người đó bỗng nhiên xoay người vài cái, tránh sau một vách tường, hiển nhiên vẫn chưa bị trúng đạn. Người này chính là Diệp Vô Phong, trong bóng tối anh đã giết chết hai người phe địch, nhưng mục tiêu của anh chính là Âu Dương Tất Tùng. Tạch tạch, bên phía hồ quý, lại bắt đầu nã đạn lên phe Âu Dương Tất Tùng. Trong trận hỗn chiến, cũng không biết lại có ai ngã xuống rồi. Những người Âu Dương Tất Tùng, khốn khổ chạy trốn tìm đường sống, khi quay trở về địa điểm tập hợp dự định, chỉ còn sót lại 6 người thôi, mà còn có hai người bị thương. Âu Dương Tất Tùng tức đỏ hai con mắt, nhưng cũng hết cách. Trận chiến này tổn thất nghiêm trọng. Bên phía Hồ Quý, nhìn thấy Âu Dương Tất Tùng thảm hại chạy trốn, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng vui sướng trong lòng, Dương Trấn Hoa nhận ra năng lực chiến đấu của những người bên đường chạm, đặc biệt sau khi thấy hành động anh dũng của Diệp Vô Phong, anh ta càng lúc càng sùng bái Diệp Vô Phong. Bởi vì toàn bộ hành động chống lại Âu Dương Tất Thùng, đều là do Diệp Vô Phong lên kế hoạch. Dương Trấn Hoa, mấy người phụ trách dọn dẹp chiến trường. Đường chạm sẽ giúp đỡ mọi người. Diệp Vô Phong dùng thiết bị liên lạc nói. Vâng, Dương Trấn Hoa nhận lệnh, trong lòng kích động, đời này có thể đi theo anh Diệp quả là phúc lộc tu được từ kiếp trước. Đợi đến khi Dương Chấn Hoa thật sự nhìn thấy cách dọn dẹp chiến trường của những người đường chảm, anh ta mới hiểu rõ, đám người đường chảm này quả thật là ác quỷ. Những cái xác kia bị bọn họ làm tan rã hoàn toàn một cách rất đơn giản. Đến vết tích còn không để lại, Dương Chấn Hoa chưa từng thấy cách xử lý nào như thế này. Đến cả vết máu gì gì đó, cũng bị người của đường chảm dùng nước thuốc lau đi sạch sẽ, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm đặc thù, đường trảm khoe khoang nói, nhìn thấy chưa? Cho dù là chó nghiệp vụ cũng không cách nào tìm được dấu vết. Buổi trưa ngày hôm sau, Hồ Quý Bí mật gặp Diệp Vô Phong, ra lệnh đưa theo hai cái túi vải buồm to, bên trong là tiền mặt 5 triệu đô la Mỹ, cũng không biết anh ta lấy được từ đâu. Diệp Vô Phong vốn tưởng rằng, sau trận ẩu đả này, Hồ Quý sẽ hiểu được năng lực của bản thân có hạn, nhất định sẽ hợp tác với Diệp Vô Phong, cùng nhau chống lại Âu Dương Lôi. Ai biết được Hồ Quý chẳng nói một chữ về chuyện này, chỉ nói phải ngấm ngầm chịu đựng vài ngày rồi mới nói. Diệp Vô Phong đương nhiên sẽ không gấp gáp đi giúp đỡ Hồ Quý báo thù, nếu không sẽ chỉ khiến Hồ Quý nghi ngờ, hơn nữa, vốn dĩ Diệp Vô Phong có năng lực đối phó Âu Dương Tất Tùng, cũng không có ý kiên trì. Tối qua không giết chết Âu Dương Tất Tùng, đã vô cùng tiếc nuối rồi. Lúc đó hai tên bên cạnh Âu Dương Tất Tùng phối hợp rất tốt, đạn liên cuồng bay, ép Diệp Vô Phong chỉ đành rút lui đến lúc này Diệp vô phong nhớ lại vẫn cảm thấy trình độ bắn súng của hai tên đó tương đối cao siêu. Nhưng, khi Diệp vô phong tức giận đã trực tiếp giết chết hai tay súng đó, cho dù muốn thu người ta về dưới trướng mình cũng không kịp nữa rồi, hối hận cũng vô dụng. Sau khi Hồ Quý quay trở về nơi ở vừa mới tìm được, nói với Giáp Ba và Brown bên cạnh, chúng ta bắt buộc phải tự tay giết chết Âu Dương Tất Tùng. Anh Brown, Giáp Ba, muộn nhất là ba ngày, viện trợ của chúng ta sẽ đến âu dương tất tùng nhất định phải chết trên tay tôi tôi phải khiến tên đó muốn sống không được muốn chết không xong Grau gật đầu ừ mặc dù âu dương tất tùng là một cao thủ nhưng trận chiến tối qua cũng tổn thất một nửa đội ngũ vậy nên cái loại binh tàn tướng bại đó căn bản không thể chống đỡ được tiến công của chúng ta sĩ quan hồ quý tôi cảm thấy âu dương tất tùng giờ đã là chó cùng rứt dậu giáp ba nói đúng sĩ quan hồ quý tôi cảm thấy Âu Dương Tất Tùng nhất định đã là rùa rụt cổ rồi, nhất định không dám thỏ đầu ra nữa đâu. Chỉ bằng chúng ta tìm đến cửa giết phứt đi. Hồ Quý cao mày, giáp ba, đầu anh dính hổ à. Cho dù Âu Dương Tất Tùng tổn thất mười mấy người, nhưng bên cạnh Âu Dương Tất Tùng vẫn còn là vài chiến sĩ, những người đó đều là cao thủ đỉnh cao. Luận riêng đánh võ, giáp ba anh cũng khó thể đánh thắng một người. Anh thừa nhân không? Giáp ba tạm thời ngại ngùng trời, sĩ quan hồ quý, sống chết trên chiến tường, không thể đo lường bằng công phu cao thấp. Hồ Quý đu đưa khẩu súng lục của mình, phải, anh nói không sai. Anh ta đặt súng lên trên bàn, nhưng mà, dưới tình huống bị phục kích như tối qua, Âu Dương Tất Tùng vẫn có thể sống trở ra, anh không cảm thấy đó đã là kỳ tích rồi sao? Anh không cảm thấy, người như thế, đã giỏi hơn anh rất nhiều rồi hay sao? Anh nghĩ mà xem, lúc đó chúng ta đã chiếm sạch địa lợi nhân hòa, nhưng mà Âu Dương Tất Tùng vẫn dẫn người xông ra được. Chúng ta căn bản không thể giữ bọn họ lại." Brow gật đầu thật mạnh, "Đúng, tôi cảm thấy Sĩ quan Hồ Quý nói rất phải, cái người Âu Dương Tất Tùng này, cho dù đã chịu thất bại lớn như vậy, chúng ta vẫn không thể xem thường được." Hồ Quý cũng gật đầu, "Đúng thế, tối qua Âu Dương Tất Tùng mất lợi thế tối qua, sai lầm lớn nhất của anh ta chính là xem nhẹ Diệp Vô Phong. Tất nhiên, anh ta cũng sẽ không ngờ được chúng ta sẽ hợp tác với Diệp Vô Phong. Biết ta không biết người, thất bại là cái chắc." Chương 417, kích thích một chút. Trung tá Hồ, tối qua hỏa lực kẻ địch quá mạnh. Hơn nữa, tay bắn tỉa bên phe địch vô cùng cao siêu. Đặc biệt là tên Diệp Vô Phong kia, thế mà lại có thể ép chúng ta lui lại, còn tổn thất nhiều anh em vậy, thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Lâm Đức đi đến phòng của Âu Dương Tất Tùng, phân tích tình hình cuộc chiến tối qua. Âu Dương Tất Tùng phẫn nộ, nhớ đến trận chiến tối qua, anh ta vẫn tức giận đến nỗi cơ mặt vặn vẹo, đúng thế. Lâm Đức tối qua đều tại tôi cả, chúng ta mất đi mười mấy anh em. Âu Dương Tất Tùng tôi đáng chết. Không không không, trung tá Âu Dương, toàn bộ kế hoạch chiến đấu là mọi người cùng nhau thỏa thuật. Cho dù khi cậu hạ lệnh rút lui, không phải lúc đó tôi cũng không phục hay sao? Chúng tôi quá kiêu ngạo, cứ luôn cảm thấy bên Trung Quốc này không thể có đối thủ đáng để chúng tôi để tâm. Kết quả, Diệp Vô Phong đã cho chúng tôi một bài học, nhưng mà học phí của tiết học này, quả thật là hơi đắt lâm đức cảm thán không thôi gã ta và âu dương tất tùng là bạn chiến đấu nhiều năm âu dương tất tùng là một nhà quân sự tài năng bằng chứng chính là số lần chiến đấu vô cùng nhiều của anh ta lâm đức đúng là không thể không chịu phục đến cả trong tình huống tối ngày hôm qua lâm đức cũng không bình tĩnh bằng âu dương tất tùng bởi vậy người chỉ huy của toàn đội chỉ có thể là âu dương tất tùng mà không phải là lâm đức điểm này lâm đức tự thừa nhận âu dương tất tùng nước mắt rưng rưng lâm đức là tôi chỉ huy sơ suất. Tôi thật sự không thể tha thứ cho bản thân, bao nhiêu chiến hữu của chúng ta, thế mà lại bỏ mạng tại đây. Tôi không cam lòng. Lâm Đức nắm lấy tay Âu Dương Tất Tùng, Trung tá Âu Dương. Cậu tuyệt đối không thể như vậy, một lần thất bại đã có thể khiến cậu mất đi lòng tin sao. Đây không phải Trung tá Âu Dương mà tôi quen, cho dù ra sao, chúng ta nhất định phải sốc lại tinh thần, báo thù cho những anh em đã chết của chúng ta. Lính đánh thuê, đôi mắt âu dương tất tùng lóe sáng lâm đức dựa vào quan hệ của cậu có thể tìm về lính đánh thuê tài giỏi nào không bây giờ tôi có thể chi một số tiền lớn chỉ cần mời được lính đánh thuê giỏi nhất là được lâm đức gật đầu thật mạnh để tôi thử xem trung tá âu dương cho dù ra sao thù này phải báo bạch hai người đập tay âu dương tất tùng nghiêm túc gật đầu đó là đương nhiên cậu liên lạc ngay cho tôi tôi phải tìm được lính đánh thuê nổi tiếng nhất tàn nhẫn nhất cho dù như thế nào, đều phải tiêu diệt Diệp Vô Phong. Đúng rồi, còn có tên Hồ Quý kia nữa, bắt buộc phải khiến họ chết không có chỗ chôn. Được, trung tá Âu Dương, cậu có thể chi bao nhiêu tiền? Lâm Đức cũng có thêm tinh thần, dựa vào số người còn sót lại của bọn họ, quả thực không thể đánh lại Diệp Vô Phong và Hồ Quý, đặc biệt là sau khi nhận ra thực lực chiến đấu và hỏa lực bên Diệp Vô Phong, Lâm Đức không còn dám kiêu ngạo nữa. Âu Dương Tất Tùng nói, tôi thương lượng với bố già một lát chỉ cần tôi và dòng họ nhà tôi có thể chi được, bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm. Tôi nhất định phải khiến bố già thừa lệnh củng cố địa vị của mình. Chỉ có như thế, mới có thể có tài nguyên dồi dào. Lâm Đức cười ngang ngược, đúng. Trung tá Âu Dương, cho dù dưới bất kỳ tình huống nào cậu đều có thể gượng dậy, đây là điểm mà tôi khâm phục ở cậu nhất. Âu Dương tất tùng lạnh mặt nói, Lâm Đức, tôi không cần an ủi. Tướng lĩnh bại trận, vì lẽ gì mà phải lựa lời khen ngợi, Lâm Đức vỗ vỗ bờ vai anh ta, nói Trung tá Âu Dương, cậu là đội trưởng của tôi. Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu, nếu như mời lính đánh thuê, chúng tôi cũng bằng lòng chi tiền. Sau khi trận chiến kết thúc, cả người tiểu yêu ỉu xìu, không dậy nổi tinh thần. Diệp vô phong gọi tiểu yêu đang ủ rũ đến phòng mình, vỗ vỗ vai cậu ta, nói tiểu yêu, tối qua cậu bắn chết ít nhất năm đội viên hải quân lục chiến nước em mờ nhỉ. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu yêu buồn bực nhếch miệng, đội trưởng của chúng tôi nói rồi, người ta muốn trừ 5 triệu đô la Mỹ của tôi đấy. Tư lệnh, anh đừng thêm tội cho tôi chịu nữa. Diệp vô phong cười ha ha, tiểu yêu chiến công hiển hách như thế này, sao lại bị phạt tiền được chứ? Tôi thấy não cái tên đường chảm kia hỏng mất rồi. Đường chảm đẩy cửa đi vào, ôi chao, đang nói xấu sau lưng tôi à. Diệp vô phong liếc anh ta một cái, là tôi đấy. Có ý kiến gì không, đường chảm lập tức tươi cười, úi, ông lớn, cậu nói đúng. Đường chảm tôi là một tên đần độn, khuyết điểm cả một đống, đến cả tôi còn không đếm nổi, vừa hay cậu đếm giúp tôi, ha ha. Tất nhiên tiểu yêu biết, đội trưởng nhà mình sợ nhất là tư lệnh Diệp, hơn nữa, tình cảm riêng tư của đường chảm và Diệp vô phong chắc chắn chính là kiểu bạn bè sống chết có nhau, kiểu bạn bè có thể chết vì đối phương. Bởi vậy, nhìn thấy đường chảm nhún nhường trước Diệp vô phong, tiểu yêu cũng không tức giận, chỉ cười thầm trong lòng nhưng lại không dám lộ ra ngoài mặt diệp vô phong thấy đường chảm như thế cũng bất giác cười lên cái tên này chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ bây giờ tôi nói với cậu tiểu yêu không nên bị phạt cậu hiểu không đường chảm gật đầu thật mạnh nếu ông lớn đã nói như vậy rồi tất nhiên tôi phải nghe theo rồi tiểu yêu cái con nghĩa đừng có bày cái mặt cậu ra với tôi nữa đi 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 nhanh chóng đi làm cơm cho chúng tôi đi Ok, tuy rằng tiểu yêu bị phạt, tâm trạng không vui vẻ lắm, nhưng mệnh lệnh của đường chảm, cậu ta vẫn nghe theo mọi lúc, bởi vì đó đã là thói quen của cậu ta rồi. Nghe thấy đường chảm không có ý phạt mình, tiểu yêu đương nhiên vui vẻ. Câu nói này chính là 5 triệu đô la Mỹ đấy. Tiểu yêu chạy đi bận việc, đường chảm bèn nháy nháy mắt với Diệp vô phong một cách thần bí, tôi chỉ đùa với tiểu yêu thôi, kỹ năng bắn súng của cậu ta tốt lắm, kích thích một chút sẽ phát huy tốt hơn. Khủ khủ nếu đã là thế rồi thì nói sớm có phải hơn không cậu còn để tiểu yêu ủ rũ lâu như thế làm gì diệp vô phong cũng hết cách đôi mắt đường chảm mở to không phải là vừa hay cho cậu một cơ hội sao cậu thôi được rồi coi là tôi mắc lừa cậu được chưa diệp vô phong cũng biết đây là một cách đường chảm khiến tiểu yêu cảm kích diệp vô phong hơn nhưng thế mà diệp vô phong lại bị lừa rõ ràng là trước đây đường chảm đã dùng cách này rồi đường chảm cười ha ha nắm tay diệp vô phong tôi biết là cậu yêu họ thương họ mà đúng rồi tên âu dương tất tùng kia vẫn chưa chết vẫn không thể lơ là cảnh giác đánh không chết rắn rắn nhất định sẽ cắn trả diệp vô phong gật đầu công phu âu dương tất tùng tương đối ổn chẳng qua tối qua hắn ta xem thường chúng ta quá đây chính là điểm khiến hắn ta suýt chết bằng không nếu như âu dương tất tùng đối chiến với chúng ta quả thật có năng lực đánh một trận Đường chảm nói, điều này cũng đúng, tôi nhìn ra được, thằng cha đó không kém cạnh gì so với chúng ta. Cơ mà, chỉ cần ông lớn ra tay, tôi sẽ phục vụ như thường. Diệp vô phong chừng anh ta một cái, mù quáng kiêu căng là muốn ăn gậy đây mà. Bản thân Âu Dương Tất Tùng rất có thực lực, đồng thời, bên cạnh hắn ta quả thật cũng có vài cao thủ hàng thật giá thật. Đặc biệt là tố chất quân sự, dù sao cũng là đội hải quân lục chiến nổi danh, đúng là giỏi hơn một chút so với chúng ta. Nương chảm nghiêm túc nghe giảng, đúng, ông lớn, hôm nay chúng tôi vẫn phải tăng cường huấn luyện tố chất quân sự. Sau khi Âu Dương Lôi biết được tối qua con trai mình gặp phải trận tập kích khổng lồ cũng vô cùng kinh ngạc sao cơ. Tất Tùng, con nói, Diệp Vô Phong lại có hỏa lực mạnh như vậy. Âu Dương Tất Tùng gật đầu, bố già, là con sợ ý quá. Vốn tưởng rằng, dựa vào hỏa lực của chúng ta, căn bản không có đối thủ trong nước, ai ngờ được, trận chiến tối hôm qua, con suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đó. Xem ra, con vẫn phải tăng thêm số người mới có phần nắm chắc đối đầu với Diệp Vô Phong. chương 418, không dám nhìn thẳng. Tăng thêm số người, vẫn là tăng thêm cho bộ đội của con. Âu Dương lôi bất ngờ, nhưng vẫn ra vẻ bình thản nâng chén trà, xong bàn tay cầm chén trà lại run nhẹ nhẹ. Ông ta quả thật khó thể tin nổi, sao Diệp Vô Phong lại có hỏa lực mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, Âu Dương Lôi cũng vô cùng vui mừng, may thay trước đây ông ta không trực tiếp chiến đấu với Diệp Vô Phong, bằng không, hiện giờ ông ta đã phơi thay đầu đường từ lâu rồi. Tình trạng vết thương của Tần Trí Dũng chuyển biến tốt lên, Bạch Tinh Đồng bèn vội vã triển khai thẩm vấn Tần Trí Dũng trong phòng bệnh. Họ tên, Tần Chí Dũng, giới tính, nam, tuổi. Sau khi trải qua một loạt câu hỏi hình thức hóa, người hai tay hai chân bị còng sắt cột trên giường bệnh là Tần Trí Dũng, tuy rằng anh ta luôn nhìn xuống dưới, Song vẫn thể hiện rõ anh ta không phục Bạch Tinh Đồng. Đôi chân của anh ta, bởi vì bị tai nạn xe, xương cốt đều bị dập nát. Sau khi trải qua trị liệu như hiện tại, cũng chỉ là bọc thạch cao cho anh ta, muốn hồi phục nhất định phải tốn thời gian dài hơn. Tần Chí Dũng vô cùng hối hận, lúc đó tình hình vết thương của anh ta chưa ổn thỏa đã vội vàng lộ diện, cuối cùng nhận được kết cục như thế này, cũng là tự làm tự chịu. Tần Chí Dũng thành thật khai báo, Hồ Tam trước đây có phải anh giết chết không? Bạch tinh đồng hít sâu một hơi, chân áp cơn giận trong lòng, bắt đầu hỏi. Tần trí dũng ngẩng đầu lên, điềm nhiên nhìn vài cảnh sát trước mặt, cười nhạt nhẽo, nếu như các người không có chứng cứ, tại sao tôi lại phải thừa nhận? Anh, bạch tinh đồng dậm chân đứng dậy, tức giận chừng mắt nhìn anh ta, anh đừng có sỏ lá. Tần trí dũng chừng bạch tinh đồng, tôi không chơi sỏ lá. Tôi thật sự không biết các người đang nói cái gì. He he, Bạch Tinh Đống bỗng nhiên nhớ ra, đối phó với người như Tần Trí Dũng, vẫn là cách làm của Diệp vô phong trực tiếp hơn, tàn nhẫn hơn, cũng có hiệu quả hơn, cái chân gãy của Tần Trí Dũng, nếu như bẻ thêm vài lần nữa. Nhưng mà, thân là cảnh sát, Bạch Tinh Đồng cũng không thể dùng cách này trong khi thẩm vấn. Cô ta lập tức cảm thấy, quy định không được hỏi cung bằng cách tra tấn, hóa ra lại không hợp thời như thế này. Tần Trí Dũng, thành thật lên, một cảnh sát trẻ lớn tiếng nói, anh nghĩ mà xem, khi anh chống lại lệnh bắt đã bị thương, nếu như không phải cảnh sát chúng tôi yêu cầu bệnh viện đặc biệt điều trị, vết thương hai chân của anh sẽ trở thành vết thương chí mạng. Không phải anh nên cảm ơn cảnh sát chúng tôi sao? Tần Chí Dũng mở nụ cười khinh miệt, nhìn cảnh sát trẻ đó, thầm quát, não mày bị khuyết tật à? Mày nghĩ xem, nếu như không phải cảnh sát chúng mày bắt tao, tao có phải bán mạng lái xe như thế không? Tao cũng sẽ không bị thương nặng như thế này. Được thôi, Chúng mày chỉ thương cho tao là đã thấy tao mang ơn chúng mày rồi. Tao phỉ nhổ, có bản lĩnh thì đừng chữa cho tao, 20 năm sau ông đây vẫn là một người đàn ông dũng cảm. Ầm, uhm, Bạch Tinh đồng đập tay xuống bàn trong cơn phẫn nộ tần trí dũng. Giờ tôi cũng không ngại nói với anh, cảnh sát chúng tôi đã tìm được bằng chứng xác thực, xác thực cái chết của Hồ Tam và Lâm Hoài công đều là do anh gây ra. Bởi vì, anh còn nhớ tiểu lương anh bắt vào xe chứ? người đó cũng chết vì ngũ độc tồi tâm trưởng của anh sau khi pháp y giám định chứng thực nguyên nhân cái chết của tiểu lương giống y hệt hồ tam và lâm hoài công bạch tinh đồng áp sát tần trí dũng anh còn gì để nói nữa không tần trí dũng cười lạnh lùng cảnh sát bạch cô yên tâm tôi sẽ không nói gì cả anh bạch tinh đồng hận không thể lập tức đá một cước rồi lại đá gãy đôi chân quấn băng của tần trí dũng tần trí dũng lười nhác nói tôi nói rồi là tử hình, nói hay không thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, tại sao tôi lại phải nói ra nhỉ? Lãng phí nước bọt có gì hay không? Thế là, cho dù Bạch Tinh Đồng sử dụng mọi phương pháp thẩm vấn, thậm chí còn lấy ra vụ án giữa Tần Trí Dũng và Âu Dương Lôi ngày trước, nhưng từ đầu đến cuối Tần Trí Dũng đều không hé răng nửa lời, Bạch Tinh Đồng vẫn thật sự hết cách với anh ta. Bên ngoài cục công an thành phố, có một thanh niên trông vô cùng thông minh lanh lợi loanh quanh ngoài cửa rất lâu, cuối cùng người đó tỏ vẻ cẩn thận, bắt chuyện với gác cổng cho tôi hỏi cảnh sát bạch bạch tinh đồng có ở đây không tôi có việc phải tìm cô ấy gác cổng tiện mồm nói cậu có quen cảnh sát bạch đăng ký ở chỗ tôi trước sau đó gọi điện cho cô ấy để cô ấy đi ra đón cậu vào không nghi ngờ gì cách làm của gác cổng này vô cùng có trách nhiệm nhưng mà thanh niên cười mỉa ối tôi vẫn là chờ cô ấy ra thôi sau đó thanh niên này nhanh chóng rời đi gác cổng có chút bực mình nếu như đã đến tìm cảnh sát bạch, tại sao lại không đi vào? Người này khả nghi. Thế là, gác cổng nhìn thấy thanh niên này chạy đến đường đối diện, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cửa chính của cục công an. Bạch tinh đồng thẩm vấn tần trí dũng vô hiệu, khi cô ta đi xe quay trở về cục công an, gác cổng bèn nói chuyện này với cô ta, cảnh sát bạch, có một thanh niên kỳ lạ, nói là đến tìm cô. Cậu ta, cậu ta vẫn đang ở đường đối diện kia. Ồ, Bạch Tinh Đồng nhìn thấy được thanh niên trông về phía này nhờ gương chiếu hậu của xe ô tô, cô ta bèn lái xe vào trong cục công an, không lâu sau, cô ta lại thay một bộ quần áo ngày thường, đi về hướng đường đối diện. Dựa vào kinh nghiệm của Bạch Tinh Đồng, tất nhiên phải xem xem cái nhân vật đáng nghi mà gác cổng nói kia là ai. Thanh niên khả nghi kia, khi nhìn thấy Bạch Tinh Đồng mặc thường phục đi đến, không kìm được phải ngây người, trời ơi. Cảnh sát Bạch lại xinh đẹp đến mức độ này, khuôn mặt tinh xảo kia làn da trắng mềm, cơ thể quyến rũ không ngờ, khí chất oai hùng hiên ngang, thực sự rất khiến người ta rung động. Những người bên đường, chỉ cần là đàn ông đều bất giác dừng lại ánh mắt trên người Bạch Tinh Đồng. Đùng, một thanh niên nhìn Bạch Tinh Đồng không chấp mắt, đâm đầu vào cột điện bên đường, khiến mọi người xung quanh được một trận cười nắc nẻ. Lão già, quay mắt về đây, nhìn tôi nhiều lên cái, đừng lúc nào cũng nhìn người đẹp trẻ chung, ông không với tới đâu. Một bà lão giơ tay lắc lắc trước mắt chồng mình vô cùng ghen tức nói. "A, à, ông già tiếc núi lắc lắc đầu, bà vợ cao tuổi ơi, bà nhìn người ta mà xem, đó chính là kiệt tác của thượng đế. Nhìn lại bà xem, tôi đang nghi ngờ, khi thượng đế tạo ra bà, liệu ngài có đang ngủ gật hay không? Sao lại trông khó nhìn như này chứ? Tôi khó hiểu quá đấy. Ông già đáng chết, không muốn sống nữa à?" Bà lão sông lên, cào cấu liên tục ông già kia. Xem ra, vẻ đẹp của Bạch Tinh Đồng, già trẻ đều thích. Thanh niên đáng nghi kia cảm thấy Bạch Tinh Đồng quá mức thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa, nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đi về phía mình, thanh niên lại quay người rời đi. Bạch Tinh Đồng cũng rất có kinh nghiệm, lặng lẽ đi sau thanh niên, hai người một trước một sau, đi vào một quán cà phê. Thanh niên khả nghi trực tiếp ngồi trong góc quán cà phê, còn đặc biệt quay lưng về phía đại sảnh, rõ ràng là không muốn bị người khác nhìn thấy. Khi Bạch Tinh Đồng xuất hiện sau lưng thanh niên, cơ thể của thanh niên chấn động một hồi. Nhịp tim gia tăng cô ấy đến rồi. Sau khi Bạch Tinh Đồng xịt nước hoa, cô ta ngồi đối diện thanh niên, "Tôi là Bạch Tinh Đồng, cậu tìm tôi có việc sao?" Thanh niên ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp tuyệt mỹ của Bạch Tinh Đồng, lại hoảng loạn nhìn xuống, người đẹp như này không dám nhìn thẳng. Chương 419, không thể từ chối. Bạch Tinh Đồng sớm đã quen với chuyện mọi người sợ mình nên cũng chẳng có cảm giác gì với chuyện thế này mà tiếp tục hỏi, "Nói mau, cuối cùng là có chuyện gì?" Cảnh sát bạch, là vậy, tôi phải báo cáo với cô về tình tiết vụ án. Ánh mắt người trẻ tuổi ấy nhìn sang chỗ khác. Tình tiết vụ án, được, liên quan đến vụ án nào? Bạch tinh đồng ngồi ngay ngắn, cẩn thận quan sát người trẻ tuổi đối diện. Cảnh sát bạch, tôi là người quét dọn trong nhà Âu Dương Lôi. Tôi tên là Vương Trí Tân, tôi phải báo với cô rằng Âu Dương Lôi từng qua lại với chùm bán thuốc phiện ở khu vực Tam Giác Vàng là anh em họ Hồ. Ồ, qua lại như thế nào? anh có chứng cứ gì không? Bạch tinh đồng lặng lẽ mở bút ghi âm, sau đó nở nụ cười hấp dẫn chết người nhìn Vương Trí Tân đối diện. Vương Trí Tân nói, cảnh sát Bạch, sao tôi có chứng cứ gì được chứ? Tôi chỉ vô tình nghe được một đoạn nội ý chuyện của Âu Dương lôi với Âu Dương Tất Tùng mà thôi. À, còn có Khương Tam Lãng nữa, bọn họ bàn chuyện thời gian, vừa khéo tôi lại nghe được sơ lược là trùm buôn thuốc phiện hồ trọng chết rồi nên anh em của ông ta là hồ quý đặc biệt tập hợp lực lượng đến thành phố Phụng Thiên trả thù cho hồ trọng. Vương Trí Tân kể lại một cách kỹ càng, Bạch Tinh Đồng vừa nghe vừa gật đầu, ồ. Nếu như vậy thì bây giờ Âu Dương lôi với hồ quý đã trở thành kẻ thù. Vương Trí Tân gật đầu, có thể là vậy. Bạch Tinh Đồng hỏi, Âu Dương Tất Tùng là ai? Vương Trí Tân trả lời, Âu Dương Tất Tùng chính là con trai của Âu Dương Lôi anh ta kéo theo một nhóm người toàn dân lão luyệt, giữ dằn Nghe nói tối qua bọn họ chơi tới bến với hồ quý, cuối cùng hao binh tổn tướng, chết hết mười mấy người. Cái gì, Bạch Tinh Đồng kinh hãi đứng bật dậy, chết mười mấy người. Ở đâu, đây là một vụ án lớn luôn rồi, nhưng tại sao cô không thấy người dân nào báo lên hết? Vương Trí Tân vừa lắc đầu vừa nói, cảnh sát Bạch, tôi chỉ biết mỗi chuyện này thôi, bọn họ cũng không thể nói tôi nghe địa điểm cụ thể được. Còn nữa, tôi tới đây báo lại với cô cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro lớn ai chẳng biết âu dương lôi tàn nhẫn với những kẻ phản bội thế nào chứ đúng rồi tôi cũng nên trở về thôi nếu không âu dương lôi và những người khác sẽ nghi ngờ bạch tinh đồng gật đầu ừ tôi biết rồi vương trí tân sau này cô làm gián điệp tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì tìm cách báo cho tôi biết được không cô cứ yên tâm ngoài ra tôi sẽ trả một phần tiền lương cho cô vương trí tâm mỉm cười được cảm ơn cảnh sát bạch tôi sẽ làm tốt việc cung cấp thông tin cho cô thật ra cô ta cũng chẳng cách nào từ chối khi đối diện với lời yêu cầu nhẹ nhàng của người đẹp bạch tinh đồng đương nhiên còn có thêm một phần thu nhập đối với một nhân vật thấp bé như vương trí tân thì cũng coi như chuyện tốt nhưng bạch tinh đồng lại không biết sau khi trở về nhà âu dương vương trí tân chạy ngay vào phòng âu dương lôi ông chủ lôi tôi đã báo cáo với bạch tinh đồng theo lời dặn của ngài ừ vương trí tân cô làm tốt lắm. Âu Dương lôi tiện tay đưa cho Vương Trí Tân 500 tệ, cô ta có kêu cô làm gián điệp cho mình không? Vương Trí Tân giơ ngón cái với Âu Dương lôi, ông chủ lôi, ngài quả là thần tiên. Người phụ nữ này thật ngu ngốc, cô ta còn yêu cầu tôi làm gián điệp báo cáo thông tin cho mình. Đã vậy còn đưa cho tôi 100 tệ nữa chứ? Ha ha! Thấy Vương Trí Tân nhận lấy 500 tệ rồi lấy ra 100 tệ, Âu Dương lôi khoát tay áo một cái, cô cứ giữ đi vương trí tân cười hì hì nói ông chủ lôi ngài cứ yên tâm tôi sẽ không làm gián điệp cho cô ả đó đâu cái gì trông cô thông minh thế hóa ra cũng chỉ là đồ đần thôi sao âu dương lôi trừng mắt hả ông chủ lôi chuyện này sao ngài lại nói như vậy nếu tôi làm gián điệp cho cô ta thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ngài vương trí tân tôi đây nhất định sẽ luôn trung thành với nhà họ lôi vương trí tân quỳ xuống đất rồi bắt đầu thể thốt được rồi, được rồi, tôi nói cho cô biết, cô không những phải làm gián điệp mà còn phải làm cho thật tốt. Âu Dương lôi dì dầm một hồi vào tai Vương Trí Tân. Vâng, 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 ông chủ lôi, tôi biết rồi. Ngài cứ yên tâm, tôi chắc chắn trước khi báo tin cho cô ta sẽ để ngài xem qua hết. Vương Trí Tân tiếp tục biểu đạt lòng trung thành của mình. Hồ Quý đến Phụng Thiên báo thù cho Hồ Trọng. Lúc hình liên cương nghe được tin này, cũng đứng bật dậy như bạch tinh đồng. Hai mắt lóe sáng, sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn, kẻ đến thì không tốt, mà kẻ tốt lại chẳng thấy đâu. Bạch tinh đồng gật đầu, đúng vậy, hồ quý đến phụng thiên nhất định sẽ hô mưa gọi báo. Đội trưởng hình, cảnh sát chúng ta nhất định phải tăng cường lực lượng, nghĩ cách nắm giữ rõ ràng từng đường đi nước bước của hồ quý. Nhất định phải tiêu diệt từ trong trứng nước trước khi hồ quý làm ra chuyện gì nghiêm trọng. Được, tôi sẽ báo cáo lên cho cục trưởng lạc. Dù gì đây cũng không phải là chuyện nhỏ nên chúng ta nhất định phải nắm rõ mọi thứ từ phía cục trưởng Lạc. Hình Liên Cương đứng dậy một cách cẩn thận, còn nữa, khi cảnh sát chúng ta bắt đầu truy nã cũng phải hành động thật bí mật để tránh đánh rắn động cỏ khiến Hồ Quý chạy thoát. Bạch Tinh Đồng gật đầu, "Đội trưởng Hình, bây giờ tôi phải ra ngoài tìm kiếm thông tin về Hồ Quý." "Cô định đi đâu tìm, nhất định phải chú ý an toàn." Hình Liên Cương hơi bất an, Hồ Quý vốn là phần tử khủng bố tay nhuốm máu tanh. Bạch Tinh Đồng gật đầu, hình đội trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý an toàn của mình. Bạch Tinh Đồng đã là khách quen của chi nhánh Hoa Cường, vậy nên khi cô lái xe đi vào cũng không bị ai ngăn lại hay vặn hỏi. Nếu là người ngoài muốn đi vào công ty Hoa Cường thì nhất định phải bị soát người lẫn vặn hỏi. Trải qua trận chiến tối hôm qua, tính cảnh giác của nhân viên Hoa Cường tăng lên tới mức cao nhất. Nhất là đội bảo vệ do Dĩ Hàn Kỳ đứng đầu thì càng xác định rõ ràng nhiệm vụ của mình cho dù là bất cứ ai, khi đi vào công ty Hoa Cường thì nhất định cũng phải chấp hành công tác bảo vệ, nhất định không để cho công ty chịu tổn thất gì, càng không thể để phần tử khủng bố bước vào cao ốc công ty. Cốc cốc, bạch tinh đồng gõ lên của phòng Diệp Vô Phong. Mời vào, lúc giọng Diệp Vô Phong vừa vang lên, bạch tinh đồng đã thấy vô cùng thân thuộc. Dù sao, với mối quan hệ của hai người, bạch tinh đồng đã nghiễm nhiên xem Diệp Vô Phong là người thân của mình, là người đàn ông của mình cô ta đẩy cửa bước vào thì phát hiện dương trấn hoa cũng đang ở trong mà lúc dương trấn hoa thấy cô ta bước vào đã đứng lên ngay tư lệnh diệp hai người cứ trò chuyện đi tôi đi trước bạch tinh đồng nhìn chằm chằm dương trấn hoa khi dương trấn hoa đi ngang qua mình sau đó cô ta nhìn dương trấn hoa đi ra cửa phòng đến khi khép cửa lại bạch tinh đồng nói người này là võ sư đến tìm anh làm gì diệp vô phong cười hì hì trả lời chuyện giữa hai người đàn ông bạch tinh đồng đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy eo diệp vô phong cô ta trừng mắt nói với giọng hung tợn anh dám nói dối tôi sao a à, diệp vô phong bỗng bị tập kích thật ra đã khẽ tránh thoát nhưng anh lo bạch tinh đồng sẽ ngã sắp xuống khi dùng hết sức lao về phía mình thế nên anh chỉ có thể để cho cô ta ôm cô đừng làm như vậy đây là văn phòng thư âm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào bạch tinh đồng cố tình làm như hai người đang nhảy múa cô ta nhẹ nhàng lắc lư khẽ khàng ma sát với cơ thể Diệp Vô Phong, cô ta xuất hiện thì sao chứ? Lúc đó tôi sẽ nói anh bất lịch sự. Bà cô của tôi ơi, cô ngồi yên chút có được không? Mặc dù Diệp Vô Phong rất muốn loại bỏ mối quan hệ thân thiết giữa mình và Bạch Tinh Đồng. Nhưng dù sao Bạch Tinh Đồng cũng là phụ nữ nên Diệp Vô Phong vẫn còn chút mềm lòng, khó mà nói lời từ chối. chương 420, tràn đầy năng lượng. Bạch Tinh Đồng ưỡn hồng về phía trước, trên mặt bóng xuất hiện nét khiêu gợi, ừ hử, ừ, anh có phản ứng. Hai tay Diệp Vô Phong nắm chặt lấy bờ vai mịn màng của cô ta rồi đẩy ra, "Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Nếu cô còn làm vậy thì tôi sẽ không gặp cô nữa." Bạch Tinh Đồng bị người kia đẩy ra nên trong lòng dầu dĩ vô cùng. Cô ta im lặng cúi đầu chừng nửa phút, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Diệp Vô Phong. Hai người cách nhau một cái bàn, giọng điệu cô ta có chút chua chát, "Được thôi." nói việc chính nào diệp vô phong gật đầu bản thân anh cũng xấu hổ không thôi thật ra anh có phản ứng đối diện với một bạch tinh đồng đầy quyến rũ thân là đàn ông nếu nói không khao khát thì là giả bạch tinh đồng nói hồ quý tới phụng thiên ừ diệp vô phong gật đầu ừ anh không cảm thấy mình nên báo cho tôi biết từ sớm sao bạch tinh đồng hung dữ nhìn chằm chằm diệp vô phong như thể anh ta đang phạm tội chuyện này diệp vô phong lắc đầu cười khổ thứ nhất Mấy gã anh em của Hồ Quý Tiền nhiều như nước, có thể thuê được lắm tay tốt. Nếu cảnh sát các cô muốn bắt anh ta thì chắc chắn phải chịu cảnh hao binh tổn tướng. Đương nhiên là tôi lo lắng cho sự an toàn của cô hơn. Thứ hai, tôi đến Phụng Thiên nhằm lăn lộn trong bóng tối nên không thể có chuyện gì cũng chạy đi báo với cảnh sát. Thứ ba, chuyện Âu Dương Lôi có thêm nhiều kẻ thù như Hồ Quý với tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Hừ, anh có nhiều lý do thật đấy. Sau khi nghe xong, trong lòng Bạch Tinh Đồng vô cùng ấm áp, anh ấy lo cho sự an toàn của mình thật sao? Diệp Vô Phong cười ngượng ngùng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Tinh Đồng nói, vậy thì tốt, nói cho tôi nghe, Hồ Quý đang trốn ở đâu? Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi cũng không biết. Anh không biết, anh kết hợp với Hồ Quý làm cho Âu Dương Tất Tùng thất bại thảm hại. Vậy mà chẳng lẽ ngay cả chuyện Hồ Quý đang ở đâu anh cũng không biết? Bạch Tinh Đồng đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh diệp vô phong gật đầu tôi thật sự không biết nhưng mà tôi cũng sẽ không cố gắng đi điều tra rõ ràng anh anh không thể đi điều tra vì tôi sao bạch tinh đồng bắt đầu chơi xấu diệp vô phong nhún vai tinh đồng cô nghe tôi khuyên đã tình hình hiện nay của phụng thiên đang rất phức tạp tôi cảm thấy cảnh sát các cô tốt nhất không nên dây vào cái gì anh nói cái gì cơ trách nhiệm của cảnh sát chính là bảo vệ an toàn mạng sống tài sản của quần chúng nhân dân khỏi xâm phạm Hồ Quý tới Phụng Thiên, Âu Dương Lôi làm sằng làm bậy. Bây giờ thêm cả anh, các anh tới Phụng Thiên chơi, Tam Quốc đỉnh lập, đúng không? Tất cả các người không để cảnh sát chúng tôi vào mắt. Diệp Vô Phong lắc đầu cười khổ, tôi thật sự không có ý đó. Hai, ý của tôi là, đám người đó giết người trong nháy mắt, là phần tử vô cùng nguy hiểm nên cứ để bọn họ đánh nhau đi. Bạch Tinh đồng hừ một tiếng, sau đó bất lực đứng dậy, được thôi nếu anh đã không chịu nói thì tôi chỉ có thể tự đi thăm dò diệp vô phong cầm lòng không đầu mà vươn tay ra níu lấy tay áo cô ta cô không nên đi điều tra thì hơn bạch tinh đồng quay đầu lại nhìn xuống diệp vô phong đang níu lấy tay áo mình anh không cho tôi đi thăm dò nhưng tôi lại là cảnh sát và đây vốn là trách nhiệm của tôi hẹn gặp lại cô vung tay áo rồi đi thẳng để lại sau lưng một làn gió thơm Tư lệnh quân khu Phụng Thiên là Trung tướng La Hồ sau khi nghe tin thủy quân lục chiến của Mỹ đến Phụng Thiên thì vội mang theo vệ binh đến Cục Công an thành phố Phụng Thiên. Trong văn phòng Cục trưởng, Lạc Viễn Trinh vừa cười vừa nhìn vị tướng này, Trung tướng La, hoan nghênh anh đã đến miếu nhỏ của tôi. La Hồ bắt tay với người trước mặt rồi cười nói, nghe nói có mấy con ruồi bay tới Phụng Thiên nên tôi nhất định phải chạy tới giúp các anh đập chết tụi nó. Ha ha! Lạc Viễn Trinh nói, La Hồ, đây không phải là mấy con ruồi con mà là nguyên con cọp già. Hơn nữa, thành phố Phụng Thiên có số dân đông, nếu tuyên chiến ngay tại đây thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. La Hồ chỉ vào người chiến sĩ trẻ có vóc dáng cao gầy mà khỏe khoắn, bình tĩnh nói, đây là thân đại tráng, đại đội trưởng khu đặc chiến của quân khu tôi. Cục trưởng Lạc, nay tôi giao cậu ta cho cậu, để cậu ta nghe lệnh cậu, được không? chiến sĩ trẻ tuổi chào kiểu quân đội thật tiêu chuẩn rồi nói một cách rõng rạc, báo cáo cục trưởng lạc, đại đội trưởng đội đặc chiến Phụng Thiên, dẫn đầu lữ đoàn đặc chiến báo cáo với ngài. Chờ anh ra lệnh, xin chỉ thị. Lạc Viễn Trinh nhìn thân đại tráng tràn đầy năng lượng, chiến sĩ trẻ thật năng động. Ngồi xuống trước đi rồi nói tiếp. Rõ, thân đại tráng ngồi xuống ghế với tư thế đúng chuẩn của người lính. La Hồ nói, cục trưởng lạc, cậu nói sơ lược về tình hình hiện nay đi. Lạc Phiến Trinh nói, theo thông tin mà cảnh sát chúng tôi biết được thì tôi qua Hồ Quý và Âu Dương tất tùng sống mái với nhau, thương vong giữa hai bên vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng chỉ còn lại mấy tay giỏi nhất nên có lẽ nhiệm vụ của chúng ta cũng đã giảm bớt. Có điều phải đề phòng trường hợp anh ta chó cùng rứt dậu. Không những thế, Âu Dương tất thùng âm thầm chui vào Phụng Thiên nên chúng ta nhất định phải vây bắt đối tượng. Cho nên nhiệm vụ lần này của lữ đoàn đặc chiến Phụng Thiên là vây bắt hết tất cả bọn chúng. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ thân đại tráng đột nhiên đứng bật dậy kiên quyết loại bỏ hết tất cả bọn chúng sau đó cậu ta nhìn về phía la hồ thưa tư lệnh tôi đề nghị sử dụng hai máy bay trực thăng vũ trang của quân đội không những vậy vũ khí đạn dược cũng cần được bổ sung với số lượng lớn la hồ gật đầu yên tâm đi quân đội sẽ cung cấp tất cả súng ống đạn dược lẫn trang thiết bị mà các cậu cần tôi cũng đã báo cáo với cấp trên về chuyện này rồi và cấp trên cũng nói rằng cho dù có dùng hết lực lượng cũng phải bắt hết bọn chúng lại Rõ, hai mắt thân đại tráng sáng bừng, thừa tư lệnh, chỉ cần có đủ vũ khí và đạn dược thì tôi đám bảo bầy sói của tôi sẽ giết hết bọn chúng. Ha ha! Lạc Viễn Trinh nói kẻ địch vừa vừa mạnh vừa xảo quyệt nên chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Đội trưởng thân, tôi còn mời một cao thủ dân gian đến. Đến lúc đó các cậu gặp mặt và phối hợp thật tốt với nhau trong khi chiến đấu. Cao thủ dân gian, cục trưởng Lạc, anh đang đùa sao? một người không trải qua huận luyện quân sự chính quy thì lúc ra chiến đấu cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. Tôi không cần cao thủ dân gian gì hết, thân đại tráng phản đối ngay. Lạc Viễn Trinh nói, người này vô cùng đặc biệt, anh ta không những giỏi về võ thuật mà yếu tố về mặt quân sự cũng rất tốt. Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn có một tiểu đội với sức chiến đấu siêu hạng. Tối qua khi Âu Dương Tất Tùng bị thương nặng, chính anh ta là người phối hợp với tàn dư của Hồ Quý. Ồ, thân đại tráng nghi ngờ, rốt cuộc anh ta là người như thế nào. Lạc Viễn Trinh nói, tôi đã từng nhận được cuộc điện thoại bí mật của sĩ quan Du Du Kinh Hồng. Cô ấy nói rằng người này có mật lệnh của cấp trên, chuyên môn phụ trách dọn dẹp sách sẽ thể lực ngầm ở địa phương. Mục đích anh ta đến Phụng Thiên là để tiêu diệt Âu Dương Lôi. Đội trưởng thân, tôi đề nghị cậu nên trao đổi tiếp xúc với anh ta nhiều một chút vì người này vô cùng đáng gờm. Đáng gờm, thân đại tráng vung nắm đấm, trước hết phải mạnh hơn tôi rồi hẳn nói tiếp. Hừ hừ, La Hồ cười nói, đại tráng, cậu cũng không nên coi thường anh hùng dân gian. Mặc dù cậu là thiên tài hiếm có trong quân đội nhưng cũng khó đảm bảo vì núi cao sẽ có núi khác cao hơn. Thân đại tráng nói, vậy tôi phải gặp anh ta ngay mới được. Lạc Viễn Trinh gật đầu, vậy tôi sẽ kêu đội trưởng bạch báo với anh ta một tiếng để xem bây giờ anh ta có rảnh không. Đúng rồi, anh ta tên là Diệp Vô Phong, Diệp vô phong, thân đại tráng lặp lại cái tên ấy, tốt lắm, nếu anh ta không tệ thì thu vào đại đội đặc chiến của tôi luôn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 420